Trường 1301 không biết có bao nhiêu người trong lòng đang cảm thấy xốn sang. Ba A đốc trầm ngâm một lúc rồi nói, tôi nghe các trưởng lão trong môn phái có nhắc qua núi chứa chan tiên cảnh hình như là một trong những chốn bồng lai cực kỳ cổ xưa và lớn mạnh đã tồn tại cách đây mấy nghìn năm trước, đã từng là một trong những phái lớn mạnh nhất trên thế gian. Có sách cổ ghi chép lại, vào thời điểm núi chứa chan tiên cảnh hưng thịnh nhất, trong môn phái có tận 50 tiên nhân. Nếu như người này thật sự đến từ núi chứa chan, e rằng tình hình trở nên trầm trọng và khó lường rồi. Chỉ là núi chứa chan tiên cảnh đã hơn một nghìn năm chưa từng hiện thế rồi. A Bơ Nhung và những người khác nghe xong thì chết lặng, nhưng họ cũng đã hiểu đại khái về núi chứa chan tiên cảnh này rồi. Tóm lại một câu là núi chứa chan tiên cảnh rất mạnh, mạnh đến nỗi Long Vương cũng phải vô cùng kiêng rè. Ba A Đốc lập tức nhìn về phía đường Tuấn, ánh mắt lóe lên. Đường Tuấn có thể trấn áp rất nhiều ẩn cư thế gia và cổ phái, được ca tụng là nhân vật đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng đối mặt với một thanh niên có khả năng xuất thân từ núi chứa tràn tiên cảnh, e rằng vị trí đệ nhất này cũng khó mà giữ nổi. A Bơ nhung và những người khác dường như cũng nghĩ đến điều này. Một vài người sợ Đường Tuấn bị kích động sẽ xông ra ngoài phân cao thấp với đối phương, nên nhỏ giọng nói: "Ngài Đường, đối phương đến từ núi chứa tràn tiên cảnh, tài nguyên và bối cảnh bẩm sinh cực kỳ hùng mạnh. Chúng ta cứ chờ xem thế nào đã." Đường Tuấn không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Audio điện tử võ tấn bền Bất kể là Chu Hoa Kiện, Long Vương hay cậu trai trẻ khả năng cao là người của núi chứa chan tiên cảnh kia, tuy cuộc giao chiến của ba người họ phát ra âm thanh cực lớn, nhưng tinh lực của từng người đều còn rất dồi dào, hiển nhiên thời cơ chưa đến. Cuống hồ gì lúc này thật sự không thích hợp để anh ra tay, bên trong biển ý thức của anh đang sôi trào sùng sục, ngọc trụ thần bí không ngừng lắc lư, dường như đang muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh rồi. Suốt cuộc hồ tông đam này là nơi như thế nào? Ba Adop, A Bơ Nhung và còn một vài đệ tử đi theo Chu Hoa Kiện đến tận đây, ai nấy vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hồ Tông Đam nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh ở Con Tum, ở đây ngoài Hồ Tông Đam này ra thì không còn nơi nào đáng để người ta nhắc đến nữa. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt họ thật sự có chút giống với cảnh vật trong thần thoại. Hàng vạn hào quang từ trong không trung chút xuống như thác nước đã ngừng lại, nhưng mặt đất bốn bề xung quanh nơi hoang vắng này dường như cũng bị ảnh hưởng, bừng lên sức sống không gì sánh được. Trong phạm vi vài cây số đã biến thành ốc đảo riêng biệt, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cây cối dường như đã trải qua cả vài chục năm, lớn thành những cây cổ thụ sừng sững giữa trời. Một cung điện to lớn với phong cách cổ kính bay lên khỏi mặt hồ Tông Đam, lơ lửng trên không trung, tạo thành một bóng đen lớn phản chiếu xuống mặt nước nguyên khí trời đất cuồn cuộn như thủy triều, những gợn sóng lăn tăn dập dờn từ bốn phía cung điện lan ra ảnh hưởng đến môi trường chung quanh. Tôi từng thấy trong sách cổ có ghi chép lại miêu tả của những những người tu luyện về tiên cảnh lúc cổ xưa, nơi này tuy không được khoáng đạt như tiên cảnh, nhưng cũng không kém xa là mấy, đó thật sự là phúc địa sao. Nhưng, làm sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào Hồ Tông Đam thật sự là nơi còn sót lại của tiên nhân thời cổ? Thân hình vạm vỡ của ba A đốt chợt rung nhẹ, anh ta tự lẩm bẩm một mình. Còn một vài đệ tử của Chu Hoa Kiện, ánh mắt của bọn họ càng thêm rực rỡ, hóa ra đây chính là cơ duyên thành đạo mà thầy đã nói đến. Nếu như thầy thành đạo, vậy thì chúng ta cũng sẽ có thể cùng hưởng phúc, nói không chừng còn có thể được thơm lây. Một, hai tên đệ tử tham lam lặng lẽ nhìn về phía đường Tuấn, nhỏ giọng nói, tới lúc đó, bất kể đối phương có là đạo thể hay long vương gì đi chăng nữa, thì tất cả đều phải khuất phục dưới tay sư phụ. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người trong lòng đang cảm thấy xốn sang. Cảnh tượng trước mắt họ thật nằm ngoài sức tưởng tượng, theo họ thấy, chỉ có chốn tiên cảnh trong truyền thuyết mới có thể đẹp được như vậy. Chương 1302 anh ta đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Một đám quê mùa, đây là nơi đã luyện chế ra báu vật bí ẩn năm đó, không biết đã phải tập hợp bao nhiêu sức lực của tiên nhân và bảo vật lại, chỉ với hai từ tiên cảnh thì sao có thể hình dung hết được. Nhưng tiếc là cơ duyên này các cậu không thể nào có được thanh niên lạc thịnh bình tĩnh nói. Cậu ta liếc nhìn đường Tuấn, hơi hơi nheo mắt, vừa lắc đầu vừa nói, anh chính là đạo thể mà bọn họ vẫn nhắc đến sao, thật sự quá yếu đuối. Với cường độ khí tức như này, đến hỗn luân còn không chịu được, thì tư cách làm nô tỳ của tôi cũng chả có đâu. Thế gian này quả thật quá suy tàn nên mới để cho một thằng nhãi như vậy làm càn. Mà thôi bỏ đi, đợi tôi có được cơ duyên, tôi sẽ cho nhân gian thấy được thế nào mới gọi là lực lượng hùng mạnh lúc này trong biển ý thức thế mạnh như nước của Đường Tuấn, Ngọc Trụ thần bí đang chấn động không yên, phần lớn sức mạnh của anh được dùng để chấn áp sự bạo động của Ngọc Trụ, khí thức của anh dưới sự nhìn nhận của những người luyện võ cấp cảnh thì quả thực có chút rối loạn và yếu ớt. Đợi khi tôi ra ngoài, nếu như anh chủ động quỳ xuống nhận sai, tôi sẽ tha mạng cho anh. Nói xong, Lạc Thịnh liền bay vào trong cung điện trước, bóng dáng của cậu ta lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chu Hoa Kiện do dự một hồi, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Ông ta đi tới trước mặt một vài tên đệ tử, trầm giọng nói: đi theo thầy vào trong đó. Niềm vui sướng trong phút chốc của mấy tên đệ tử đó khó mà che giấu được. Chu Hoa Kiện đưa bọn họ theo, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ hưởng cái tiên duyên sao? Nghĩ đến đây, một số đệ tử liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. đến ngay cả đám người Ba A đốt cũng có chút cảm động, khẽ liếc nhìn Đường Tuấn. Mặc dù tiếng tăm của Đường Tuấn bên ngoài rất lớn nhưng đến đây anh chẳng làm bất cứ điều gì và cũng không biểu lộ ra bất kỳ ý kiến nào đi theo anh thật sự có thể có được tiên duyên sao thầy chu thầy của con là người quen cũ của thầy thầy có thể dẫn theo con vào trong đó được không phía sau đường tuấn có một người bước ra từ trong đám đông mạnh dạn hỏi chu hoa kiện chu hoa kiện liếc anh ta một cái và nói được thôi anh ta đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng ngay sau đó lại có thêm ba người nữa chọn đi vào trong cùng với chu hoa kiện Cuối cùng, nhóm người của Ba A Đốc chỉ còn lại hai người là Ba A Đốc và A Bơ Nhung, cùng với Lăng Thu Thủy không tu luyện võ đi sau lưng Đường Tuấn. Trước khi đi, Chu Hoa Kiện đưa mắt liếc nhìn Đường Tuấn, cười chế nhạo, rồi ông ta cùng một đám người hùng hổ bay vào trong cung điện. Long Vương cũng đã bay tới, cho mày nói với Đường Tuấn, sao cậu lại bị thương, khí tức của cậu sao đột nhiên lại trở nên yếu ớt như vậy. Tình trạng như thế này mà còn dám đến, thật là liều lĩnh, mau chóng rời khỏi nơi này đi cậu là đối thủ mà tôi đã lựa chọn, tôi không cho phép cậu chết ở đây. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, khí thức càng ngày càng rối loạn, ngọc trụ thần bí trong biển ý thức dường như không thể áp chế nổi nữa. Long Vương nhận ra vẻ uất hận trên gương mặt của anh, giọng điệu càng ngày càng bất mãn, đến khí thức của cậu cũng không thể khống chế. Ở tình trạng này tôi hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết được cậu, chưa kể lạc thịnh đó còn đến từ núi chứa chan đó. Đợi đến khi tôi ra, tôi không hy vọng sẽ gặp lại cậu ở đây. Còn hai người, hãy giúp tôi hộ tống cậu ta ra khỏi con tum này, nếu không, hừ. Sắc mặt của ba A Đốp và A Bơ Nhung bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nói xong những điều này, Long Vương quay người bay vào trong cung điện. Cơ duyên ở phía trước, ông ta chẳng muốn phí phạm thời gian với đường Tuấn. Ngài đường, hay là chúng ta rời khỏi đây thôi. Ba A Đốp hít một hơi thật sâu, cho dù là lạc thịnh, Chu Hoa Kiện hay Long Vương đều khiến cho anh ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Vốn dĩ anh ta vẫn còn một chút sự tin tưởng đối với Đường Tuấn, nhưng bây giờ những người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra tình trạng của Đường Tuấn rất không tốt, khiến cho anh ta đột nhiên có chút không tin tưởng nữa. A à, Bơ Nhung cũng nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt lo lắng. Chương 1303, vậy thì tôi cũng sẽ vào trong. Thuật pháp đại sư Chu Hoa kiện của đảo Phú Quốc, truyền nhân của núi chứa chan lạc hịch, Long Vương bất cứ một người nào trong số họ chỉ cần vô tình thở dài một tiếng đều có thể dễ dàng khiến họ mất mạng. Nếu họ đã thực sự vào đến cung điện, e rằng chỉ còn cách gửi đồ ăn đến thôi. Ngay cả Lăng Thu Thủy cũng dần hiểu ra rằng tình hình lúc này vô cùng bất lợi cho Đường Tuấn. Thì ra là anh cũng không lợi hại lắm, trong lòng Lăng Thu Thủy không khỏi suy nghĩ. Các người muốn mở mang một chút về tiên duyên trong cung điện không? Đường Tuấn đột nhiên nói. Ngài Đường, Ngài. Ba A Đốc ngạc nhiên đến mức lạc cả giọng. Ngài đường, đừng tự huyễn hoặc bản thân, người đó là đệ tử của núi chứa chan, không thể so với cổ phái bí mật được. A Bơ Nhung khuyên nhủ. Ha ha, đường Tuấn khẽ cười. Ngọc trụ trong biển ý thức quay vòng vòng xung quanh, dường như có một tiếng gọi anh tiến vào cung điện trong tiềm thức. Ba A Đốc thấy vậy, nghiêm nghị nói, ngài đường có lòng tin không? Anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh bình tĩnh lại ngay. Đường Tuấn nói, chỉ là một cung điện nhỏ bé thôi mà. Được rồi, tôi sẽ theo ngài đường vào đó, xem cái gọi là tiên duyên nó như thế nào. Ba A Đốp nghiến răng nói. Anh Ba A Đốp, sắc mặt A Bơ Nhung có chút thay đổi. Tôi tin tưởng ngài đường, Ba A Đốp kiên quyết nói. A Bơ Nhung do dự một lúc, sau đó nói, vậy thì tôi cũng sẽ vào trong. Tôi cũng đi, Lăng Thu Thủy cũng nói. Nhưng, chúng ta vào đó bằng cách nào? lăng thu thủy nghi ngờ hỏi vừa rồi bản lĩnh của chu hoa kiện long vương và lạc thịnh khiến cô ấy không khỏi kinh ngạc cô ấy nghe nói bản lĩnh đó chỉ có cao thủ cảnh giới cấp thần gì đó mới có thể thi triển được cô ấy vừa dứt lời thì lập tức nhìn thấy cơ thể của mình bay lên dường như có một đôi tay vô hình nắm chặt lấy cô và đưa cô bay vào trong cung điện trước mặt cô ấy đường tuấn đang bay như một tiên nhân sau khi bị một quầng sáng bao quanh không thể phân biệt được phương hướng Lăng Thu Thủy phát hiện chân cô ấy đang ở trên mặt đất, trong một căn phòng. Cô ấy đưa mắt quan sát xung quanh, căn phòng này thực sự được trang trí với cảm giác rất cổ kính, với các giường cột chạm trổ tinh tế, trên các cột trụ trong phòng được khắc bởi một vài bức tranh khác nhau. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Lăng Thu Thủy hơi hé, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ cũng lộ ra sự kinh ngạc không thể che giấu được. Những bức họa đó sống động như thật, chắc chắn là bút tích của Bậc Đại Sư, đem đi đấu giá chắc chắn có thể bán được giá cao hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu, nhưng ở đây đâu đâu cũng có thể thấy được nó. Ngoài nơi đó ra, trong không gian này còn có một quả cầu thủy tinh lớn treo lơ lửng ở giữa. Quả cầu thủy tinh được hai người ôm chặt, lúc này quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng ngũ sắc, chiếu xuống không gian trong phòng đầy mờ ảo. chương 1304, người được ông trời lựa chọn hả? Không chỉ lăng thu thủy, đến ngay cả ba A Đốp và A Bơ Nhung cũng trông rất ngạc nhiên. Tuy bọn họ xuất thân không tầm thường, nhưng họ cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều trước mắt. "Đường Tuấn đâu?" Lăng Thu Thủy đột nhiên hỏi. Tách, một âm thanh như thể tiếng nước rơi trên mặt đất vang lên trên đỉnh đầu cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu thì nhìn thấy Đường Tuấn đang lơ lửng trên không trung, ấn đường của anh hiện ra một viên ngọc trụ khắc hình long phượng, khẽ chấn động như thể được cộng hưởng với ánh sáng của quả cầu thủy tinh lớn. Còn Đường Tuấn đang nhắm mắt tập trung, dường như anh đang đắm chìm trong một cõi đầy huyền bí. Đây là đâu? Hừ, lăng thu thủy không nhịn được, hét vào mặt đường Tuấn. Cô ấy vừa nói xong thì bỗng nhiên bị người khác dùng tay bịt miệng lại. Là ba A đốp, bé tiếng một chút, lúc này không thể quấy dày ngài đường được. Ba A đốp hạ thấp giọng. Lăng thu thủy gật đầu lia lịa. lúc này ba A đốp mới buông tay. Rốt cuộc đây là nơi nào? A bơ nhung không nhịn được lại hỏi. Ba A Đốp nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị, nói, đây chắc là trung tâm của cung điện và là nơi quan trọng nhất của toàn bộ cung điện. Còn Chu Hoa Kiện và Long Vương đâu?" A Bơ Nhung hỏi, bốn bề xung quanh trống rỗng, ngoài bọn họ ra thì không có một ai khác. Ba A Đốp lắc đầu, họ chắc đang ở phạm vi bên ngoài rồi. Anh ta nhìn ngọc trụ trên ấn đường của Đường Tuấn, nói chúng ta cũng đi theo ngài Đường vào trong đó đi. Nếu như tôi đoán không sai thì cung điện này chính là một pháp trận cực lớn trong đó ẩn chứa vô số nguy hiểm và cạm bẫy. Lăng Thu Thủy nói với giọng bất mãn, hừ, đâu ai dám chắc được điều gì, nói không chừng đi theo anh ta lại chẳng được gì. Ba A Đốc nghiêm nghị nói, cô Lăng, cô đừng ăn nói lung tung, ngài đường là người được ông trời lựa chọn. Người được ông trời lựa chọn hả? Lăng Thu Thủy và A Bơ Nhung đồng thời là cả giọng. Vào lúc này, ở những nơi khác trong cung điện, từ bên ngoài nhìn vào, chiều dài cung điện không quá vài trăm mét. Nhưng sau khi bước vào trong cung điện, mọi người mới phát hiện bên trong cảnh vật đẹp như trốn bồng lai, không gian dường như được thu hẹp lại. Chu Hoa Kiện nhìn biển lửa trước mặt, ông ta dẫn một đám người đứng ở một đầu của biển lửa, biển lửa dài thường thượt cả mấy trăm mét, bao phủ khắp bầu trời. Ở đầu còn lại của biển lửa, một đường hầm sâu hút dần dần xuất hiện. Ngọn lửa nóng như thiêu đốt, trong đỏ có ảnh tím, quả nhiên nhiệt độ của biển lửa rất cao, vượt xa cả những ngọn lửa thông thường. Ngay cả Chu Hoa Kiện là một thuật pháp đại sư của Đảo Phú Quốc cũng bị mắc kẹt và không thể đi nổi dù chỉ một bước. "Thưa thầy, chúng ta làm sao để qua được đó?" Các đệ tử đứng bên cạnh Chu Hoa Kiện lên tiếng hỏi. Từ khi Chu Hoa Kiện đưa bọn họ cùng vào, bọn họ lại càng coi Chu Hoa Kiện như ân nhân, suy cho cùng không phải thầy nào cũng là người không vụ lợi như thế, sẵn sàng chia sẻ tiên duyên với đệ tử của mình như ông ta. Nếu như có được cơ duyên này thì chẳng khác nào ăn mày vớ được chiếu manh. Chu Hoa Kiện nhìn biển lửa cách đó cả mấy trăm mét mà không có bất kỳ âm thanh gợn sóng nào, lắc đầu và nói, chỉ có một cách để có thể qua được bên kia. Phương pháp gì ạ? À? Một vài tên đệ tử không kìm được nên mở miệng hỏi. Chương 1305 trận chiến lập tức bắt đầu. Chu Hoa Kiện đột nhiên nói, những người trong giới thuật pháp đều nói rằng tôi có sự chuẩn bị tốt ắt sẽ làm được việc, hy vọng trong vòng 10 năm tới sẽ có thể vượt xa lã kiến chung nhưng ai mà biết được tôi có sự chuẩn bị tốt như vậy là từ đâu mà ra năm đó tôi vì muốn mở mang đầu óc mà đã giết vợ và con trai của mình nhưng tôi không hối hận lã kiến trung xuất thân từ một đại phái trong giới thuật pháp tôi xuất thân thấp kém nếu không dùng những thủ đoạn bất thường làm sao tôi có thể đánh bại được ông ta đời người ngắn ngủi có trăm năm tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ sống tạm bỡ cho qua ngày vì đại đạo sự hy sinh của vợ và con cũng không là gì Đám đông bất ngờ sợ hãi, có một số người còn muốn rút lui lại phía sau, nhưng họ phát hiện bản thân bị một lực lượng vô hình rất mạnh chặn lại, không thể di chuyển được. Chu Hoa Kiện quay đầu lại, nhìn vẻ kích động và hưng phấn vẫn còn trên gương mặt của những người trẻ tuổi kia, hờ hững nói các cậu thật sự cho rằng tôi đưa các cậu vào đến đây là muốn chia sẻ tiên duyên với các cậu hay sao? Thật nực cười, trên con đường tu đạo chân chính của mình, liệu có ai sẽ vì người khác mà xả thân? Cung điện này là một pháp trận cực lớn, Đủ để bẫy những võ giả cực cảnh. Bởi vậy, tôi mới đưa các cậu tới đây, vì chính vào lúc này, tôi sẽ dùng tính mạng của các cậu để hoàn thành con đường tu đạo của tôi. Giọng nói của Chu Hoa Kiện đầy lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, tên đệ tử đứng gần ông ta nhất đột nhiên nứt khí mà chết, còn khí tức của Chu Hoa Kiện thì càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là tên đệ tử mà bình thường được Chu Hoa Kiện coi trọng nhất. Cậu ta cũng coi Chu Hoa Kiện như một bậc thầy một người cha, nhưng cuối cùng cậu ta lại là người đầu tiên phải chết. Dưới cái nóng của biển lửa, những người phía sau Chu Hoa kiện đều lần lượt ngã xuống, trước khi chết, bọn họ đều tràn đầy hoảng sợ và tức giận, còn khuôn mặt già nua của Chu Hoa kiện thì trông thật gớm ghiếc. Tôi không sai, người cuối cùng ngã xuống, khí tức của Chu Hoa kiện ngày một mạnh mẽ đến cực điểm, ông ta chỉ nói ba chữ, sau đó cả người lao thẳng qua biển lửa. Tôi không sai. Ở một chỗ khác trong cung điện cậu chủ long nhìn long vương đang đứng trước mặt lạnh lùng nói tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nghịch luân tôi coi nghịch luân như nhà của mình cho dù có là võ đạo nào hay có bất kỳ sự cống hiến gì cho nghịch luân thì các đồng bối trong nghịch luân cũng không ai có thể so được với tôi nhưng ông ông lại lựa chọn đường tuấn và bỏ rơi tôi tôi không phục không biết hối cải long vương tức giận nói ông dạy dỗ rất tốt cậu chủ long dứt khoát nói nhưng đây là bài học cuối cùng mà ông dạy cho tôi tôi sẵn sàng làm chó cho Lạc Thịnh để được vào cung điện này trước ông một bước. Tôi vào đây sớm hơn bất kỳ ai trong số mọi người ở đây và là người có được nhiều thứ nhất. Ông vốn dĩ không biết lúc đó tôi mạnh đến mức nào đâu. Giết được ông, tôi sẽ là Long Vương mới của nghịch Luân. Bùm! Trận chiến lập tức bắt đầu. Lạc Thịnh nhìn cầu thang trước mặt, cầu thang kéo dài vào trong khoảng không, chúng dường như dài vô tận. Quả nhiên đó là nơi luyện chế bảo vật được ghi chép trong sách cổ chỉ có tôi mới có đủ tư cách để có được cơ duyên này. Lạc Thịnh thấp giọng nói, hai mắt đột nhiên sáng rực lên giống như thần nhãn, tia sáng từ trong đồng tử bắn ra ngoài, xuyên vào hư không. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1306, bầy tay ngôi sao. Hừm, cho dù có là người được ông trời lựa chọn, sao anh có thể khẳng định người đó chính là anh ta? Lăng thu thủy không thấy thuyết phục. Cho dù đường Tuấn có thể hiện ra năng lực siêu phàm, nhưng ấn tượng đầu tiên của cô ấy với Đường Tuấn vẫn rất tệ, không dễ gì thay đổi được. Ba A đốt nghẹn lời, đối với những lời đồn đại này, anh ta cũng chỉ hiểu biết rất mông lung, không có cách nào lý giải được. Hừ, đúng lúc này, một giọng nói đầy sự khinh thường mỉa mai vang lên. Lạc Thịnh xuất hiện, nhìn Đường Tuấn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, trong mắt lộ ra sự ghen tị, tức giận. Lạc Thịnh lạnh lùng nói, núi chứa chan của tôi là giới tu luyện chính thống, Tôi mới là người thật sự được ông trời lựa chọn. Anh ta là cái thá gì chứ? Phục Ma Ngọc Trụ, Phục Ma Ngọc Trụ quả nhiên ở trên người của anh ta. Nhất định phải lấy được nó. Nghe nói trong Phục Ma Ngọc Trụ có chứa đựng tất cả phương pháp tu luyện của giới tu luyện hàng ngàn năm trước. Nếu như để tôi có được nó, trong vòng chưa đến 10 năm, tôi có thể sẽ đạt đến cảnh giới chưa từng có, thậm chí có thể tạo ra một tiên cảnh mới khác trong lòng lạc thịnh gào thét loại bảo vật này tặng cho anh ta chẳng khác nào phung phí của trời chỉ có mình mới có đủ tư cách có được nó cơ hội ngàn năm có một nhất định mình không được bỏ lỡ lạc thịnh mình quả nhiên có phúc duyên sâu đậm chỉ cần giết chết được thằng chan này trở về núi chứa chan sẽ chẳng còn ai là đối thủ của mình nữa cộc 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 hai tiếng bước chân vang lên long vương và chu hoa kiện cũng xuất hiện sức lực của chu hoa kiện mạnh mẽ đến cực điểm dường như không thua kém gì lúc Trần Tùng N độ kiếp ngày hôm đó. Ông ta dùng chính mạng sống của các đệ tử và những người đi theo để đạt được mục đích của bản thân. Tuy tàn nhẫn nhưng sức mạnh thật sự vô cùng hùng dũng. Áo bào của Long Vương đã nhúm máu, trên khuôn mặt thoáng chút buồn bã, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn bừng bừng mạnh mẽ. Ông ta có thể đến được đây, thì có thể biết được kết cục của cậu chủ Long đã ra sao rồi. Hai mắt Chu Hoa Kiện nóng bừng, nhìn quả cầu thủy tinh và ngọc trụ bí ẩn trước mặt đường tuấn lẩm bẩm nói cơ duyên thành đạo long vương không nói gì nhưng tay vẫn nắm chặt lạc thịnh khẽ cho mày hư một tiếng lạnh lùng cả người lập tức bay lên hư không tay như một luồng điện bắn về phía miếng ngọc trụ long phượng trên ấn đường của đường tuấn bày tay ngôi sao một tiếng hét lớn vang lên một ngôi sao khổng lồ bay ra từ lòng bàn tay của lạc thịnh bàn tay khổng lồ có kích thước to bằng cả nửa sân bóng rổ những đường vân tay và đường mạch máu trong lòng bàn tay dường như được cấu tạo hoàn toàn từ các vì sao, vô cùng chói mắt, khí thức của cậu ta phủ kín cả bầu trời. Chu Hoa Kiến nhấc chân lên ấn xuống lòng bàn tay, đằng đằng sát khí nói cơ duyên này không dành cho núi chứa chan các cậu. Vì muốn thành đạo, ông ta còn giết cả vợ và con trai của mình. Để có được ngày hôm nay, ông ta đã giết chết những người đồng hành cùng ông ta hơn 10 năm trời. Thần đến sát thần, Phật ra sát Phật. Khốn nạn! Lạc Thịnh tức giận, nhưng chỉ có thể rút lui. Lạc Thịnh sinh ra ở núi Chứa Chan, là hậu duệ của Chứa Chan lão tổ tông, thân phận cao quý như vậy mà lại có người dám đả kích cậu ta. Cậu ta quay người lại, nhìn xuống Chu Hoa Kiện, nói từng câu từng chữ, tốt lắm. Trong giọng nói đầy sự tức giận. Chương 1307, Sung tiêu Trường Trước kia cậu ta từng bắt tay với Chu Hoa Kiện và Long Vương, nhưng đó chỉ là một trò đùa và cậu ta không hề coi trọng nó. Trong mắt cậu ta Chu Hoa Kiện chỉ là một loài run dế. Nhưng bây giờ loài run dế ấy lại dám khiêu khích cậu ta, ngăn cản cậu ta có được phục ma ngọc trụ. Đây không phải là những điều cậu ta có thể chịu đựng được. Ngay khi Lạc Thịnh vừa dứt lời, một luồng khí tức hung hãn phóng ra như núi lửa phun trào, sau đó dần dần bốc lên, trong nháy mắt đã vượt qua phạm vi của cực cảnh. Đồng thời, một ý cảnh đầy bí ẩn hiện ra trên người cậu ta. Đây là cảnh giới gì? Chu Hoa Kiện hơi kinh hãi nói. Ha ha, đây là cảnh giới bán tiên, đại diện cho những người chỉ cách nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới tiên nhân. Bây giờ thì ông có thể đi vào chỗ chết được rồi. Lạc Thịnh trầm giọng nói, lòng bàn tay hiện ra những bóng huyền ảo, luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập không gian, tạo ra sự áp chế nặng nề cho Chu Hoa Kiện. Trong mắt Chu Hoa Kiện, bàn tay của Lạc Thịnh dường như đã hóa thành trời xanh, che phủ bầu trời, che khuất cả tầm nhìn của ông ta, như muốn hủy diệt niềm tin của ông ta. Tôi sẽ không chết tinh quang hộ thể, chu hoa kiện sắc mặt dữ tợn, hơi thở dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Một màn mưa sao đã xuất hiện để bảo vệ cho ông ta. Đây là pháp thuật bảo vệ cơ thể mạnh nhất mà chu hoa kiện có thể thi triển được. Thật đáng tiếc là nó không có tác dụng. Dưới lòng bàn tay của lạc thịnh, chiêu thức tinh quang hộ thể của chu hoa kiện dường như chỉ như một tờ giấy mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ vỡ ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ bắn phá thân thể của chu hoa kiện, tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong phút chốc cảnh tượng hiện ra trước mắt Chu Hoa Kiện người vợ yêu dấu một thời của ông ta đứa con đáng yêu của ông ta người đồ đệ ông ta vô cùng coi trọng thậm chí còn có cả những người bạn cũ của ông ta nữa những khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ đây đều là những điều mà ông ta từng có nhưng bây giờ không còn nữa vì muốn theo đuổi con đường thành đạo ông ta đã tự mình hủy hoại tất cả tôi sai rồi sao Chu Hoa Kiện chết trong sự không cam chịu và đầy nghi vấn lực dưới lòng bàn tay của lạc thịnh đủ để giết chết một võ giả cực cảnh phù phù chu hoa kiện ngã xuống đất vị thuật pháp đại sư xếp thứ hai trên đảo phú quốc này đã chết trên con đường mưu cầu đạo thuật ánh mắt của lạc thịnh không hề động đậy cậu ta vỗ tay như thể vừa giết một con ruồi cậu ta lơ lửng trên không trung nhìn long vương phía dưới mặt không chút cảm xúc ánh mắt long vương khẽ run lên mặc dù ông ta có thể giết chu hoa kiện nhưng ông ta không thể làm điều đó như lạc thịnh được lúc này, thực lực của Lạc Thịnh đã vượt xa ông ta rồi. Ông vẫn còn tác dụng, quỳ xuống, đưa nghịch luân đến phục tùng tôi. Lạc Thịnh bình tĩnh nói, bằng không, kết cục của ông cũng sẽ giống như ông ta. Vẻ mặt Long Vương trở nên lạnh lùng, ông ta nói, tôi tới đây để thỉnh giáo đạo pháp thần thông của núi chứa chan. Ông ta dậm chân, cả người bay lên không chung như một con rồng muốn chiến đấu với trời đất, thật không hổ danh là Long Vương. Ông có tu vi mà lại không biết sử dụng. Lạc Thịnh cười chế nhạo. "Sung Tiêu Trưởng, chương 1308, đưa Phục Ma Ngọc trụ cho tôi." Đây là một trường ảnh màu lục lam giống như màu bầu trời. Ánh mắt Lạc Thịnh đầy vẻ khinh thường, thậm chí cậu ta còn không thèm thay đổi chiêu thức. "Dư!" Một tiếng hét trầm thấp vang lên từ miệng Long Vương, hai tay ông ta xé nát bầu trời xanh, đấm về phía Lạc Thịnh một cái. Tuy nhiên ông ta cũng đã phải trả giá không ít, máu từ khóe miệng chảy ra rõ ràng việc xé toạc bầu trời xanh là điều không dễ dàng. Không tôi, khiến cho tôi phải động đến nắm đấm thứ hai. Ánh mắt lạc thịnh đầy lạnh nhạt, nắm đấm của Long Vương suýt nữa đã đánh vào đầu cậu ta, ấy vậy mà cậu ta vẫn còn ca tụng đối phương. Phá phong, lạc thịnh bình tĩnh nhổ ra hai chữ. Cậu ta lại một lần nữa lấy nắm đấm ra, nắm đấm lần này vô cùng nhanh và hung bạo, luyện gió thành thép, sắc hơn cả dao. Bốp, đồng tử hai mắt Long Vương co rút lại, chỉ vừa kịp thu tay hai tay đan vào nhanh để phòng ngự suy bàn tay của lạc thịnh hạ xuống thậm chí cậu ta còn cắt ra thịt cánh tay của long vương để lộ ra xương máu bên trong tuy biết rằng tu vi của long vương đã đạt đến độ cực cảnh khí chất ngang tàng có thể so sánh với một cỗ xe tăng nhưng bây giờ ông ta đã bị lạc thịnh cắt rời cánh tay thật không hổ danh là truyền nhân của núi chứa chan chỉ với hai đấm đã đánh bại long vương long vương rút lui hai cánh tay buông thõng xuống máu chảy dọc theo cánh tay rơi xuống đất ông ta thở hổn hển điều chỉnh lại hơi thở và chân nguyên trong cơ thể mình chỉ với hai nắm đấm lạc thịnh đã khiến cho ông ta bị trọng thương không tệ ông có thể đỡ được hai nắm đấm của tôi ông cũng có thể ngẩng cao đầu tự kiêu rồi đấy vẻ mặt của lạc thịnh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì dường như tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên đối với cậu ta có thể tu luyện đến cảnh giới này quả thực xứng đáng là một nhân tài nhưng thật đáng tiếc hôm nay tôi không có thời gian để chơi đùa với ông lạc thịnh từ từ bước xuống tiến gần đến long vương biểu cảm của long vương vô cùng căng thẳng không quan tâm đến vết thương của mình khí thế bốc lên mạnh mẽ ông ta đã chuẩn bị chiến đấu một trận sống chết người của nghịch luân thà chết đứng còn hơn sống ngồi đây là tinh thần và sức mạnh của nghịch luân đủ rồi ngay sau đó một giọng nói vang lên trong không gian bước chân của lạc thịnh đột nhiên dừng lại trên không trung cậu ta quay đầu lại đường tuấn đã tỉnh lại anh mở mắt ra đồng thời anh cũng nhìn cậu ta ngọc trụ vẫn lơ lửng giữa ấn đường của anh nhưng anh không cảm thấy bạo động nữa thay vào đó là bộ dạng vô cùng bình yên và đang nuôi dưỡng tinh thần lạc thịnh đột nhiên mỉm cười đưa tay về phía đường tuấn đưa đây cho tôi lạc thịnh đưa tay ra cười nói đưa phục ma ngọc trụ cho tôi phục ma ngọc trụ long vương vừa nghe thấy cái tên này đồng tử liền lóe lên một tia sáng lấp lánh, lẩm bẩm thật sự tồn tại thứ này sao? Lại là phục ma ngọc trụ, ba A đốc ngạc nhiên, giọng nói run run. Anh ba A đốc, phục ma ngọc trụ là gì vậy? A bơ nhung hỏi một cách khó hiểu khi thấy biểu hiện ngạc nhiên của ba A đốc và Long Vương. chương 1309, vật đó không thuộc về anh. Ba A đốc không giấu nổi sự kích động và hồi hộp, thấp giọng nói đây là một truyền thuyết cổ xưa đã được lưu truyền hàng nghìn năm nay ở con tum tương truyền rằng trên trái đất này đã từng có một thời kỳ đại loạn kéo dài rất lâu có vô số đạo sĩ đã chết trong thời kỳ hỗn loạn đó trong số đó thậm chí có cả những tiên nhân để chấn áp tình trạng lộn xộn đó các vị cổ tiên đã luyện chế ra một bảo vật bảo vật đó chính là phục ma ngọc trụ a a bơ nhung mở miệng nói vậy thì phục ma ngọc trụ này hóa ra không phải là bảo vật Ba A đốp chừng mắt nhìn A bơ nhung, kiểu như muốn trách cô ta không biết phân biệt trời cao đất dày. Đây là bảo vật trong số các bảo vật, là bảo vật mà hàng hà sa số các đạo sĩ mơ ước có được. Nghe nói, bên trong phục ma ngọc trụ có vô số cảm mộ của các tiên nhân với việc tu luyện, nếu như có được nó, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành nghìn năm đệ nhất tiên. Nhưng không ngờ rằng thứ này thực sự tồn tại, hơn nữa nó lại còn đang ở trên người của ngài đường. Đúng vậy, đích thị là phục ma ngọc trụ. Lạc thịnh nghe vậy, lắc đầu nói, chỉ là loại bảo bối này không phải thứ mà người như anh có thể có được. Đưa nó cho tôi đi, tôi xuất thân từ núi chứa chan, lại là hậu duệ của tiên nhân, chỉ có tôi mới xứng đáng có được nó. Đương nhiên, Phục Ma Ngọc Trụ có thể xuất hiện trên người anh, hiển nhiên trên người anh cũng có cơ duyên. Thế này đi, coi như ban thưởng, tôi cho phép anh là hộ vệ của tôi, tôi có thể đưa anh vào núi chứa chan tu đạo. Trong vòng 50 năm, nói không chừng anh có thể có cơ hội trở thành tiên nhân. Còn không, với tư chất của anh, có ở thế gian này cả đời cũng không bao giờ trở thành tiên được. Đây là cơ duyên rất nhiều người mơ ước mà không có được. Lạc Thịnh nói một cách bình thản, như thể mọi thứ nó đã là như vậy. Ba A đốc trao mày nói, nghe nói Phục Ma Ngọc Trụ có thể tự chọn chủ nhân. Vì thế nên Phục Ma Ngọc Trụ mới xuất hiện trên người của Ngài Đường, vậy thì Ngài Đường chắc chắn là chủ nhân của Phục Ma Ngọc Trụ rồi. Ánh mắt Lạc Thịnh lộ ra vẻ khinh thường, cậu ta thấp giọng nói trong trận chiến ngàn năm trước phục ma ngọc trụ đã bị tổn thương nặng sớm đã mất đi linh tính sao có thể biết mà chọn chủ nhân được nếu như thật sự có thể chọn thì cũng nên chọn tôi mới phải một thiên tài xuất chúng và là hậu duệ của tiên nhân chọn một hậu thiên đạo thể trong thế tục đơn giản chỉ là một viên ngọc phủ đầy bụi trần còn không phải rất khó tin hay sao được rồi đừng nói nhảm nữa đưa tôi phục ma ngọc trụ lạc thịnh trầm giọng nói với đường tuấn đường tuấn dường như không nghe thấy lạc thịnh nói gì trên gương mặt có chút buồn bực anh vừa nghĩ về điều đó phục ma ngọc trụ biến mất khỏi ấn đường ngay lập tức vừa rồi phục ma ngọc trụ cộng hưởng với quả cầu pha lê anh đã nhận được rất nhiều tin tức lúc này tâm trạng của anh có chút nặng nề lạc thịnh thấy vậy nét mặt cứng đờ nói anh không nghe thấy những gì tôi nói sao đưa tôi phục ma ngọc trụ đường tuấn lắc đầu nói vật đó không thuộc về anh Lạc Thịnh nghe vậy thì không khỏi bật cười, nói, không thuộc về tôi thì chẳng lẽ thuộc về anh sao? Anh có biết tôi là người thế nào không? Tôi là hậu duệ của tiên nhân ở núi Chan Chứa. Năm 15 tuổi đã đạt thần cảnh, 27 tuổi đã đạt được cực cảnh, bây giờ tôi chỉ còn cách tiên nhân trong truyền thuyết một bước nữa mà thôi. Cậu nhóc, anh chẳng qua chỉ là một hậu thiên đạo thể trong thế tục. Ở núi Chứa Chan của tôi, anh chỉ như một nô tì mà thôi, bình thường đến tư cách nói chuyện với tôi anh cũng chẳng có đâu ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ mặt khinh thường, giống như một vị hoàng đế đang nhìn một tên ăn mày, anh cho rằng chỉ dựa vào chút tu vi của anh mà có thể chống lại tôi sao, thật là ngu xuẩn. Cậu ta chỉ vào Long Vương và nói, người này là cao thủ đầu tiên của các anh, được gọi là Long Vương, nhưng ông ta chỉ chịu được hai nắm đấm của tôi. Anh có thể chịu được bao nhiêu đấm của tôi hả? Ba hay là năm, đưa tôi phục ma ngọc trụ, tương lai tôi sẽ trở thành tiên nhân, anh cũng sẽ được ban thưởng, để anh cả đời này dùng cũng không hết. Chương 1310, cảnh giới nguyên đan. Đường Tuấn lắc đầu, tôi nói rồi, thứ đó không thuộc về anh. Thằng quát con đáng chết, trong mắt Lạc Thịnh hiện lên sự tức giận, nói, vậy thì tôi sẽ tự mình lấy nó. Một hậu thiên đạo thể còn con như anh lại dám nói như vậy với tôi sao? Ngài Đường, cẩn thận, Ba A Đốp vội vàng hét lên. Lạc Thịnh ra tay nhanh hơn, lòng bàn tay cậu ta mở ra, năm ngón tay giống như năm cây cột trụ trời, bao phủ lấy đường tuấn. Còn đường tuấn thì như con thuyền trước sóng to gió lớn, như một con cá mắc lưới, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Anh biết không, ban nãy tôi chỉ dùng có 70% sức mạnh thôi. Anh dám nói chuyện với tôi như vậy thì hãy xem thực lực thật sự của tôi đây." Giọng nói của Lạc Thịnh vang lên. Long Vương nhìn thấy thanh thế này, sắc mặt thay đổi nhẹ. Nếu ban nãy Lạc Thịnh tung ra một đấm như bây giờ, thì ông ta sẽ không còn hy vọng gì nữa. Á, à, Lăng Thu Thủy không thể chịu được khi thấy Đường Tuấn bị đánh thành trăm mảnh, cô ta chuẩn bị lấy lòng bàn tay che mắt lại. Đùng, đến từ núi Chứa Chan thì ghê gớm lắm sao? Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cả người Lạc Thịnh đã bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa Đường Tuấn chỉ dùng một đấm, chỉ với một đấm đã phá vỡ lòng bàn tay khổng lồ bao phủ cả bầu trời của Lạc Thịnh và đá cậu ta bay ra ngoài. Một sự im lặng chết người lăng Thu thủy há hốc mồm như thấy gà đẻ trứng giật mình nói làm sao có thể như thế ban nãy lạc thịnh mạnh như vậy chẳng lẽ bên ngoài mạnh bên trong lại yếu sao cái này mí mắt long vương đột nhiên run lên mặc dù lạc thịnh bị đá bay ra ngoài nhưng cậu ta vẫn lơ lửng trên không trung chỉ là phần gương mặt bên trái của cậu ta có một dấu bàn tay màu máu đỏ tươi a à, tôi muốn giết anh lạc thịnh im lặng một hồi sau đó biểu cảm đột nhiên trở nên dữ tận từ trước đến nay không có ai dám đánh tôi như thế này, anh chết chắc rồi. Phá Thiên Quân, Lạc Thịnh hét lên, tung ra một nắm đấm. Những nắm đấm chồng chất lên nhau, như thể ngàn quân vạn mã lao vào chém giết Đường Tuấn, mang theo hơi thở của ý chí kiên cường và dầu lòng hy sinh. Đùng. Đường Tuấn vẫn chỉ dùng một nắm đấm, tay còn lại ở phía sau lưng, đến một góc tà áo cũng không động đậy. Lạc Thịnh lại bị đá bay thêm một lần nữa, với một cái tát nữa lên mặt bên phải tạo thành một sự đối xứng giữa hai bên trái và phải. Lúc này, anh đã không còn giống bộ dạng của một vị công tử xuất trần nữa, hai má sưng đỏ, trông vô cùng xấu hổ. Không thể nào như vậy được, tôi là truyền nhân của núi chan chứa, không thể thua trước anh được. Lạc thịnh hét lên, giống như một kẻ điên, hai mắt cậu ta trở nên đỏ au như máu, khí thức của cậu ta đột một trở nên mạnh hơn gấp đôi, trên đỉnh đầu của cậu ta xuất hiện một hạt tròn. Anh ép tôi phải sử dụng bí thuật xả thân tôi sẽ lột ra và xé xác anh, để anh phải chịu sự tra tấn cho đến chết. Lạc thịnh hung tàn nói. Bí thuật xả thân này tuy có thể nâng cao sức mạnh của cậu ta trong thời gian ngắn, nhưng nó có tác dụng phụ vô cùng mãnh liệt, đốt cháy nguyên lực trong cơ thể và làm giảm tuổi thọ. Vạn bất đắc dĩ, Lạc thịnh tuyệt đối sẽ không sử dụng đến nó, đó là một bí thuật chỉ có thể sử dụng vào thời khắc sinh tử. Cảnh giới nguyên đan, Long Vương thất thanh kêu lên. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1311, anh dám không? Các anh dám không? Sử dụng bí thuật xả thân có nghĩa là tu vi võ đạo của Lạc Thịnh có thể không còn cách nào thăng tiến được nữa. Xả thân, không chỉ là hy sinh tính mạng của bản thân, mà còn là sự hy sinh cho tiền đồ võ đạo của mình. Cũng chính vì điều này mà nắm đấm của Lạc Thịnh cực kỳ mạnh mẽ. Một cú đấm cắt đứt đường sống. Không gian và đường lui của Đường Tuấn đều đã bị phong ấn, anh chỉ có thể hứng chịu nắm đấm này thôi anh chết đi, lạc thịnh phẫn nộ hét lên, cú đấm tung ra giống như một con rồng, gió mạnh như một con dao, dường như đến cả không gian cũng có thể bị xé toạc. Đường Tuấn, Long Vương sửng sốt, nếu như ông ta đối mặt với cú đấm này, dù có dùng mọi thủ đoạn thì cũng sẽ bị thương nặng với tình hình này. Khả năng cao người chịu nắm đấm đó sẽ phải chết. Đám người lăng thu thủy thoát tim, vẻ mặt thất thần. Tên chết tiệt này, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét, đừng có xem nhẹ cái chết như vậy chứ lăng thù thủy nghĩ thầm trong lòng nắm đấm trong chớp mắt đã sát đến trước mặt đường tuấn như thể sắp chạm vào đầu anh a à, đường tuấn không biết từ lúc nào đã đi trước một bước và túm được cánh tay của lạc thịnh lạc thịnh xuất thân từ núi chứa chan toàn thân phát triển thể lực cường tráng rắn giỏi như thép đã tôi luyện nhưng đường tuấn chỉ cần bóp nhẹ một cái cánh tay lạc thịnh lập tức như một chiếc lọ thủy tinh vỡ ra một cách dễ dàng phát ra tiếng lách cách cùng lúc đó một tiếng hét đầy đau đớn phát ra từ miệng Lạc Thịnh. Bốp, đường tuấn đá Lạc Thịnh ngã xuống đất, Lạc Thịnh nằm sóng xoài thành hình chữ, đại, trên mặt đất, không thể bỏ dậy được. Một cú đấm, một cú đá. Lạc Thịnh đương nhiên không thể đỡ được hai chiêu thức ngẫu nhiên đó của đường tuấn. Đường tuấn từ trên không đáp xuống, từng bước từng bước đi về phía Lạc Thịnh. Lạc Thịnh không ngừng nôn ra máu, một cú đấm và một cú đá ban nãy của Đường Tuấn làm tổn thương phổi của cậu ta và làm rối loạn chân khí. Hơn nữa tác dụng phụ của bí thuật xả thân cũng đã dần xuất hiện. Cậu ta nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt vô cùng uất hận, nói với giọng uy hiếp, nếu đã có bản lĩnh giết tôi, vậy thì hôm nay hãy báo thủ đi, tôi sẽ trả bằng hết. Trên mặt cậu ta hiện lên một nụ cười đầy tự mãn, nhưng mà, anh dám không? Tôi là chi trưởng của núi Chứa Chan, là hậu duệ của tiên nhân Chứa Chan năm đó bác cả của tôi là trưởng giáo của núi chứa chan là cao thủ số một của núi chứa chan hiện nay cha tôi cũng đã đạt tới bán bộ nguyên đan anh em của tôi mỗi người họ đều có tu vi cấp cảnh bất cứ ai trong số họ cũng có thể diệt trừ anh ha ha nếu như anh dám giết tôi núi chứa chan tôi sẽ khiến cho anh chết không toàn thây anh dám không các anh dám không lạc thịnh nhìn đường tuấn long vương và đám người ba a đốp bằng ánh mắt đầy sự khiêu khích bộ dạng hoàn toàn không hề sợ hãi. Bồng lai, phương trưởng và một số bí cảnh tiên sơn khác cũng không còn nữa, núi chứa chan đã trở thành đệ nhất bí cảnh tiên sơn ở nội cảnh Việt Nam, một ngọn núi cũng đủ để nghiền nát Việt Nam. Trường 1312, Đồ Mưu Xuân Sắc mặt Long Vương đột nhiên trở nên khó coi, Nghịch Luân vẫn luôn đánh giá thấp thực lực của chứa chan. Tu vi bán bộ nguyên đan này cũng đã đủ để quét sạch Việt Nam rồi. Nếu như đối phương muốn chạy thoát, thì đến cả những vũ khí hiện đại nhất cũng vô dụng. Ồ, Đường Tuấn dừng lại, nhìn Lạc Thịnh nói, vậy anh nghĩ tôi nên làm gì? Lạc Thịnh thầm thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt ngày càng đắc ý hơn, rất đơn giản. Đưa cho tôi phục ma ngọc trụ, sau đó theo tôi quay về chứa chan nhận tội. Nếu như anh có thái độ tốt hơn một chút, nói không chừng tôi sẽ xin tha mạng giúp anh. Tội chết thì có thể miễn, nhưng tội sống thì không thể bỏ qua, anh dám đánh tôi bị thương, anh phải làm nô lệ cho tôi ở chứa tràn ít nhất 50 năm, coi như bù tội. Cậu ta nói như thể đó là điều hiển nhiên, như thể đây đã là sự ban ơn cho Đường Tuấn. Khuôn mặt của Long Vương và đám người ba A đốt đột một thay đổi. Ở chứa tràn làm nô lệ 50 năm, thời gian này là cả nửa thế kỷ, cho dù tuổi thọ của võ giả cực cảnh là 150 năm tuổi, nhưng cũng không thể nào để lãng phí như vậy được. Hơn nữa, việc làm nô lệ đúng là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Thế nào, nếu như bây giờ anh chịu quỳ xuống nhận lỗi với tôi, có lẽ tôi sẽ rút ngắn thời gian lại. Lạc Thịnh nói tiếp. Đường Tuấn im lặng. Đường Tuấn, Long Vương do dự nói. Ông muốn nói điều gì? Đường Tuấn nhìn Long Vương. Long Vương thở dài nói, làm nô lệ 50 năm thật sự không hợp lý. Nhưng thật sự không thể giết Lạc Thịnh được. Thực lực của chứa chan không thể so sánh với giới võ đạo của Việt Nam hiện tại được. Tôi thấy hay là thế này đi, cậu đưa phục ma ngọc trụ cho cậu ta đi. Tôi sẽ dùng danh tiếng của nghịch luân để bảo vệ cho cậu. Phục ma ngọc trụ là bảo vật trong truyền thuyết, tôi biết cậu không nỡ. Nhưng chắc cậu đã từng nghe vốn dĩ không có tội nhưng vì mang theo tài bảo mà thành tội. Một khi tin tức về việc phục ma ngọc trụ đang ở trên người cậu, không biết liệu sẽ có bao nhiêu người muốn tìm cậu đâu. Cậu không giữ được nó, chỉ bằng giao nó lại cho núi chứa chan. Ít nhất thì núi chứa chan có đủ thực lực để bảo vệ nó. Long Vương dùng lý lẽ để thuyết phục anh. Ha ha, núi chứa chan không xứng có được phục ma ngọc trụ. Vẻ mặt của đường Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu đanh thép. Quát con, anh đang nói cái gì vậy? Núi chứa chan của tôi là môn phái chính thống của tu đạo Việt Nam. Thiên hạ có biết bao nhiêu đạo thuật xuất thân từ núi chứa chan, anh có biết không? Tiền bối ở chứa chan vì giới tu đạo mà đã phải trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi xương máu, anh có biết không? nếu núi chứa chan không xứng đáng với phục ma ngọc trụ, thì còn ai xứng đáng với nó nữa đây? Lạc Thịnh giận dữ nói. Đồ ngu xuẩn, đường tuấn lạnh lùng nói. Nếu núi chứa chan thực sự vĩ đại như vậy, anh sẽ không ngại việc giao lại phục ma ngọc trụ. Nhưng đáng tiếc, anh đã hiểu được về núi chứa chan trong phục ma ngọc trụ, nó không giống như những điều thể hiện bên ngoài. Bách tiên chấn ma, bồng lai, phương trượng hay những bí cảnh tiên sơn khác đều đã sụp đổ hoặc thậm chí biến mất, nhưng tại sao chỉ còn có chứa chan là vẫn giữ được đạo thống hoàn chỉnh? Điều này thật sự rất đáng nghi vấn. Đường Tuấn bước lên một bước, lòng bàn tay mở ra như muốn hạ xuống. Trường 1313 Long Vương không nói nên lời. Long Vương bay ra ngoài, lộn ngược như một con diều bị đứt dây và rơi xuống đất. Long Vương sừng sốt, ông ta như vậy mà lại không thể đỡ nổi một trường của Đường Tuấn. Ông ta không bị thương, có thể thấy rằng Đường Tuấn đang nắm quyền khống chế sức mạnh của mình. Thực lực của Đường Tuấn đúng là đã vượt xa ông ta. Cậu ta thật sự đã trưởng thành đến bước này rồi, thật nực cười khi mình vẫn muốn dùng cậu ta làm vật lót đường của mình. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Long Vương. Đường Tuấn, Long Vương nén suy nghĩ trong lòng, đây không phải là lúc để nghĩ ngợi. Đường Tuấn liếc ông ta một cái, nói yên tâm. Tôi sẽ không giết cậu ta. Long Vương thở phào nhẹ nhõm, câu nói đó của Đường Tuấn thật sự làm ông ta nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn phải giữ lại một thứ két em m thanh cực kỳ trầm thấp như thể một quả bóng khí bị ép chặt chân đường tuấn như có điện trong nháy mắt tứ chi của lạc thịnh đã bị dẫm nát cú đá cuối cùng đánh trúng bụng dưới của cậu ta hủy diệt cơ thể cậu ta anh anh đã phế bỏ tu vi của tôi rồi lạc thịnh kinh hãi nói vốn dĩ cậu ta cho rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của mình nhưng lúc này đường tuấn đã hoàn toàn phá bỏ suy nghĩ của cậu ta Đường Tuấn nói, nếu như anh đã khoe khoang núi chứa chan lợi hại như vậy, chắc chắn anh có thể chữa lành vết thương của mình chứ. Anh cúi xuống nói ghé vào tai của Lạc Thịnh, sắc mặt Lạc Thịnh thay đổi dữ tợn. Anh, anh thật to gan. Sau khi Lạc Thịnh nói xong câu này, một cơn đau nhói ập đến khiến cậu ta hoàn toàn ngất đi. Đưa cậu ta về núi chứa chan, nếu có ai đó từ núi chứa chan đến báo thù, tôi sẽ nhận. Đường Tuấn nói với Long Vương. Thu nhận hết tất cả à nói thì dễ lắm, Long Vương tức giận nói, cứng quá thì dễ gấy, lẽ nào cậu không biết đạo lý này sao? Núi chứa chan là cõi phúc tiên cảnh được ngàn xưa truyền lại cho đến ngày nay, thực lực không biết mạnh hơn vu môn biết bao nhiêu lần, càng không phải là nơi tôi hay cậu có thể địch lại được. Có phải cậu cảm thấy bản thân có khả năng chấn áp được vu môn, kiếm môn? Nhưng cậu có biết, vu môn, kiếm môn ở trước mặt núi chứa chan chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá hay không? lửa giận trong mắt Long Vương phừng phừng, vì để sau này có thể chiến đấu với núi chứa chan, bao năm qua tôi không biết mình đã phải vạch ra biết bao kế hoạch, nghịch luân cũng phải trả một cái giá vô cùng trầm trọng, ấy thế mà hôm nay, một mình cậu đã phá hủy tất cả rồi. Đường Tuấn bình tĩnh nói, âm thầm chịu đựng và nhượng bộ không đổi được sự tôn trọng của núi chứa chan. Ông biết rõ thực lực của núi chứa chan mà, cho dù để ông bày binh bố trận thêm 20 năm nữa, thật sự có khả năng đối đầu với bọn họ hay sao? Long Vương không nói nên lời. Núi chứa chan được mệnh danh là tiên sơn phúc địa, chẳng phải là nói thế tục có thể thách thức được bọn họ hay sao? Đường Tuấn nhìn về phía núi chứa chan, giọng điệu trở nên lạnh hơn, nói đây mới chỉ là bắt đầu. Trường 1314 chính miệng Lạc Thịnh đã nói ra chuyện này. Vị trí thật sự của núi chứa chan tiên sơn ẩn giấu đâu đó tại vùng núi tuyết chập trùng này, chỉ là không giống lớp tuyết dày trắng ngần bao phủ ở bên ngoài, đóng băng ngàn dặm. Giữa tiên sơn và ngoại giới của núi chứa chan được ngăn cách với nhau bởi một trận pháp. Bên trong tiên sơn, đầy đủ bốn mùa trong một năm, kỳ hoa dị thảo đều có đủ, thậm chí dường như còn có thể nhìn thấy côn trùng, cá, chim và thú. Không khí ở đây trong lành hơn bên ngoài, nồng độ nguyên khí cao gấp nhiều lần, thật sự là một chốn thần tiên phước lành. Ở sâu trong chốn bồng lai, có một số ngôi đền cổ kính với luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa từ mỗi ngôi đền tùy tiện tìm một người thì tu vi ít nhất cũng đạt đến cảnh giới chân khí. Ở nơi này, đầu đầu cũng có các phó học tông sư được mệnh danh là cao thủ võ lâm ở ngoại giới. Lạc Thịnh, con trai của tôi, lúc này, một tiếng kêu rên ai oán phát ra từ một trong những ngôi đền. Giọng nói thảm thiết, mang theo sự căm phẫn và thù hận tột độ. Trong tiên sơn, không biết có bao nhiêu đệ tử đã bị kinh động vì âm thanh đó. Phó trưởng giáo bị sao thế? Anh chưa biết chuyện này con trai của phó trưởng giáo bị người ta chặt đứt tứ chi thượng đan điền bị điểm đã hoàn toàn trở thành phế nhân rồi sau này cũng không thể tu hành được nữa là là ai đã làm chuyện này kẻ nào dám làm ra loại chuyện đại nghịch vô đạo như vậy nghe nói là một hậu thiên đạo thể trong thế tục tên là đường tuấn nửa ngày trước đệ tử của ngoại môn phát hiện lạc thịnh ở dưới chân núi chính miệng lạc thịnh đã nói ra chuyện này hậu thiên đạo thể sao thể chất này có thể cường đại như vậy à? Núi chứa chan của chúng ta truyền thừa cho đến nay, số lượng thể chất có thể vượt qua hậu thiên đạo thể chẳng được mấy người, nhị sư huynh cũng là hậu thiên đại thể đại thành. Phó trưởng giáo Lạc Tần Uy yêu thương cương triều Lạc Thịnh nhất, nghe nói ngay cả bí thuật xả thân cũng đều truyền lại cho cậu ta rồi. Dựa vào thực lực của Lạc Thịnh, nếu như thi triển bí thuật xả thân, thì cậu ta có thể ngang sức ngang tài với cả cao thủ bán bộ nguyên đan. Ai biết được, nói không chừng Lạc Thịnh thiếu kinh nghiệm, đã trung kế của đối phương nên bị ám toán. Thế nhưng, ngay cả Lạc Thịnh mà bọn bỏ cũng dám động vào, dựa theo tính cách của Lạc Tần Uy, sợ là sẽ xảy ra chuyện chẳng lành rồi, nói không chừng sẽ có một cuộc tàn sát đẫm máu trong giới võ đạo thế tục. Cung biển Trường Ninh là nơi thường ngày núi chứa chan tiên cảnh thảo luận những chuyện trọng đại. Vào lúc này, trưởng giáo núi chứa chan Lạc Quách Thiên, em trai Lạc Tần Uy của ông ta và cũng là phó trưởng giáo, cùng với một số vị trưởng lão đang bàn bạc khí tức của những người này vô cùng cường đại, chỉ ít đều đạt tới tu vi cực cảnh. Lạc Thịnh đang nằm trên một cái cáng với khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt và bộ dạng cực kỳ thảm hại. Nhưng hận ý trong mắt cậu ta càng ngày càng đậm, cậu ta phẫn hận nói, thưa cha, hãy báo thù cho con. Giết chết đường Tuấn, huyết tẩy giới võ đạo thế tục, để bọn họ biết uy nghiêm của núi chứa chan chúng ta không thể khiêu khích. Lạc Tần Uy xua tay ngăn cản Lạc Thịnh tiếp tục nói, anh cả, anh nói chúng ta nên làm thế nào đây? Lạc Tần Uy có vóc dáng dũng mãnh, hai mắt sáng long lanh, cơ thể toát ra khí chất nguy hiểm và cứng cỏi. Ngoại trừ một người đàn ông trung niên nho nhã bên cạnh, thì khí tức của ông ta là mạnh mẽ nhất. Cho dù sau khi Lạc Thịnh đã vận dụng bí thuật xả thân, cậu ta vẫn không bị kịp sự hùng mạnh của ông ta. Một khi ông ta đã lên tiếng, các trưởng lão khác đều không dám hó hé lấy nửa lời. Sự ngang ngược của Lạc Tần Uy ở núi chứa chan này ai ai cũng biết, cho nên chẳng có kẻ nào dám đối nghịch với ông ta vào lúc này. Bọn họ đồng loạt đưa mắt hướng về người đàn ông trung niên lịch lãm kia. Người đàn ông trung niên nhã nhận kia là trưởng giảo hiện giờ của núi chứa chan tiên cảnh, tên là Lạc Quách Thiên. So với người em trai Lạc Tần Uy của mình, vóc dáng của Lạc Quách Thiên gầy hơn không ít, khí chất ôn hòa, giống như là người có học thức. Tuy bề ngoài như thế nhưng chẳng có ai dám khinh thường ông ấy, bởi vì ông ấy là trưởng giáo của núi chứa chan, 20 năm trước đã là siêu cấp cường giả bán bộ nguyên đan rồi. Trường 1315 giã tâm quá lớn rồi. Phải biết rằng Lạc Tần Uy đã bước vào bán bộ nguyên đan, nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra mới vài năm gần đây thôi. Hơn nữa ông ta còn vận dụng không ít đan dừa còn sót lại bên trong núi chứa chan tiên cảnh, thực lực so với Lạc Quách Thiên mà nói thì vẫn là kém hơn một bậc. Lạc Quách Thiên khẽ cao mày nói, Lạc Thịnh, lần này không phải là đã không cho con xuống núi lịch luyện sao? Sao lại thành ra thế này rồi? Lạc Thịnh Cố nén đau đớn, chua xót nói: "Thưa bác cả, lần này con xuống núi lịch luyện, vốn dĩ không định dùng danh hiệu núi chứa chan của chúng ta để tự mình rèn luyện thực tế một chút." Nghe vậy, khuôn mặt Lạc Tần Uy tỏ vẻ tán thưởng, cảm thấy rất hài lòng về đứa con trai yêu quý của mình. "Lúc con đến con tum thì vô tình gặp được một tòa cung điện viễn cổ tái hiện nhân gian, thế là con muốn đi tranh giành cơ duyên một chuyến. Nhưng mà ở nơi ấy, con gặp phải Đường Tuấn." anh ta lớn tiếng nhục mạ núi chứa chan tiên cảnh ở trước mặt con hoàn toàn xem núi chứa chan của chúng ta là không khí con giận quá nên đã đánh nhau với anh ta một phen ai mà ngờ anh ta lại nham hiểm và thâm độc như vậy lại có cấu kết với lão long vương của nghịch luân để ngấm ngầm đâm lén con sau khi phế con anh ta còn nói sẽ không bỏ qua cho núi chứa chan nữa lạc thịnh càng nói càng tức dáng vẻ hiêm ngang lẫm liệt có thể nhịn được không chứ Tên nhãi đó ức hiếp người quá đáng mà. Trưởng giáo, hãy để tôi xuống núi giết chết tên đó. Nghe những lời này, một số trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, nhao nhao bực tức quát mắng. Lạc Tần Huy siết chặt nắm đấm, lửa giận trong mắt ông ta gần như bộc phát. Ông ta trầm giọng nói, anh cả, em muốn một viên sinh sinh tạo hóa đan để phục hồi kinh mạch và thượng đan điền cho Lạc Thịnh. Sắc mặt Lạc Quách Thiên hơi thay đổi ông ấy nói núi chứa chan tiên sơn chúng ta cũng chỉ dự trữ có ba viên sinh sinh tạo hóa đan chỉ có trưởng giáo hoặc là người có cống hiến vĩ đại cho núi chứa chan mới có tư cách sử dụng nó những trưởng lão khác không khỏi nhìn về phía Lạc tần huy dã tâm quá lớn rồi một viên sinh sinh tạo hóa đan không chỉ có thể hoàn toàn tu bổ tình trạng thương tích của lạc thịnh mà còn có khả năng giúp lạc thịnh tiến thêm một bước và nhập vào cảnh giới bán bộ nguyên đan khiến cho cơ hội giòm ngó ngôi báu tương lai cũng có thể lớn hơn nhiều trong lòng Lạc Thịnh lại càng mừng thầm, đây chắc chắn là trong cái rủi có cái may. Anh cả à, Lạc Thịnh là cháu trai của anh, anh không có con trai nối dõi, vị trí trưởng giáo tương lai của núi chứa chan cũng chỉ có thể truyền lại cho Lạc Thịnh. Anh không cho nó, thì cho ai? Và lại, Lạc Thịnh lần này cũng là vì danh tiếng của núi chứa chan nên mới bị trọng thương, em muốn một viên sinh sinh tạo hóa đan cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Lạc Quách Thiên khẽ lắc đầu, núi chứa chan không phải thuộc về nhà họ Lạc Anh, nếu không phải là trong tình huống sinh tử tồn vong thì không thể dùng sinh sinh tạo hóa đan. Lạc thịnh nghe thấy thế, cậu ta không ngừng thầm mắng nhiếc là quách thiên máy móc cứng nhắc. Trong lòng khẽ động, cậu ta mở miệng nói, bác cả à, nếu như con biết tung tích của phục ma ngọc trụ thì sao? Có được xem là cống hiến vĩ đại cho môn phái của chúng ta hay không? Audio điện tử võ tấn bền Chương 1316, ừ, các con làm tốt lắm. Phục Ma Ngọc Trụ đang ở đâu? Sau khi vài trưởng lão rời khỏi cung điện Trường Ninh, Lạc Quách Thiên phất tay, cánh cửa của cung điện Vạn Trượng ầm ầm đóng lại. Ánh sáng bất thình lình mở đi. Lạc Quách Thiên ngừng lại một lúc rồi trầm giọng hỏi: Phục Ma Ngọc Trụ đang ở trên người của Đường Tuấn. Bác cả, hãy cho con một viên sinh sinh tạo hóa đan để con lập công chuộc tội, đoạt Phục Ma Ngọc Trụ cho núi chứa chan. Lạc Thịnh cắn răng nói: Chỉ cần có thể sử dụng sinh sinh tạo hóa đan để định hình lại thân thể việc tu luyện của cậu ta nhất định có thể nâng lên cấp độ tiếp theo, lúc đó có thể đối đầu với đường tuấn. còn chắc chứ? lạc quách thiên nhìn chằm chằm vào lạc thịnh. chắc à? thần vật phục ma ngọc trụ đó lại rơi vào trên người thằng nhãi danh có suốt thân hèn mọn kia, quả thực là lãng phí bửu bối mà. lạc thịnh cay đắng nói. anh cả, lạc tần huy nhìn lạc quách thiên với vẻ mặt đông cứng. phục ma ngọc trụ là thần vật của tiên nhân, ngay cả cường giả bán bộ nguyên đan cũng đều động lòng đồ vật này đủ để chấn áp khí vận và thay đổi số mạng của cả một tộc. chuyện này có liên quan đến tương lai của núi chứa chan, tự anh không thể quyết định được. lạc quách thiên đột nhiên xoay người quỳ xuống đối diện với bàn thờ tổ tiên đặt trong cung điện trường ninh, lạc quách thiên xin thỉnh ý kiến của lão tổ tông. khuôn mặt của lạc tần uy và lạc thịnh thay đổi đáng kể. lão tổ tông chỉ có một nhân vật có thể khiến lạc quách thiên trưởng giáo đương thời của núi chứa chan kính thần gọi một tiếng lão tổ tông là vị tiên nhân cuối cùng của núi chứa chan cách đây hàng nghìn năm. Sao có thể chứ, lão Tổ Tông không phải đã sớm về cõi tiên rồi ư? Nghìn năm trôi qua, núi chứa chan đã luân qua gần 10 thế hệ, sao có thể có một cổ nhân thiên niên sống đến bây giờ được? Nghĩ đến đây, hai cha con Lạc Tần Uy và Lạc Thịnh dùng mình hoảng sợ. Cả hai vừa nghĩ đến điều đó, một luồng uy nghiêm hùng mạnh cuồn cuộn bỗng nhiên từ trong hư không giáng xuống trong lòng lạc thịnh không khỏi cảm thấy dâng lên ý nghĩ thần phục, như thể đang đối mặt với một người khổng lồ hái sao, ngắt trăng vậy. Ngay cả lạc quách thiên và lạc tần uy, hai người đàn ông quyền lực nhất hiện giờ ở núi chứa chan cũng không khỏi trịnh trọng khom lưng cúi xuống. Phục ma ngọc trụ cuối cùng cũng xuất thế rồi, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ba người lạc quách thiên. Cùng lúc đó, một bóng người toàn thân tỏa ra ánh hào quang và khuôn mặt nhẹ nhẹt không nhìn rõ xuất hiện trong sâu thẳm trí óc và tâm hồn của họ giọng nói của người này trầm tính như thể đã ngụp lặn qua dâu bể của cuộc đời và trải qua hàng nghìn năm dài đằng đẵng nhìn thấu thế sự, không gì có thể lay chuyển được ông lão ấy. Người này là vị tiên nhân cuối cùng cách đây hơn nghìn năm ở núi Chứa Chan, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất thời bấy giờ. Lão Tổ Tông, giọng nói của Lạc Quách Thiên khẽ run lên. Lão Tổ Tông là con át chủ bài cuối cùng và là bí mật quan trọng nhất được truyền miệng qua các thời đại trưởng giáo của núi Chứa Chan, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy lão tổ tông, nếu như Phục Ma Ngọc Trụ không xuất hiện, e rằng cả đời này cậu ta cũng không bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Chương 1317, đa tạ lão tổ tông. Lão tổ tông, thế thì con sẽ lập tức xuống núi, giết chết kẻ đó và đoạt lại ngọc trụ. Lạc Quách Thiên xin phép. Không cần vội. Giọng của lão tổ tông đột nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng giống như là đang tính toán một âm mưu nào đó, phục ma ngọc trụ đã bị tổn hại trong trận chiến năm đó. Nếu muốn sửa chữa ngọc trụ, có thể vẫn cần phải để lại trên cơ thể của người đó, trước mắt cứ để ngọc trụ ở chỗ của anh ta, đợi tu bổ xong xuôi rồi thì các con hãy đi đoạt lại. Vì núi chứa chan mà lao tâm khổ tứ, chiêu này của lão tổ tông thật tuyệt diệu. Lạc thịnh nịnh nọt, cậu ta nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của đường Tuấn khi mất đi tất cả lắm rồi. Lão Tổ Tông nói, Lạc Thịnh, con đã làm rất tốt, ta sẽ ban thưởng cho con. Ta không chỉ chữa lành vết thương của con, mà còn thu nhận con làm đồ đệ và truyền dạy cho con đạo Pháp tiên thuật uyên thâm nhất của núi Chứa Chan. Sau này giao cho con đi đoạt lại phục ma ngọc trụ, nếu con làm được, người đứng đầu núi Chứa Chan tiếp theo sẽ là con. Lạc Thịnh vui mừng khôn xiết, cố nén thương tích đứng dậy, đầu dạp xuống đất, dập đầu liên tiếp mấy cái, đa tạ Lão Tổ Tông. Đường Tuấn, anh không bao giờ ngờ tới đâu. Lão tổ tông của núi chứa chan tôi thế mà lại còn sống, càng không ngờ rằng tôi có thể trở thành đệ tử của lão tổ tông. Lão tổ tông là tiên nhân đích thực, thuật pháp cực kỳ khó lường. Tôi chỉ cần học được 7, 8 phần trong đó thôi, thì có thể búng tay một cái là anh về chầu ông bà và tước đoạt sạch sẽ mọi thứ của anh rồi. Trong lòng Lạc Thịnh thầm nói, Lạc Tần Uy cũng tươi cười rạng rỡ con trai hiền hách thì cha mẹ cũng được nở mày nở mặt con trai lạc thịnh của ông ta bây giờ trở thành đồ đệ của lão tổ tông rồi, địa vị của người làm cha này cũng đã cao quý hơn những kẻ khác rồi. Lạc Quách Thiên liếc nhìn lạc thịnh một cái thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Trong nhiều thiên niên kỳ qua, núi chứa chan đôi khi phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng rất to lớn, nhưng lão tổ tông chưa bao giờ xuất hiện lấy một lần. Ngay cả khi núi chứa chan bị tàn phá cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến vẽ lãnh đạm của lão tổ tông. Vậy tại sao hôm nay ông lão ấy lại xuất sắng đến như vậy? Tuy nhiên, nếu kẻ đó dám xem thường núi chứa chan ta thì anh ta phải trả giá một chút. Lạc Quách Thiên, con cho người đi quấy nhiễu anh ta đi, để anh ta biết thân biết phận một chút. Nếu như anh ta tình nguyện phục dịch cho núi chứa chan ta thì mọi chuyện lại trở nên dễ xử lý rồi. Bằng không thì, hừ. Lạc Quách Thiên gật đầu. Ta sẽ đưa Lạc Thịnh đi, đợi thời cơ thích hợp, nó tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt các con. Đến lúc đó, nó sẽ thay ta lấy lại Phục Ma Ngọc Trụ. Một đạo quang cuốn lạc thịnh lên, tia sáng chợt lóe, bóng dáng Lạc Thịnh nhất thời không thấy nữa. Luồng uy nghiêm hùng mạnh cuồn cuộn kia cũng biến mất từng chút một. Lạc Quách Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảnh giới Nguyên Đan có thể xưng là tiên nhân, ông ấy đã đạt tới cảnh giới bán bộ Nguyên Đan, nửa bước thiếu này là khoảng cách giữa tiên nhân và phàm nhân. Anh cả, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Lời nói của Lạc Tần Uy không còn khách khí nữa, hơn nữa khẩu khí còn mang theo sự hả hê đắc ý. Con trai của ông ta đã trở thành đệ tử của Lão Tổ Tông, đây là một niêm vinh dự vô cùng to lớn. Lạc Quách Thiên khẽ cao mày nói, thông báo cho Hạng Thành, ra lệnh cho anh ta xuống núi, nhưng không được giết Đường Tuấn, anh ta là quân cờ của Lão Tổ Tông. Chỉ cần dạy dỗ cho anh ta một chút là được rồi. Miễn sao để anh ta không khi dễ núi chứa chan là được. Lạc Tần Uy huynh hoang cười nói, Đường Tuấn là Hậu Thiên Đạo thể, Hạng Thành cũng là Hậu Thiên Đạo thể. Tuy nhiên, Hạng Thành là đồ đệ của anh cả, Tu Vi đã sớm ở mức Hậu Thiên Đạo thể đại thành từ lâu rồi, đã mở mang bảo tàng huyền bí trong cơ thể và lĩnh ngộ được thần thông chi thuật. Nếu em không vận dụng toàn lực thì không thể đánh bại được Hạng Thành. Mặc dù hai người cùng là Hậu Thiên Đạo thể, nhưng Đường Tuấn là đạo thể đi theo con đường hoang dã, so với Hạng Thành thì khác một trời một vực. Nê như Đường Tuấn nhìn thấy sự tranh lệch của mình với Hạng Thành, anh ta chắc sẽ không tức hộp máu mà chết đấy chứ. Ha ha ha, trường 1318, Lạc Trường Ninh. Lạc Quách Thiên có hơi không thích thái độ của Lạc Tần Huy. Đường Tuấn có thể đánh bại Lạc Thịnh cho dù cậu ta đã thi triển bí thuật xả thân thì chứng tỏ thực lực của anh chắc chắn rất mạnh và sẽ không dễ đánh bại như thế. Tuy vậy, ông ấy không cho rằng Đường Tuấn có thể giành chiến thắng bởi vì hạng thành là hậu thiên đạo thể do chính tay ông ấy dạy dỗ và đào tạo ra, thực lực của anh ta rõ ràng rất đáng gờm. Nếu hạng thành bùng nổ hết sức mạnh thì có thể đánh một trận oanh liệt với cường giả bán bộ nguyên đan, mà là một bán bộ nguyên đan chân chính, chứ không phải là cái loại gia tăng tu vi nhờ vào bí thuật xả thân giống như Lạc Thịnh. Trên máy bay đến đảo Phú Quốc, Đường Tuấn nhìn những đám mây trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, thả hồn vào một trận trầm tư khác. Anh ấy đang tiêu hóa những thu hoạch trong chuyến đi đến con tum vừa qua lúc này đã sắp được hai ngày tính từ lúc anh đánh trọng thương Lạc Thịnh rồi. Đường Tuấn quay về Hà Nội một chuyến, rồi lập tức bay đến đảo Phú Quốc. Lạc Trường Ninh. Thật lâu sau, ánh mắt Đường Tuấn lóe lên tia lạnh lẽo, anh thấp giọng lẩm bẩm ba chữ này, trong giọng điệu mang theo sát ý. Lạc Trường Ninh, chủ nhân của núi chứa Chan Tiên Sơn hàng nghìn năm trước, cũng là một trong những cường giả bách tiên trấn ma mạnh nhất thời đó. Cũng chính ông lão ấy là người đã gây ra sự thất bại của bách tiên trấn ma ma quỷ là đến từ ma nhân của ngoại vực. Đây là thông tin đường Tuấn có được từ trong phục ma ngọc trụ sau chuyến đi đến Con Tum. Năm đó, rất nhiều cao thủ tiên cảnh địa phúc đã liên thủ với nhau chế tạo nên phục ma ngọc trụ nhằm tiêu diệt ma nhân đến từ ngoại vực. Cuối cuộc chiến ác liệt đó, Lạc Trường Ninh vì muốn một mình chiếm hết thành quả thắng lợi và độc bá thế gian nên đã thẳng tay sát hại các đồng đội khác, sau cùng đã dẫn đến thất bại trong gang tắc giới tu đạo ngày nay tàn lụi tuyệt đối không thể không có liên quan đến những hành động năm đó của lạc trường ninh theo đạo lý sau mười mấy thế kỷ lạc trường ninh lẽ ra đã chết từ lâu rồi nhưng đường tuấn có linh cảm rằng rất có khả năng lạc trường ninh vẫn chưa chết còn về việc ông lão ấy dựa vào cái gì để có thể sống thì là điều anh không thể biết được nhà họ đường của mình đóng vai trò gì trong trận chiến năm đó nhỉ ngoại trừ cái này trong lòng đường tuấn còn có một mối nghi hoặc như thế này nữa tuy nhiên trong phục ma ngọc trụ, anh không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhà họ đường. Vốn là trước đây đường Tuấn lấy được phục ma ngọc trụ từ tổ tiên đường Trạch, sau đó lại là thất tinh trận của nhà họ đường. Nếu nói nhà họ đường không có liên can gì với trận đại chiến năm đó, thì đường Tuấn tuyệt đối không tin. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, đường Tuấn rút lại suy nghĩ của mình. Mọi thứ, hãy đợi cho đến khi gặp được Lã Kiến Trung rồi nói tiếp. Vị thế của lão Lã Kiến Trung này hùng mạnh thật đấy, có thể mời được nhiều đại tư đến đảo Phú Quốc tham gia đại hội nghiên cứu đạo Pháp như vậy. Anh cứ nhìn người tên Tô Vĩ Hoàng này mà xem, nghe nói là thiên tài đại sư phong thủy trẻ nhất ở Đông Nam Á. Năm nay anh ta mới 30 tuổi mà đã đánh bại kha khá đại sư chứ danh của Đông Nam Á rồi, thế thì qua 10 năm nữa thôi, khả năng cao anh ta sẽ trở thành người đứng đầu thuật Pháp ở Đông Nam Á đấy. Ngoài Tô Vĩ Hoàng gia, các đại sư phong thủy Pháp giới của Đông Nam Á đều tới cả rồi ai đó đang cầm một tờ báo và nói chuyện với người bạn ngồi bên cạnh. Hừ, chẳng qua là phong kiến mê tín thôi, phong thủy thuật pháp gì chứ, cái thứ này làm gì tồn tại trên đời. Người bạn đồng hành chế nhạo. Thà tin là có, còn hơn không tin, cậu nhìn lã kiến trung và chu hoa kiện của đảo Phú Quốc của chúng ta xem. Không biết có bao nhiêu nhân vật quan chức giàu ra sức ton hót nịnh bợ hai người họ, tôi nghe đồn hai người đó xem phong thủy một lần là có thể thu về cả mấy tỷ nhưng còn phải thủy thuộc tâm trạng của họ nữa. Nghe nói lần này Chu Hoa Kiện đi con tum tìm kiếm cơ duyên đạo Pháp gì đó, không biết có tìm được không? Nếu như tìm được, e rằng lần này sẽ xảy ra một trận long tranh hổ đấu đấy. chương 1319, thằng cha này sắp gặp tai ương rồi. Nghe vậy, trong lòng lãnh hùng đã sáng tỏ, sắc mặt anh ta càng lạnh lùng hơn, nói với đường Tuấn Cút. Không phải người của nhà họ Tào thì anh ta không cần phải khách khí. Đường Tuấn nhìn lãnh hùng, khẽ lắc đầu nói, không ngờ tu vi của đệ tử lã kiến chung lại tệ như vậy, ước chừng tu vi đạo thuật của anh ta cũng chẳng cao siêu gì mấy. Quả nhiên, thuật pháp đã xuống dốc rồi nhỉ. Tu vi của lãnh hùng hiện lên rõ mồn một trong mắt anh. Tu vi cảnh giới chân khí đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới thần hải. Loại tu vi này trong mắt người bình thường thì sẽ được xem là cao thủ, thậm chí còn được tụng xưng là đại sư thuật pháp nhưng trong mắt Đường Tuấn thì chẳng có gì ghê gớm cả. Vốn dĩ anh còn định mượn cơ hội này để mở mang kiến thức về uy năng của thuật pháp một chút, chẳng ngờ lại phải thất vọng rồi, bởi vậy bây giờ anh không nhịn được mà cảm khái một câu. Mọi người có mặt ở đó tạm thời trở nên yên lặng trong giây lát, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dám ở trên đảo Phúc Quốc đánh giá về tu vi đạo Pháp của Lã Kiến Trung như vậy, 20 năm gần đây e rằng Đường Tuấn là người đầu tiên. Ha ha! lãnh hùng đột nhiên cười gần vài tiếng trong giọng cười mang theo hơi lạnh thấu xương thằng cha này từ đâu chui ra vậy lại còn dám lớn tiếng bình phẩm về lã đại sư trong lòng tào thanh vân thầm mỉa một câu vốn dĩ còn tưởng là chàng trai giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ ai dè lại là một thằng ất ơ đầu óc không được bình thường nếu câu nói này được truyền ra không biết sẽ có bao nhiêu người ở đảo phú quốc này săn lùng anh cô đương nhiên không thèm giúp anh cầu xin tha thứ để đỡ phải vạ lây bản thân. Thằng nhóc thối tha, không biết trời cao đất dày. 7, 8 người nam, nữ trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đứng đằng sau lãnh hùng thấy đường Tuấn nói năng lung tung thì không khỏi chửi bới. Anh không xứng gọi tên của lã đại sư, anh lãnh, anh không cần ra tay, để em phế cái tên oát con này là được rồi. Một thanh niên có vóc dáng vạm vỡ đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn đường Tuấn và nói, thằng nhóc lỗ mãng kia, tôi tên là Trần Dịch Tấn, lã đại sư là người tôi sùng bái nhất cũng là người anh có thể nói động tới sao tôi sẽ không giết anh nhưng mà tôi sẽ cắt hết tay chân của anh để anh quỳ gối ở chân núi thị vái nhận lỗi của mình sắc mặt của tào thanh vân hơi thay đổi cô đương nhiên nhận ra trần dịch tấn trần dịch tấn đã từng là nhà vô địch giải thanh niên tây côn đô đảo phú quốc mình đầy võ nghệ trong phạm vi các cậu ấm ở đảo phú quốc thì anh ta có thể được xếp trong ba hạng đầu anh ta ra tay tàn nhẫn và vô tình rất nhiều huấn luyện viên của các câu lạc bộ Taekwondo đều từng bị Trần Dịch Tấn khiêu chiến, hầu như tất cả cuối cùng đều phải gánh chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là tàn phế. Vài năm trước, Trần Dịch Tấn muốn bái nhập làm môn đệ tu luyện đạo pháp của Lã Kiến Trung, nhưng bị từ chối vì không đủ tư chất. Anh ta không bỏ cuộc, mà đi theo Lãnh Hùng với mong muốn được gián tiếp đi trên con đường tu đạo. "Đừng đá chết anh ta." Lãnh Hùng nói với Trần Dịch Tấn giọng điệu của anh ta thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của mình đối với Trần Dịch Tấn. Anh ta nhìn Tào Thanh Vân và nói, đi với tôi đi. Chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, tôi không muốn bị loại chó mèo này làm mất hứng trò chuyện. Đã lâu rồi không thấy anh Trần Dịch Tấn ra tay rồi. Cú đá lốc xoáy của anh ấy tuyệt lắm, ngay cả một số võ sư Tây Côn Đô Hàn Quốc cũng đều khen ngợi anh ấy. Thằng cha này sắp gặp tai ương rồi. Những người khác nhau nhau nói, nhìn đường Tuấn như thể đang háo hức chờ đợi một trò hay mãn nhãn. Anh lãnh, không cần vội, đối phó với tên oát con này, em không cần dùng tới 10 giây đâu. Gương mặt tràn trề vẻ đắc ý, Trần Dịch Tấn diễu cợt nói. chương 1320, Huyền Dương kiếm chỉ. Ô, Trần Dịch Tấn hét lên một tiếng, chạy lấy đà hai bước, rồi tung ra một cú đá lốc xoáy đẹp đẽ. Với cú đá này, anh ta chắc chắn có thể đá xuyên qua tấm ván gỗ dày cộm ở lòng bàn tay. Đáng tiếc, đối thủ của anh ta lại là Đường Tuấn. Đường Tuấn nắm lấy mắt cá chân của Trần Dịch Tấn, chỉ cần một cái hất cánh tay, Trần Dịch Tấn đã bị ném ra ngoài như một bao cát và rơi xuống đất với một tiếng động cực lớn. Điều này, điều này là không thể. Mặt mũi bầm dập tơi tả, Trần Dịch Tấn kinh ngạc thốt lên. Anh ta đã từng đánh nhau với các võ sư Taekwondo có trình độ cao hơn anh ta, nhưng chưa bao giờ anh ta thua chóng vánh hay dễ dàng như vậy có vẻ như thực lực của cả hai không cùng đẳng cấp một chút nào. Những nam thanh nữ tú mới một giây trước còn đang hò hét cổ động Trần Dịch Tấn thì nhất thời bỗng im bặt, ai nấy cũng đang trong trạng thái há hốc mồm khiếp sợ. Lãnh hùng lộ ra vẻ thích thú, nhìn đường Tuấn và nói bằng một giọng điệu bề trên trịch thược, xem ra anh hẳn là người có luyện võ, chẳng trách dám xuất hiện ở trước mặt tôi. Đáng tiếc thủ pháp quá thô giáp, ngay cả tiến dần từng bước cũng đều không có. Cũng phải, thôi thì để hôm nay tôi chỉ giáo cho anh một chút vậy, để anh có dịp mở mang kiến thức về võ học chân chính. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, đạo lý này lần sau anh phải ghi nhớ cho kỹ. Anh lãnh sắp ra tay rồi. Lãnh hùng vừa khàn khàn mở miệng nói, thì một đám nam nữ thanh niên đột nhiên trở nên phấn chấn hẳn. Trong lòng Tào Thanh Vân thầm lắc đầu, trò hề này nên kết thúc rồi. Mặc dù tính cách của lãnh hùng không tốt lắm, nhưng dù sao thì anh ta cũng là đệ tử của Lã Kiến Trung, bất kể về võ học hay là đạo thuật anh ta đều cực kỳ lợi hại là một trong số ít cao thủ trẻ tuổi của đảo phú quốc huyền dương kiếm chỉ lãnh hùng điểm chỉ một phát không khí dường như bốc cháy ngay lập tức nhiệt độ tăng lên nhanh chóng ngón tay của anh ta đỏ rực một sợi kiếm khí màu đỏ thấm thoát ra chém về phía đường tuấn đây là huyền dương kiếm chỉ trần dịch tấn nhìn vào hào quang màu đỏ thấm của kiếm khí trong mắt ngập tràn hâm mộ đây mới là võ học mà anh ta theo đuổi nếu so sánh thì tây côn đô của anh ta chẳng là gì cả vù đối mặt với một kiếm này đường tuấn chỉ xuất ra một động tác duy nhất hệt như hít vào bình thường rồi sau đó thở ra hành động vô cùng đơn giản nhưng sức mạnh của đường tuấn đủ để biến mục nát thành thần kỳ nụ cười đắc thắng của lãnh hùng vẫn còn trên gương mặt nhưng ngay sau đó cả người anh ta đã bay lộn nhào ngược trở lại cùng lúc đó kiếm khí màu đỏ thấm vỡ vụn cánh tay của anh ta bị thương máu chảy đầm đìa Ha ha, đến một hơi thở của tôi cũng không đỡ được mà còn dám lớn tiếng nói muốn chỉ giáo cho tôi." Đường Tuấn lắc đầu, nói. Sắc mặt Lãnh Hùng tái nhợt, tức giận đến nỗi ói ra một ngụm máu, nhưng không nói được gì cả. Những người khác há to miệng như thể có thể nhét vừa vài quả trứng gà. Quyền Dương kiếm chỉ trong mắt bọn họ là võ học phi phàm, nhưng Đường Tuấn chỉ một hơi thở đã đẩy lùi được nó. Nói thẳng ra như vậy thì thật sự làm người khác sợ chết khiếp rồi. Lúc này không còn ai dám mở miệng chê bai đường tuấn nữa anh cũng là người tu đạo sao khóe miệng lãnh hùng dính một ít máu hung hăng nhìn đường tuấn hỏi người tu đạo à cứ tính như vậy cũng được đường tuấn có hơi cụt hứng lãnh hùng quá yếu đánh bại anh ta cũng chẳng có gì đáng tự hào cả khốn kiếp thằng nhóc này dám giả heo ăn thịt hổ nếu như biết anh ta là người tu đạo mình đã chuẩn bị trước rồi khi đó thắng bại cũng còn chưa biết đâu Lãnh Hùng nghe thế thì thầm nghĩ trong lòng. Anh ta đứng dậy, nhìn chằm chằm Đường Tuấn, nói tôi sẽ ghi nhớ chuyện xấu hổ ngày hôm nay. Cuối cùng, anh ta trao cho Tào Thanh Vân một cái liếc mắt chứa đựng ý nghĩ sâu xa, rồi phóng xe rời đi với gương mặt nhăn nhó khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1321, Lã đại sư sẽ có chút khoan dung cho chuyện này. "Hả?" Bước chân của Đường Tuấn hơi khựng lại, anh hướng tầm mắt về phía Tào Thanh Vân. Tào Thanh Vân do dự một chút, giọng điệu có phần cung kính, là Thanh Vân có mắt như mù đã nhìn nhầm ngài, không biết ngài là đại sư thuật Pháp nên vừa nãy mới đắc tội, xin ngài rộng lòng bỏ qua cho. Mặc dù trông có vẻ đường tuấn chỉ trà tuổi cô, nhưng vừa rồi chỉ bằng một hơi thở mà anh đã đánh bại được lãnh hùng, cho thấy bản lĩnh của một đại sư thuật Pháp hùng mạnh, khiến cô sợ hãi và kính nể từ tận đáy lòng. Lần này ngài đến là để tham gia đại hội thuật Pháp hả? Lưỡng lự một hồi, Tào Thanh Vân nhìn đường tuấn hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, cứ coi là vậy. Lần này tôi chủ yếu muốn gặp Lã Kiến Trung hỏi ông ta chút chuyện. Gặp Lã Đại Sư, giọng Tào Thanh Vân khẽ run lên, nói, không phải là ngài muốn thách đấu với Lã Đại Sư đấy chứ. Đã rất nhiều năm rồi không còn ai dám gây chiến với Lã Đại Sư nữa. Mấy năm trước còn có người muốn khiêu chiến với Lã Đại Sư, nhưng lần lượt từng người, kể cả những nhân vật danh tiếng lừng lẫy, đều phải chịu thất bại ngay cả một số đại sư thuật pháp của đông nam á cũng phải thua cuộc trước lã đại sư ông ta là đại sư thuật pháp hàng đầu không chỉ ở đảo phú quốc mà còn là ở toàn đông nam á hàng đầu đông nam á ư một nụ cười tràn ra khóe miệng đường tuấn đương nhiên rồi nhìn thấy biểu hiện của đường tuấn trong lòng tào thanh vân than thầm một tiếng cô không có ý coi thường suy nghĩ của đường tuấn người trẻ mà sẽ luôn có tinh thần can đảm và không biết sợ là gì Cô chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc mà thôi, bởi vì sắp sửa lại có thêm một đại sư thuật pháp trẻ tuổi phải bại trận dưới tay của Lã Kiến Trung và càng làm tăng thêm mức độ nổi tiếng cho Lã Kiến Trung rồi. Còn có chuyện gì khác nữa không? Đường Tuấn nhìn thấy Tào Thanh Vân có chút lơ đễnh thì chuẩn bị quay lưng rời đi. Tào Thanh Vân hoàn hồn, vội vàng nói, "Tôi muốn mời đại sư đến làm khách của nhà họ Tào tôi." "Hả?" Đường Tuấn nhướng mày nói, "Cô muốn tôi đến xem bệnh cho ông nội của cô, có phải không?" vừa rồi anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tào Thanh Vân và Lãnh Hùng. Tào Thanh Vân lúng túng nở nụ cười, cô quả nhiên có suy nghĩ như vậy. Như thể sợ đường Tuấn hiểu lầm, cô vội vã giải thích, đổi lại, bất kể ngài có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi hay không, tôi đều có thể thay mặt nhà họ Tào hỗ trợ ngài tham gia vào đại hội thuật pháp lần này, toàn bộ chi phí sẽ do nhà họ Tào của tôi tài trợ. Ngài thấy thế nào? Cô không sợ Lã Kiến Trung sẽ truy cứu nhà họ Tào sao? Đường Tuấn hỏi. Tào Thanh Vân lắc đầu nói, Lã Đại Sư sẽ có chút khoan dung cho chuyện này. Đường Tuấn suy nghĩ một chút, nói cũng được, tôi vừa khéo cũng có thể xem qua Đại hội Thuật Pháp và Đạo Pháp của Đông Nam Á có những điểm nào đặc sắc một chắc. Người này tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khẩu khí lại rất lớn, giống như là không xem mấy Đại Sư Thuật Pháp của Đông Nam Á là cái đinh gì cả. Trong lòng Tào Thanh Vân nói thầm, nghĩ đến đây, Tào Thanh Vân mời Đường Tuấn lên chiếc xe đặc biệt của mình. Cách đó không xa, anh chàng tài xế taxi vốn dĩ đang chở đường Tuấn đang há hốc mồm cực to, dường như không thể ngậm miệng lại được, trời mẹ ơi, anh ta thật sự là đại sư thuật pháp. Chương 1322 đây là nơi ở của nhà họ Tào trên đảo Phú Quốc. Ngài Đường, ngài phải cẩn thận với sự trả thù của Lãnh Hùng. Sau khi Tào Thanh Vân và Đường Tuấn tự giới thiệu về bản thân một cách đơn giản, Tào Thanh Vân trầm giọng nói, Lãnh Hùng đương nhiên không có gì ghê gớm so với ngài nhưng ngài phải biết tu vi thuật pháp của anh ta chỉ xếp hạng cuối cùng trong số các đệ tử của lã đại sư thời gian anh ta nhập môn tương đối ngắn cũng chưa phải là đệ tử chân truyền của lã đại sư mấy sư huynh sư tỷ của anh ta đều đạt đến trình độ chân truyền của lã đại sư nếu như để bọn họ biết được sự việc lần này sợ rằng bọn họ sẽ tìm ngài tính sổ đường tuấn phất tay thản nhiên nói đệ tử của lã kiến trung chỉ là chuyện nhỏ ông ta tới mới đủ để tôi nhìn đến nghe vậy Tào Thanh Vân không còn nhắc nhở anh nữa. Nếu không phải vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn ra tay, có lẽ cô ta đã coi Đường Tuấn là một gã kiêu căng ngạo mạn rồi. Gia tộc họ Tào tuy không được xếp vào hàng bậc nhất trên đảo Phú Quốc nhưng độ giàu có vẫn ngoài sức tưởng tượng. Một dãy biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô đảo Phú Quốc với các vệ sĩ canh cổng đều rất cao lớn và giỏi võ nghệ, ánh mắt sắc bén và đều là người đã tu luyện qua nội kinh. Đây là nơi ở của nhà họ Tào trên đảo Phú Quốc. Chỉ khi bước vào cảnh giới của chân khí, đạt tới mức độ có thể phóng thích nội kình ra bên ngoài, mới có tư cách được xưng là đại sư thuật pháp. Đoàn xe của Tào Thanh Vân đã lái vào trang viên của nhà họ Tào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi. "Ngài Đường, xin mời ngài vào xem bệnh cho ông nội." Xuống xe, Tào Thanh Vân có chút xấu hổ nói với Đường Tuấn. Dù sao Đường Tuấn cũng là một một đại sư thuật pháp, vẫn chưa tiếp đón Chu Đáo đã bắt người ta làm việc. Đây thật sự là có hơi không phải phép rồi. Dẫn đường đi, Đường Tuấn Ung Dung nói. Trong một biệt thự sâu trong trang viên nhà họ Tào, có một vài người trung niên đang ngồi, gương mặt của họ đều hiện lên vẻ xám xịt, tất cả đều đang đề phòng lẫn nhau. Tào Thanh Hải, anh cả của em vẫn còn ở đây, nhà họ Tào không tới phiên em làm chủ." Một người đàn ông lớn tuổi nói với người đàn ông ngồi đối diện. "Anh cả à, mấy năm nay nhà họ Tào để anh tổ chức nhờ vậy mà công việc kinh doanh đều rối tinh rối mù cả lên, chỉ riêng năm ngoái đã hao hụt đi mấy chục tỷ. Nếu thật sự giao cho anh, trên dưới nhà họ Tào chắc chắn sẽ đều đói móc mỏ cóc còn gì để ăn nữa. Tào Thanh Dương, nếu không niệm tình anh là anh cả của em, thì em đã sớm động thủ từ lâu rồi. Người đàn ông đối diện tên là Tào Thanh Hải, mỉa mai nói. Hai người này lần lượt là Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải của nhà họ Tào, cũng là hai người cháu trai của ông cụ Tào và là hai anh trai của Tào Thanh Vân. Tào Thanh Dương, Tào Thanh Hải và Tào Thanh Vân là ba người có năng lực nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Tào. Họ nắm giữ phần lớn công việc kinh doanh của nhà họ Tào, còn thế hệ thứ hai của họ Tào đã sớm nghỉ hưu và lui về hậu phương. Đây cũng là truyền thống của nhà họ Tào, giao chuyện làm ăn kinh doanh lại cho thế hệ trẻ. Mấy năm nay quyền hành kinh doanh của gia tộc họ Tào đều nằm trong tay Tào Thanh Dương, tuy rằng không tới mức tổn thất quá lớn như Tào Thanh Hải nói, nhưng cũng không có tiến triển bao nhiêu. Tào Thanh Hải, em tranh với anh cũng vô dụng thôi ông nội đã gọi em ba về rồi em cũng biết mà ông nội thương em ba nhất lần này lập di trúc nói không chừng ông nội sẽ để lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ tào cho em ấy đến lúc đó công sức của hai người chúng ta đều trở thành sôi hỏng bỏng không rồi tào thanh dương nói tào thanh hải hừ lạnh một tiếng nói tào thanh vân thì tính làm gì chỉ là một đứa con gái thôi mà sao có thể đảm đương nổi quyền hành của nhà họ tào chứ Cuối cùng con bé ấy cũng phải gả đi, đến lúc đó không phải nhà họ Tào cũng sẽ rơi vào tay người ngoài sao? Chương 1323 thân phận lai lịch không rõ ràng sao? Tào Thanh Hải suy nghĩ một chút rồi nói, được, chúng ta cứ giải quyết Tào Thanh Vân trước, đoạt hết phần của cải thuộc về em ấy. Đến lúc đó anh và em sẽ cạnh tranh với nhau sau. Tào Thanh Dương nói, tốt lắm, không hổ là em trai giỏi giang của anh. Lúc này, một người hầu lon ton chạy tới, cúi đầu nói, thưa cậu cả, thưa cậu hai, cô ba đã về rồi. Còn đưa về một người đàn ông nữa, nói là người này sẽ xem bệnh cho ông nội. Đàn ông, chẳng lẽ con bé thật sự đưa lãnh hùng về nhà sao? Mặt mũi của Tào Thanh Dương xa sầm lại, nói em ấy muốn cõng rắn cắn gà nhà à? Lãnh hùng lòng muôn giả thú cỡ nào, lẽ nào em ấy không biết? Người hầu nói, không phải lãnh hùng, là một người đàn ông xa lạ. Nghe vậy, Tào Thanh Dương yên tâm ngay tức khắc, nhếch mép nở nụ cười gần, nói, vậy không sao rồi. Trên mặt Tào Thanh Hải hiện lên nụ cười đắc thắng thể hiện mùi vị đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tiếng bước chân vang lên, một nam một nữ bước vào phòng khách, đó là Đường Tuấn và Tào Thanh Vân. Anh cả, anh hai, Tào Thanh Vân chào hỏi Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải. Em ba, cuối cùng em đã về rồi, trên mặt Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải lộ ra một nụ cười thân thiện em ba à em vừa về chắc là mệt lắm mau quay về nghỉ ngơi đi tào thanh vân liếc nhìn hai người bọn họ nói không cần đâu ạ à. em muốn thăm ông nội trước đương nhiên rồi em ba thật là hiếu thảo tào thanh dương nói tào thanh hải vươn tay ngăn cản đường tuấn lạnh lùng nói em có thể vào nhưng anh ta thì không được tào thanh hải anh có ý gì tào thanh vân nói với giọng điệu tương đối tức giận tào thanh hải cười nhạt nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, em ba, đương nhiên em có thể vào thăm ông nội, nhưng câu nhóc không rõ lai lịch thân phận này thì không được. Ngộ ngỡ cậu ta muốn làm hại ông nội thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Thân phận lai lịch không rõ ràng sao? Tào Thanh Vân suýt chút nữa muốn mắng anh ta một trận rồi, nhưng người đàn ông trước mặt đã đánh bại lãnh hùng, lại còn dám khiêu chiến với đại sư thuật Pháp Lã Kiến Trung. Tuy rằng thân phận quả thực không rõ ràng, nhưng hạng người này nếu như thật sự muốn hãm hại ông nội thì cũng không cần phải phiền phức đến thế tào thanh hải nói đúng em ba em đừng tùy hứng như thế nhà họ tào chúng ta bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm làm sao em có thể đưa người khác về nhà mình như vậy chứ tào thanh dương nói với thái độ và giọng điệu của một người anh đang dạy dỗ em gái anh ta không phải người lai lịch không rõ ràng anh ta là đại sư thuật pháp được em mời về để chữa bệnh cho ông nội tào thanh vân nén lửa giận trong lòng chầm giọng nói sắc mặt Tào Thanh Hải hơi thay đổi anh ta liếc nhìn Tào Thanh Dương Tào Thanh Dương nói em ba không phải ai cũng được coi là đại sư thuật pháp đâu em còn trẻ tuổi ít kinh nghiệm rất dễ bị người khác lừa đặc biệt là dạo gần đây đảo Phú Quốc đang tổ chức đại hội giao lưu thuật pháp em cứ ra ngoài đường đi dạo mà xem hỏi bất kỳ ai họ cũng dám nói bản thân là đại sư thuật pháp hơn nữa bệnh của ông nội đến lã đại sư cũng không chữa khỏi được cậu ta cho dù có là đại sư thuật pháp thực sự đi nữa thì cũng chẳng được việc gì. chương 1324, họ không sao chứ? Đương nhiên, nếu như vị đại sư thuật pháp này đồng ý nói ra lai lịch sư môn và mức độ tu vi của cậu ta, nói không chừng bọn anh có thể suy nghĩ lại. Tào Thanh Hải hài hước nói. Sắc mặt Tào Thanh Vân đột nhiên thay đổi. Mức độ tu vi của đại sư thuật pháp luôn là một điều cấm kỵ, làm sao có thể vì tiện nói ra được. Tào Thanh Hải rõ ràng là đang làm khó anh. Thấy Tào Thanh Vân im lặng, Tào Thanh Hải càng chế nhạo hơn, nói, nếu như em ba không có gì để nói, vậy thì anh bạn này cứ ở lại đây trước đi đã. Em ba, anh bạn này của em đến thật đúng lúc. Chúng ta cần hỏi cậu ta một vài câu hỏi, chỉ là một buổi điều tra nho nhỏ thôi, để tránh việc em bị lừa. Em không cần để tâm làm gì. Anh cả chỉ là đang quan tâm đến em ba thôi, vì muốn tốt cho em ấy, sao em ấy có thể từ chối được. Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải kẻ tung người hứng, dường như rất ngầm hiểu ý đối phương. Đi với chúng tôi một lát, nói xong, Tào Thanh Hải không muốn nói thêm nữa. Anh ta túm lấy vai đường Tuấn, các ngón tay hơi cong như móng vuốt đại bàng, lòng bàn tay khẽ cử động. Tào Thanh Hải quả nhiên là một người lão luyện, cái nắm tay này có vẻ tình cờ, nhưng anh ta sử dụng nội lực của mình. Chỉ với một lực nắm cũng có thể bóp nát đôi vai của những người bình thường. Người này thật tàn nhẫn và độc ác cút ngay lúc này đường tuấn chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ giống như tiếng sấm mùa xuân tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên phòng khách lớn đang rung chuyển mạnh như thể sắp có một trận động đất sắt xảy ra khiến cho tàu thanh dương và tàu thanh hải đứng gần nhất như bị chúng lôi kích bị tai ngồi xổm xuống sắc mặt tái nhợt trông hết sức khó coi nhưng tàu thanh vân có vẻ không sao đây là điều vô cùng kỳ lạ nhất em mờ thanh dừng lại trong phòng khách lớn ngoại trừ đường tuấn và tàu thanh vân đang đứng tất cả mọi người đều ngồi xổm xuống mặt đất. Đi thôi, Đường Tuấn khẽ nói. Họ không sao chứ, Tào Thanh Vân do dự hỏi, nhìn Đường Tuấn có chút sợ hãi và kinh ngạc. Sẽ không có chuyện gì đâu, Đường Tuấn nói, cường độ âm thanh khi nãy của anh đã được khống chế rất tốt, nhiều nhất cũng chỉ khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Nếu không, với công lực tu vi hiện tại của anh, đến cả tu sĩ cảnh giới thần hải cũng sẽ bị thương lúc này tào thanh vân mới cảm thấy nhẹ nhõm và dẫn đường tuấn đi vào trong một lúc sau tào thanh dương và tào thanh hải mới miễn cưỡng đứng dậy trong mắt hai người họ là sự ngạc nhiên và kinh hãi họ không ngờ rằng tào thanh vân thật sự đã đưa đến đây một vị đại sư thuật pháp thật anh cả làm sao bây giờ tào thanh hải vẻ mặt bất an là cậu chủ thuộc tầng lớp thượng lưu trên đảo phú quốc anh ta biết sức mạnh của một đại sư thuật pháp mạnh như thế nào đó chắc chắn là một điều mà anh ta không thể sánh được. Tào Thanh Dương hung dữ nói, bệnh của ông nội đến Lã Đại Sư còn không có cách nào, lẽ nào cậu ta còn mạnh hơn cả Lã Đại Sư? Nếu như em ba đã không nghe lời khuyên, vậy thì cứ để cho cậu ta đến xem sao. Ngộ nhớ ông nội thật sự có xảy ra chuyện gì, đến lúc đó em ấy sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hai mắt Tào Thanh Hải sáng lên, nói anh cả, anh có ý gì? Trong mắt Tào Thanh Dương hiện lên một tia âm mưu, Lúc họp hội đồng quản trị, hãy nói là em Ba đưa người ngoài về đây nhằm muốn cướp đoạt tài sản của nhà họ Tàu. Còn nữa, mau báo tin cho Lãnh Hùng, không phải anh ta là đồ đệ của Lã Kiến Trung hay sao? Bảo anh ta chỉ cần anh ta có thể đánh bại được thằng cha này, anh có thể đồng ý gả em Ba cho anh ta. Chương 1325, tôi biết rồi. Ngài Đường, cơ thể của ông nội tôi thế nào rồi? Tào Thanh Vân lo lắng hỏi. Đường Tuấn đang đứng bên một chiếc giường nằm trên đó là một ông già với mái tóc hoa dâm và thưa thớt trông già nua và suy tàn người này là tào vinh ông nội của tào thanh vân đường tuấn vừa kiểm tra mạch đập cho ông đường tuấn lắc đầu vẻ mặt có chút nghiêm trọng tào thanh vân thấy vậy hai hàng nước mắt sàn rụa trên đôi mắt đẹp việt mỹ bộ dạng trông vô cùng đau thương tôi thật sự đã đặt quá nhiều hy vọng vào ngài đường đến lã đại sư cũng không chữa được bệnh làm sao ngài có thể có cách chữa trị được chứ Ông nội của cô vẫn còn cứu được. Trong lúc Tào Thanh Vân đang khóc sướt mướt như mưa thì Đường Tuấn đột nhiên lên tiếng. Sao cơ? Tào Thanh Vân suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Ông nội của cô vẫn còn cứu được, nhưng cần phải có Linh Ngọc Tủy, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Tào Thanh Vân vô cùng ngạc nhiên, nói chỉ cần có thể cứu được ông nội thì điều gì cũng được. Nhưng ngài cho hỏi, Linh Ngọc Tủy là vật gì? Tôi chỉ từng nghe qua về Ngọc Tủy. Đường Tuấn nói linh ngọc tủy ngọc tủy có chứa linh khí, vô cùng chân quý. Linh ngọc tủy có thể sử dụng để luyện chế ra ngọc khí bảo vệ cơ thể, và lại cũng có thể được sử dụng để chữa bệnh. Tào Thanh Vân có chút không dám tin, nhưng lã đại sư nói rằng bệnh của ông nội tôi vô phương cứu chữa mà. Đường Tuấn cười lạnh nhạt, vô phương cứu chữa. Ông ta không muốn ra tay cứu giúp thôi. Dùng linh ngọc tủy để trị bệnh, nếu giữa chừng có xảy ra vấn đề gì thì đến cả người chữa bệnh cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, Lã Kiến Trung không muốn mạo hiểm như vậy. Sắc mặt Tào Thanh Vân đột nhiên tối sầm lại, nói tôi biết rồi. Một lúc sau, cô mới vui lên một chút, "Ngài Đường, tôi biết một nơi có thể có được linh ngọc tỷ mà ngài cần." Đường Tuấn không hề ngạc nhiên, linh ngọc tỷ không khó kiếm, nó là thứ rất phổ biến trong thuật pháp, Đảo Phú Quốc được coi là khu vực phát triển nhất Đông Nam Á nên muốn tìm linh ngọc tỷ cũng không khó khăn gì. Chỉ là nơi đó, Tào Thanh Vân có chút do dự, dường như cô có điều khó nói. Nhưng ngay sau đó, cô khẽ cắn răng nói, vì ông nội, vì nhà họ Tào, tôi đi cầu xin cô ta một lần thì có sao chứ? Đảo Phú Quốc là thị trường giao dịch ngọc thạch lớn nhất, hơn 90% ngọc thạch đều được mua bán ở chỗ này. Thậm chí rất nhiều cao thủ thuật pháp của Đông Nam Á đều vượt ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này mua sắm ngọc thạch, luyện chế pháp khí và vô số những thứ linh tinh khác. Tào Thanh Vân vừa đi vừa giới thiệu với Đường Tuấn. Lúc này, bọn họ đang đứng giữa thị trường giao dịch bốn phía xung quanh đều là quán nhỏ hoặc cửa hàng. Đồ vật buôn bán ở đây khá kỳ lạ, đều là các loại lá bùa, pháp khí hoặc là ngọc thạch, khác biệt rất lớn so với thị trường giao dịch ở bên ngoài. Đường Tuấn cảm thấy mọi thứ khá mới mẻ, nhìn ngắm xung quanh mình. Trước khi tới đảo Phú Quốc, tuy anh tu luyện đạo thuật cùng võ học, nhưng cũng có xã giao qua lại với những thế gia tu luyện. Thế nhưng trong thế tục, loại thị trường giao dịch chuyên dành cho thuật sĩ như thế này anh chưa từng thấy bao giờ. Audio điện tử võ tấn bền chương 1326, anh ta không phải đối thủ của tôi Lúc này hai người vừa lúc đứng trước một cái sạp hàng Ông chủ sạp hàng này đang cầm trong tay một cái lục lạc cổ làm bằng đồng thau Khi cánh tay ông ta hơi lay động thì chiếc lục lạc ngay lập tức phát ra từng trận phản âm Đám người vây xem chỉ cảm thấy tinh thần tức khắc trở nên bình thản, suy nghĩ cũng minh mẫn hơn rất nhiều Ông chủ này lớn giọng giới thiệu các vị, cái lục lạc trong tay tôi đây chính là pháp khí do cao tăng đắc đạo của chùa Bái Đính, mất mấy năm mới chế tạo thành. Để làm ra nó phải hao phí rất nhiều tinh lực, lục lạc này một khi vang lên, trong lòng mỗi người tự nhiên sẽ an bình, ma quỷ đều phải tránh xa. Nếu treo nó ở trong nhà, có thể mang lại may mắn, gặp giữ hóa lành, xua đuổi vận rủi hay những điều không may mắn, mang lại phúc duyên cho con cháu, là pháp khí chấn trạch trừ tà tốt nhất. Ông chủ sạp hàng vừa dứt lời, ngay lập tức những người xung quanh sôi nổi ra giá cạnh tranh. Cuối cùng cái lục lạc này được một người thương gia giàu có mua lại với giá 350 triệu. Đường Tuấn thấy thế thì trong lòng thầm lắc đầu, Phật âm trong cái lục lạc này đúng là có hiệu quả trừ tà, nuôi dưỡng tinh thần. Chẳng qua, loại hiệu quả này rất kém cỏi, hơn nữa có số lần sử dụng cũng hạn chế. Chỉ có điều, ở đây đều là người bình thường cho nên không thể phân biệt được rõ ràng mà thôi. Tào Thanh Vân trông thấy biểu cảm của Đường Tuấn, thì trong lòng khẽ động. Cô ở bên cạnh dẫn đường cho Đường Tuấn đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi, ngài Đường cảm thấy cái pháp khí đó như thế nào? Đường Tuấn nói, chẳng đâu vào đâu cả. Ánh mắt Tào Thanh Vân sáng ngời, hỏi lại, vậy ngài cảm thấy pháp khí như thế nào mới xem là chấp nhận được? Đường Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói, có tác dụng làm tinh thần sảng khoái, thanh thản, cơ thể khỏe mạnh, chính là pháp khí cơ bản nhất. Lên cao hơn nữa chính là pháp khí có thể mang lại may mắn tránh điểm xấu, đem đến tài lộc. Còn có một số pháp khí lợi hại hơn, có thể giúp người đeo nó ngăn cản tai nạn, thậm chí có thể chống đỡ được súng đạn. Ngay cả viên đạn cũng có thể đỡ được sao? Sắc mặt Tào Thanh Vân khẽ thay đổi. Đây vẫn còn là pháp khí sao? Phải là áo chống đạn mới đúng. Tôi từng nghe người ta nói qua về thiên sư đạo. Nghe nói trong trong thiên sư đạo, thiên sư lợi hại nhất có thể tạo ra một lá bùa có thể quyết định sống chết, chia ra âm dương không biết là có thật hay không, Tào Thanh Vân có vẻ không chắc chắn lắm, rõ ràng đa phần tin tức đều là tin vỉa hè. Đường Tuấn gật đầu, thiên sư đạo đúng là có thể chế tạo ra loại pháp khí này, tuy nhiên cũng chỉ có mấy người thôi. Tào Thanh Vân ngạc nhiên nói, thuật pháp có thể lại lợi hại như vậy à? Trước đây tôi có nghe người ta nói tới Tô Phi Hùng là đại sư thuật pháp tài giỏi nhất trong giới trẻ Đông Nam Á. Nghe nói anh ta có thể lên trời xuống đất, luyện chế ra con rối có thể thay mình chiến đấu, Lúc đó tôi còn tưởng là giả, xem ra kiến thức của tôi vẫn còn quá nông cạn rồi. Tào Thanh Vân đảo mắt nói, Thanh Vân cả gan hỏi một chút, ngài Đường có thể luyện chế được loại pháp khí này hay không? Tu vi thuật pháp của ngài và Tô Phi hùng ai mạnh hơn? Đường Tuấn không khỏi có hơi buồn cười, Tô Phi hùng được xưng là người có thuật pháp đứng đầu trong giới trẻ Đông Nam Á, tu vi thuật pháp đã đến cảnh giới thông huyền, tiếp cận với thần cảnh. Loại thành tựu này trong mắt người bình thường tất nhiên là rất lợi hại nhưng với thực lực đường tuấn hiện giờ thì cho dù là thực lực, võ học hay là đạo thuật thì anh đều đã đạt tới cảnh giới thần hải cực cảnh, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Tô Phi Hùng hoàn toàn không có cửa nếu muốn so với anh. Anh ta không phải đối thủ của tôi. Đường Tuấn rất khiêm tốn nói, còn về vấn đề luyện chế pháp khí, với tôi mà nói cũng không có gì khó. chương 1327, coi như là mua một bài học đi. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa hàng này, mấy chữ cửa hàng Ngọc Thạch Triệu Thị trong tên bảng hiệu lọt thẳng vào trong tầm mắt anh. Không tệ, nơi này đúng là có Linh Ngọc Thủy, đường Tuấn đi vào trước, vừa rồi anh đã dùng tinh thần lực nhìn lướt qua một lần, cũng cảm ứng được khí tức của Linh Ngọc Thủy. Tào Thanh Vân nhìn lên mấy chữ cửa hàng Ngọc Thạch Triệu Tín, mà sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng cắn chặt răng, đi theo đường Tuấn vào trong. Cửa hàng rất lớn, bốn phía bãi đầy các loại ngọc thạch. Rất nhiều người bụng phệ, Nam nữ ăn mặc quý phái dừng lại ở trước các khối ngọc thạch, sôi nổi kêu giá. Nhưng Đường Tuấn không hề dừng lại mà đi thẳng đến một góc nhỏ, chỉ vào một khối có hình thù xấu xí, nhìn là biết đây là phần ngọc thạch đã bị người ta bỏ đi. Anh nói với Tào Thanh Vân, "Lấy khối này." "Hả? Ngài Đường, đây là khối phế liệu bị vứt đi sau khi tách lấy ngọc thạch, không phải là ngọc thạch." Tào Thanh Vân không còn gì để nói nữa rồi. Cô vốn nghĩ rằng Đường Tuấn sẽ chọn những viên ngọc thạch mà những người khác coi trọng thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng thật không ngờ Đường Tuấn lại muốn mình mua một khối ngọc phế liệu bị bỏ đi. Chẳng lẽ anh cho rằng trong khối ngọc phế liệu bị vứt đi này sẽ có loại đồ vật quý giá như linh ngọc tủy hay sao? Tôi biết, Đường Tuấn không hề thay đổi sắc mặt, nói cô cứ mua là được. Trong cửa hàng có rất nhiều ngọc thạch, nhưng linh khí nồng đậm nhất, còn ẩn giấu linh ngọc tùy trong đó thì cũng chỉ có khối ở trước mặt này thôi. Ngài Đường nếu không thì chúng ta đổi một khối khác đi. Giờ phút này Tào Thanh Vân bỗng cảm thấy Đường Tuấn thật sự không đáng tin. Cô nhìn thoáng qua giá cả thì thấy khối ngọc phế liệu bị vứt đi này chỉ có giá 17 triệu rưỡi, mặc dù giá rất thấp nhưng cũng chẳng có ai hỏi đến. Thân là cô ba của nhà họ Tào, cô thật sự không thể làm chuyện mất mặt mũi như vậy được. Không cần, Đường Tuấn từ chối ngay lập tức. Được rồi, Tào Thanh Vân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nghĩ tới việc đường tuấn chữa khỏi bệnh cho ông của mình đã không còn ôm tính toán gì nữa. Cô lấy thẻ ngân hàng ra, chuẩn bị quẹt thẻ mua khối ngọc phế liệu vứt đi này, trong lòng thầm nghĩ coi như là mua một bài học đi. Từ từ đã, lúc này, bất chợt có một giọng nói vang lên. Một cô gái ăn mặc giống như một thương nhân thành đạt bước tới, khóe miệng ẩn chứa nét cười, ánh mắt nhìn về phía Tào Thanh Vân mang theo một chút ý đồ xấu. Triệu Kim Ngọc, cô muốn cái làm gì? Tào Thanh Vân nhìn thấy cô gái này thì nhăn mày lại, trầm giọng nói. Triệu Kim Ngọc trang điểm như một thương nhân thành đạt cười nhạt nói. Thật ngại quá, khối ngọc thạch này của chúng tôi phải sửa lại giá cả. Khối này bây giờ phải trả 1 tỷ 750 triệu mới bán được. Cái gì, Triệu Kim Ngọc, sao cô không đi ăn cướp đi? Từ 17 triệu rưỡi lên đến hơn 1 tỷ 7, giá cả tăng gấp 100 lần. Tào Thanh Vân đương nhiên có thể trả được số tiền này, chỉ là không muốn bị người ta xem như kẻ ngu ngốc coi tiền như rác. Đặc biệt đối phương còn là Triệu Kim Ngọc. Triệu Kim Ngọc biểu môi cười, nói cửa hàng này là của nhà họ Triệu chúng tôi, cũng do tôi làm chủ. Tôi muốn sửa giá cả như thế nào thì sửa như thế. Cô có muốn mua hay không là quyền của cô? Cô, Tào Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, cô nhìn về phía đường Tuấn, nói, ngài đường, nếu không chúng ta lại xem cái khác. Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu có thể mua đa số ngọc thạch ở đây. Chương 1328 Dương Thiên Thành. Đường Tuấn lắc đầu nói, khối ngọc thạch này đúng là có giá 1 tỷ 750 triệu. Đừng nói là 1 tỷ 7, với khối ngọc này cho dù bỏ ra 35 tỷ cũng đã là lời to rồi. Anh chàng đẹp trai này mắt nhìn thật tinh tường nha. Khối ngọc thạch bỏ đi này, à không, khối ngọc thạch này chính là loại tốt nhất đó. Nếu không phải nể mặt nhà họ Tào thì không phải chỉ có 1 tỷ 750 triệu này đâu. Triệu Kim Ngọc nhìn Đường Tuấn nói. Chỉ là cái loại ánh mắt hài hước này nhìn thế nào cũng thấy như đang nhìn một kẻ ngốc. Tào Thanh Vân càng nghe càng tức giận, cô không nghĩ tới Đường Tuấn lại có thể nói như vậy. Bây giờ thì không phải 1 tỷ 750 triệu nữa mà là 3 tỷ 500 triệu. Triệu Kim Ngọc cười ha hả, lại một lần nữa tăng giá. Chưa đến một phút mà giá cả đã tăng lên 200 lần. Được, tôi mua, Tào Thanh Vân ném cho Triệu Kim Ngọc một cái thẻ ngân hàng, Nói, đây là 3 tỷ 500 triệu. Triệu Kim Ngọc, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ. Triệu Kim Ngọc cầm thẻ ngân hàng trong tay, vẻ mặt rất đắc ý. Cô chủ nhà họ Triệu này cũng biết buôn bán quá đấy chứ, vậy mà ngay lập tức đem giá cả độn lên 200 lần. Đã thế cô chủ nhà họ Tào lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể không mua. Thủ đoạn như thế này thật là cao tay. Ha ha, cô chủ nhà họ Triệu và cô chủ nhà họ Tào vốn đã không ưa gì nhau. Loại chuyện như thế này là quá bình thường. Cô chủ nhà họ Tào chỉ sợ là muốn mua ngọc thạch về để giúp ông nội mình chữa bệnh, kéo dài mạng sống, đúng lúc bị cô chủ nhà họ Triệu bắt được thóp. Chỉ có điều dùng 35 tỷ mua một khối ngọc bỏ đi đúng là lỗ nặng. Tuy nhà họ Tào không thiếu chút tiền ấy, nhưng mặt mũi sợ là có chút khó coi. Ai bảo cô chủ nhà họ Tào mang theo một tên ngốc đi cùng vào đây chứ? Anh có nghe thấy không, vừa rồi là do tên ngốc kia mở miệng cho nên Triệu Kim Ngọc mới tăng giá lên cao như vậy đấy. Trận chiến nho nhỏ giữa Triệu Kim Ngọc và Tào Thanh Vân khiến không ít người chú ý. Mọi người đứng xung quanh vây xem còn thầm thì thảo luận. Trong lời nói của bọn họ đều tỏ ra nể phục trước thủ đoạn kinh doanh của Triệu Kim Ngọc, đồng thời không thiếu sự châm chọc đối với tên ngốc Đường Tuấn kia. Sắc mặt Tào Thanh Vân hết sức khó coi nhưng lại không thể bộc phát ra ngoài được. "Hi hi, Tào Thanh Vân, tôi còn đang bận chuyện làm ăn, cho nên không tiến cô được." Triệu Kim Ngọc vô cùng đắc ý nói: "Thanh Vân, không biết cô có thể bỏ xuống thứ mình yêu thích, nhưng lại khối ngọc thạch này cho tôi được không?" Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Một người thanh niên còn khá trẻ đi vào giữa, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Tào Thanh Vân nói. Người thanh niên này còn khá trẻ lại rất đẹp trai, giữa hai hàng chân mày có lộ ra vẻ kiêu ngạo. "Cậu chủ Dương," Triệu Kim Ngọc nhìn thấy người này thì sắc mặt khẽ thay đổi cô ta vội vàng thu lại ý cười trên môi, cung kính đi tới chào hỏi. Dương Thiên Thành, trong đám người vang lên một trận tiếng hô nhỏ. Tào Thanh Vân cũng nhận ra Dương Thiên Thành, sắc mặt thoáng chốc cũng thay đổi, trong đáy mắt cô hiện lên chút kiêng kỵ. Trường 1329, coi như cô còn có chút kiến thức. Dương Thiên Thành là con trưởng của nhà họ Dương ở đảo Phú Quốc, mà nhà họ Dương còn là thế gia đứng đầu ở đảo Phú Quốc này. Nhà họ Triệu của Triệu Kim Ngọc và nhà họ Tào của Tào Thanh Vân ở đảo Phú Quốc này chỉ có thể coi như gia tộc hạng 2. Nếu so sánh với nhà họ Dương thì còn kém xa. Thế lực và thủ đoạn của Dương Thiên Thành cũng vô cùng xuất sắc, trong giới thượng lưu của đảo Phú Quốc không ít người trẻ đều xem anh ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Thiên Thành cười nhạt, nhìn Tào Thanh Vân nói, tôi cũng không lấy không của cô. Nếu khối ngọc thạch này cô dùng 3 tỷ 500 triệu để mua thì tôi sẽ mua lại nó với giá 7 tỷ cuộc mua bán này cô cũng không có hại gì cô cảm thấy thế nào cậu chủ dương khối ngọc thạch này chỉ là phần phế liệu bị vứt đi nếu cậu chủ dương muốn ngọc thạch tôi có thể đem mấy khối tốt nhất trong cửa hàng tặng cho anh triệu kim ngọc tiến lên phía trước một bước nói dương thiên thành chỉ lắc đầu không trả lời mà vẫn chăm chú nhìn vào tào thanh vân tào thanh vân lại nhìn về phía đường tuấn thấy anh lắc đầu lúc này cô mới cắn răng nói thật ngại quá cậu chủ dương khối ngọc thạch này chúng tôi không bán. Dương Thiên Thành nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng cũng không cưỡng ép, nói nếu đã như vậy thì bỏ đi. Anh ta nhìn về phía đường Tuấn, ánh mắt không có ý tốt. Đường Tuấn lại giống như không hề nhận ra, chỉ là một tên con ông cháu cha mà thôi, không đáng để anh phải để ý đến. Đợi đến khi đường Tuấn cùng Tào Thanh Vân mang theo Ngọc Thạch đi khỏi, Dương Thiên Thành và Triệu Kim Ngọc đã đi vào trong một phòng bao ở lầu 2 của cửa hàng. Trong phòng, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi uống trà một mình, thần thái vô cùng trầm tĩnh, dường như không có một chuyện gì trên đời có thể làm ảnh hưởng đến anh ta. Cậu chủ Dương, Tào Thanh Vân kia ngớ ngẩn thật, dùng 3 tỷ rưỡi mua một khối ngọc phế liệu bị vứt đi, cậu so đo với cô ta làm cái gì? Triệu Kim Ngọc có chút khó hiểu hỏi. Ngọc phế liệu bị vứt đi sao? Đúng là đồ đàn bà ngu xuẩn, trong khối ngọc thạch đó có chứa linh ngọc tủy, là vật vô giá, trong cái cửa hàng này của cô chẳng có một khối ngọc nào có thể so sánh được với nó người đàn ông đang uống trà lạnh nhạt nói trong giọng nói còn mang theo một loại cảm giác trịch thượng và khinh bỉ anh gương mặt xinh đẹp của triệu kim ngọc tràn đầy tức giận nói anh dám nói tôi ngu xuẩn anh quá đáng quá rồi đó hừ người đàn ông hừ lạnh một tiếng làm phát ra từng trận âm thanh rung động trong phòng bao cảnh tượng trước mắt triệu kim ngọc ngay lập tức thay đổi cô ta giống như đang ở trong một không gian tối om, vô cùng vô tận, không thể khống chế bản thân. Tô Đại Sư, cầu xin người bỏ qua cho cô ấy đi. Dương Thiên Thành mở miệng nói. Bóng tối vô định lúc này mới rút lui, Triệu Kim Ngọc khôi phục tầm nhìn trước mắt. Chỉ là sắc mặt cô chủ nhà họ Triệu vẫn còn chưa hết hoang mang và sợ hãi. Cô ta run giọng nói, Tô Đại Sư sao? Đây là Đại Sư Tô Phi Hùng, người đứng đầu trong giới thuật pháp trẻ của Đông Nam Á sao? Người đàn ông nhẹ giọng nói, coi như cô còn có chút kiến thức. chương 1330, Tô Phi Hùng sao? Tô Phi Hùng nói, người đàn ông ở bên cạnh Tào Thanh Vân lúc nãy cũng là đại sư thuật Pháp. Dương Thiên Thành nhíu mày, chẳng lẽ Tô Đại Sư không phải đối thủ của người kia? Tô Phi Hùng hừ lạnh một tiếng, nói chút tu vi của người này tôi còn chưa thèm để mắt đến. Nếu thật sự phải đấu Pháp, tôi không cần tới 10 chiêu là có thể đem người kia đánh chết đại hội giao lưu thuật pháp sắp sửa bắt đầu rồi, tôi không muốn cành mẹ đẻ cành con thôi. Đối thủ của tôi chỉ có lá kiến chung, còn kẻ kia thì tính là thứ gì chứ? Vậy khối ngọc thạch kia phải làm sao bây giờ? Bên trong đó thật sự có linh ngọc tủy sao? Triệu Kim Ngọc nhịn không được hỏi. Tô Phi Hùng châm chọc nói, phán đoán của tôi chẳng lẽ còn giả được hay sao? Khối ngọc thạch này nếu đem đi bán đấu giá, ít nhất phải hơn 35 tỷ. Thế mà cô chỉ lấy giá có 3 tỷ rưỡi, không phải ngu xuẩn thì là cái gì sắc mặt triệu kim ngọc ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi vốn dĩ cô ta cho rằng vụ làm ăn này lời to rồi thế mà giờ mới biết mình bị lỗ những mấy tỷ ngài có muốn tôi giúp ngài cướp lại viên ngọc thạch này hay không dương thiên thành nói tô phi hùng lắc đầu khinh thường nói không cần tu vi của người đó cũng không cao cho dù là có lấy được linh ngọc tủy thì cũng không biết phải sử dụng nó như thế nào tôi đoán người này chắc cũng tới tham gia đại hội thuật pháp đến lúc đó tôi sẽ tìm cơ hội thu hồi lại là được anh ta nhìn dương thiên thành ngạo nghễ nói nhà họ dương các người cứ dùng toàn lực ủng hộ cho tôi là được nếu lần này tôi đánh bại lã kiến trung trở thành đại sư thuật pháp mạnh nhất đông nam á thì nhà họ dương các người cũng có thể leo lên một nấc thang mới dương thiên thành gật đầu nói phải lã kiến trung chiếm vị trí đại sư thuật pháp mạnh nhất đông nam á đã lâu như vậy đúng là nên động đậy một chút rồi Lúc này, Đường Tuấn cùng Tào Thanh Vân đã về tới nhà họ Tào. Tô Phi Hùng sao? Trong đầu Đường Tuấn hiện lên cái tên này, nhưng trên mặt anh vẫn như cũ không hề có gì thay đổi. Lúc ấy, khi anh bước vào cửa hàng Ngọc Thạch Triệu Tín, thì đã phát hiện ra khí tức của Tô Phi Hùng. Thậm chí ngay cả tu vi của Tô Phi Hùng như thế nào, anh đều cảm ứng rất rõ ràng. Đó là cảnh giới Thần Hải, đã giác ngộ thiên nhân huyền quan, chỉ kém một chút là có thể bước vào cực cảnh đúng là có thể coi anh ta như một thiên tài thuật pháp. Sau đó khi Dương Thiên Thành đột nhiên ra giá muốn mua Ngọc Thạch, anh cũng có thể đoán ra đây là kế hoạch của Tô Phi Hùng. Chẳng qua là Tô Phi Hùng không ra tay, Đường Tuấn tất nhiên cũng không có tâm trạng đi so đo làm gì. Xem ra thuật pháp Đông Nam Á cũng có chỗ độc đáo của nó. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, một Tô Phi Hùng mà đã có thể đạt tới loại trình độ này, có thể thế giới thuật pháp của Đông Nam Á cũng có người tài giỏi. Ngài Đường, có cần các loại dược liệu khác nữa không?" Giọng nói của Tào Thanh Vân chợt cất lên cắt đứt những suy nghĩ trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, "Không cần." Ánh mắt của anh bắt đầu tập trung trên khối ngọc thạch kia. Đây là lần đầu tiên anh luyện chế pháp khí kể từ khi tu luyện thuật pháp tới nay. Cô cứ ở đó quan sát thôi, không cần nói gì. Đường Tuấn vuốt ve khối ngọc thạch trông có vẻ xấu xí này rồi nói với Tào Thanh Vân. Tào Thanh Vân nhìn ông nội vẫn đang còn hôn mê trên giường. Yên lặng gật đầu, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự đã nhìn nhầm rồi sao? Ngay cả Dương Thiên Thành cũng muốn mua lại khối ngọc thạch bỏ đi này, chẳng lẽ bên trong nó thật sự có linh ngọc tùy? Trong lòng cô lo lắng không yên, chỉ sợ vì chuyện mua ngọc thạch lần này mà đắc tội với Dương Thiên Thành. Nếu như không chữa trị được cho ông nội thì đúng là tự dưng không không lại kéo thêm một kẻ địch mạnh cho mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1331, các người muốn xử lý ai vậy? Thôi thì cứ đi bước nào tính bước đó vậy. Tào Thanh Vân thầm than nhẹ một tiếng trong lòng, sau đó không nghĩ gì nữa mà chuẩn bị xem đường Tuấn tinh luyện ra Linh Ngọc Thủy như thế nào. Tào Thanh Vân có nghe nói qua về Linh Ngọc Thủy, đảo Phú Quốc tuy có không ít cao thủ thuật pháp, nhưng người có thể tinh luyện Linh Ngọc Thủy không vượt quá 5 người. Ngọc Thạch theo sự khống chế của đường Tuấn bay lên giữa không trung từng ngọn lửa màu tím bỗng dưng sinh ra rồi đốt cháy ngọc thạch. Hư không sinh diễm, trong lòng Tào Thanh Vân chấn động, thầm nghĩ, năm đó khi lã đại sư luyện khí, mình cùng ông nội cũng có dịp quan sát từ xa. Lã đại sư tuy rằng cũng có thể tạo ra hư không sinh diễm, nhưng cũng không thể thoải mái, nhẹ nhàng, tùy ý giống như ngài đường bây giờ. Chỉ là đã qua lâu như vậy tu vi thuật pháp của lã đại sư chắc chắn đã tiến xa hơn rồi, xưa đâu bằng nay. Ngọc Thạch từng chút, từng chút một bị hòa tan, một dòng chất lỏng màu trắng ngà đặc sệt dần dần hiển hiện ra. Chất lỏng này chỉ bé bằng nắm tay của trẻ con, hơn nữa dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, nó vẫn còn đang không ngừng cô động lại. Từng sợi khí màu trắng ngà quay xung quanh, tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ. Thật sự là Linh Ngọc Tủy. Tào Thanh Vân đột nhiên hít sâu một hơi, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng cũng chỉ trong một hơi ngắn ngủi như vậy lại khiến toàn bộ mệt mỏi của cô như tan biến hết, cả người tràn ngập sức sống thì ra, mình thật sự đã nhìn nhầm rồi. Trong lòng Tào Thanh Vân vô cùng khiếp sợ, lại càng thêm tò mò đối với thân phận của Đường Tuấn, đồng thời cũng cảm thấy bản thân có chút may mắn, may mắn lúc ấy cô đã không tiếc bỏ ra 3 tỷ rưỡi. Một giọt linh ngọc tủy lớn như vậy giá trị chắc chắn cũng phải hơn 4 tỷ, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì dù ra giá cao cũng không có người bán. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, theo đó từng dòng khí màu trắng ngả nhẹ nhàng chui vào tai, Mắt, mũi và miệng của ông cụ Tào. Sắc mặt ông cụ vốn suy yếu, tái nhợt giờ đã trở nên hồng hào lên, hô hấp mỏng manh cũng dần có lực trở lại, mí mắt giật giật giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. "Anh cả, em mới vừa nghe được một tin, nói là Tào Thanh Vân ở cửa hàng Ngọc Thạch Triệu Tín mua một khối ngọc thạch vứt đi với giá 3 tỷ rưỡi." Lúc ấy, Dương Thiên Thành của nhà họ Dương còn đề nghị mua lại khối ngọc này với giá 7 tỷ mà con bé không chịu bán. Lần này chỉ sợ Dương Thiên Thành ghi hận với nhà họ Tào chúng ta rồi. Tào Thanh Hải đang ngồi trên ghế ở phòng khách, sắc mặt tư lự khó xác định, cất tiếng nói với Tào Thanh Dương. Dầm! Tào Thanh Dương giận dữ đập tay lên bàn, biểu cảm lạnh lùng, nói em ba thật là hồ đồ, quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Bỏ ra 3 tỷ rưỡi mua một khối ngọc thạch vô dụng, đã thế còn vì vậy mà đắc tội với nhà họ Dương. Anh ta trầm ngâm một lát, rồi đứng lên, đi, chúng ta đi bảo em ba đem ngọc thạch giao ra đây đưa cho dương thiên thành hơn nữa phải tự mình đến nhà họ dương đi xin lỗi nhận sai hừ em ba trước kia làm việc cũng coi như lý trí thế mà lần này lại hồ đồ như vậy anh thấy chắc chắn chuyện này có liên quan rất lớn với tên nhóc họ đường kia nói không chừng tên đường tuấn này đã dùng tà thuật gì đó khống chế em ba cũng nên như vậy cũng tốt anh ta tuy là đại sư thuật pháp nhưng theo em thấy dựa vào năng lực của nhà họ tào chúng ta muốn mời vài vị đại sư thuật pháp xử lý anh ta cũng chẳng phải là việc gì khó khăn ông nội mà chết đi thì nhà họ tàu là do hai chúng nắm quyền đến lúc đó quyết định mà chúng ta đưa ra còn ai dám phản đối nữa trong mắt tàu thanh hải hiện lên sát ý trước đó đường tuấn làm anh ta mất hết mặt mũi đến giờ anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng các người muốn xử lý ai vậy đúng lúc này một giọng nói trầm khàn có lực từ ngoài phòng khách vọng vào chương 1332 chuyện này quá mạo hiểm. Một ông lão mặc trang phục thời đường màu trắng bạc từ bên ngoài đi vào, hơi nhíu mày, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ oai phong. Đi ở phía sau ông lão là Tào Thanh Vân, còn đường Tuấn thì đang đứng bên cạnh. Ông nội, Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải đồng thời thốt lên thành tiếng, trong giọng của bọn họ còn mang vẻ vô cùng hoảng sợ. Ông lão này đúng là Tào Vinh, ông nội của bọn họ, là trụ cột của nhà họ Tào. Ông nội, sao ông lại có thể lã đại sư nói ông tào thanh dương mới nói được một nửa thì không thể thốt nên lời ngài đường làm ngài chê cười rồi tào vinh nhìn hai đứa cháu không nên thân của mình rồi nói với đường tuấn đang đứng ở bên cạnh ông nội ông anh ta tào thanh hải há hốc miệng một lúc lâu sau cũng nói không ra tiếng ông cái gì mà ông lần này ngài đường đã cứu ông một mạng sau này hai đứa nếu còn dám tỏ thái độ không tôn trọng ngài đường thì đừng có trách ông không nể tình. Còn không xin lỗi ngài đường, giọng Tào Vinh uy nghiêm nói. Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải nhìn nhau, đều cảm thấy lần này tính toán sai lầm rồi. Bọn họ cho rằng đường Tuấn là kẻ lừa đảo, nhưng không nghĩ tới anh thật sự có thể chữa hết bệnh cho Tào Vinh. Thật xin lỗi ngài đường, Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải cũng không thể không cúi đầu. Ngài đường, mời ngồi, Tào Vinh hung giữ chừng mắt nhìn hai người một cái, rồi mời Đường Tuấn ngồi vào vị trí chủ nhà của nhà bọn họ. Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải nhìn thấy mà ngạc nhiên không thôi. Tính cách của Tào Vinh như thế nào bọn họ rất rõ, vừa cứng đầu lại vô cùng hiếu thắng. Thế mà bây giờ lại tỏ ra vô cùng tôn kính đối với Đường Tuấn, điều này quả thật làm người ta không thể tin được. Đường Tuấn cũng không khách khí, ngồi vào vị trí này. Chờ Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải rời đi rồi Tào Vinh mới ngồi xuống. Còn Tào Thanh Vân đảm nhận nhiệm vụ của nhân viên phục vụ, giúp hai người bọn họ pha trà. Ngài Đường thuật pháp cao siêu, đại hội thuật pháp lần này có thể thể hiện tài năng, nổi danh trong giới thuật pháp Đông Nam Á rồi. Nhà họ Tào chúng tôi đồng ý dốc toàn lực ủng hộ ngài." Tào Vinh chủ động nói, tuy rằng Tào Thanh Vân lúc trước đã nhận lời với Đường Tuấn, nhưng nếu là lời Tào Vinh nói ra thì tất nhiên có trọng lượng hơn rất nhiều, hơn nữa còn là dốc hết sức ủng hộ. Đường Tuấn cười thản nhiên nhìn Tào Vinh, nhà họ Tào chúng tôi tình nguyện cùng ngài đường có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Tào Vinh cắn răng nói. Được, đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu. Sắc mặt Tào Vinh lúc này mới thả lỏng ra một chút, sau đó ông lại chủ động trò chuyện với đường Tuấn. Cả đời ông cụ Tào đều sống chết bằng việc kinh doanh trên biển, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vô cùng khéo léo dẫn dắt đề tài, từ cách kinh doanh buôn bán cho đến đạo Pháp. Cuối cùng ngay cả vòng tròn của giới thượng lưu đảo Phú Quốc ông cụ Tào đều vô cùng quen thuộc. Nói chuyện hơn hai tiếng, Tào Vinh mới để Tào Thanh Vân đưa đường Tuấn đi nghỉ ngơi. Ông nội, nhà chúng ta thật sự muốn dốc toàn lực ủng hộ anh ta sao? Sắc mặt Tào Thanh Vân hơi mất tự nhiên, hỏi, lỡ như anh ta đấu pháp thua, hoặc là bị người ta đánh chết, chỉ sợ nhà họ Tào chúng ta cũng sẽ bị nhắm vào. Tào Vinh nhìn Tào Thanh Vân, thở dài, nói, cháu biết nhà họ Mã vì sao lại được công nhận là thế gia đứng đầu đảo Phú Quốc này hay không? Tào Thanh Vân trả lời, bởi vì có Lã Kiến Trung ủng hộ nhà họ Mã. Con gái của Lã Kiến Trung còn gả cho Mã Nhược Long, người xuất sắc nhất thế hệ này của nhà họ Mã. Tào Vinh tiếp tục nói, vậy cháu có biết tại sao Lã Kiến Trung lại không tiếc bất cứ thứ gì mà ủng hộ nhà họ Mã như vậy hay không? Tào Thanh Vân suy nghĩ một lát rồi nói, cháu hình như có nghe người ta nói qua rằng, khi Lã Kiến Trung còn trẻ đấu pháp với người ta sau đó kết thù, chính là nhà họ Mã đã ra mặt thay Lã Kiến Trung giàn xếp sau đó nhà họ mã còn cung cấp tài nguyên tu luyện cho lã kiến trung tào vinh gật đầu không sai tào thanh vân bừng tỉnh hiểu ra thất thanh nói ông nội ý của ông là tào vinh đột nhiên đứng lên nghiêm nghị nói nhà họ tào chúng ta nếu như ủng hộ ngài đường chưa chắc đã không thể trở thành một nhà họ mã thứ hai nhưng mà ông nội chuyện này quá mạo hiểm anh ta tuy thuật pháp rất cao nhưng không chắc có thể là đối thủ của lã kiến trung tào thanh vân gấp gáp nói Chương 1333 thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi. Vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra đại hội giao lưu thuật pháp tại đảo Phú Quốc, nên Đường Tuấn tá túc tại nhà họ Tào. Nơi anh ở lại là một trong những căn biệt thự tốt nhất của gia đình họ Tào, còn chỗ Tào Thanh Vân đang ở nằm ngay bên cạnh để Đường Tuấn có thể sang gặp cô ta bất cứ khi nào anh cần. Hiển nhiên, Tào Vinh cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nếu Đường Tuấn và Tào Thanh Vân có tình cảm với nhau, đây sẽ là chuyện vô cùng tốt và sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ tàu. Đường Tuấn đứng ở trong sân và ngước nhìn lên bầu trời để cảm nhận cái sự huyền bí và biến hóa khôn lường của trời đất. Sau chuyến đi đến Con Tum, tuy sức mạnh tu luyện của anh chưa có nhiều thay đổi rõ rệt, nhưng khí tức của cơ thể anh càng lúc càng sâu sắc hơn. Thỉnh thoảng anh có cảm giác cả cơ thể của anh đã hòa làm một với đất trời. Đây được gọi là dùng chính trái tim của mình để lắng nghe tiếng nói và thấu hiểu được mong muốn của thiên nhiên ý trời thật khó đoán, giữ gìn thân thể sạch sẽ chẳng khó, nhưng giữ cho tinh thần luôn tinh khiết và trong sáng lại quá khó. Tinh thần lực của đường Tuấn đã dục dịch và sẵn sàng hành động, như cây măng mùa xuân sẵn sàng vươn mình lên khỏi mặt đất. Phục ma ngọc trụ ẩn giấu kinh nghiệm tu luyện của hàng trăm vị tiên nhân thời thượng cổ và bản thân đường Tuấn cũng đã hiểu chính xác về cách đạt được nguyên đan, trong đó việc giữ gìn cơ thể sạch sẽ và giữ vững tinh thần thuần khiết, trong sáng vô cùng quan trọng, chỉ cần thiếu một trong hai đều không được sau quá trình thoát kén hóa bướm trong lôi kiếp, cơ thể của Trần Tùng N. N hóa thánh nên xem như sạch sẽ, không vướng bụi trần, nhưng vì tinh thần của ông ta không còn trong sáng và thanh khiết nên cuối cùng chỉ có thể ôm lấy nỗi hận của bản thân rồi rơi vào lôi kiếp. Đường Tuấn cũng vậy, anh chỉ tới được mức giữ cho thân thể không bị vấy bẩn mà thôi. Dĩ nhiên, bản thân anh đã là đạo thể, nên thân thể sạch sẽ không tì vết của anh mạnh hơn người khác, dù cho 10 cao thủ cực cảnh có cơ thể sạch bong liên thủ với nhau cũng chẳng phải là đối thủ của anh. Người tu luyện sau khi đạt tới cảnh giới thần hải sẽ có thể tu luyện pháp tướng tinh thần, trong quá trình tu luyện, tinh thần của bản thân sẽ đạt đến trạng thái thuần dương, tức trạng thái trong sáng, thuần khiết. Với sự trợ giúp của Phục Ma Ngọc Trụ, Đường Tuấn có thể tham khảo kinh nghiệm từ các bậc tiền bối đi trước, vì vậy sức mạnh tu luyện của anh vẫn tăng chậm, chứ huống chi là người khác. Tu luyện còn khó hơn cả việc bắc thang lên trời ngay khi đường tuấn tu luyện xong ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó tào thanh vân bước vào với một thiệp mời mạ vàng trên tay là thiệp mời tham dự tiệc rượu à đường tuấn đóng thiệp mời lại rồi hỏi khẽ tào thanh vân giải thích ngày đường tiệc rượu lần này do nhà họ mã tổ chức với người chủ trì là mã nhược long và tư mã ngọc dương mã nhược long là con rể của lã kiến trung còn tư mã ngọc dương là đệ tử lớn nhất của lã kiến trung Lã Kiến Trung không có con nên hai người này được xem là trợ thủ đắc lực của ông ta. Hầu hết những người tham gia buổi chiêu đãi này đều là những cao thủ thuật pháp trẻ tuổi và các cậu ấm của những gia đình giàu có quyền quý trên đảo Phú Quốc. Đây được coi là màn khởi động trước đại hội giao lưu thuật pháp. Những bậc thầy thuật pháp như Lã Kiến Trung và Tô Phi Hùng sẽ không tham gia, nên nếu ngài đường không đi cũng không sao. Đường Tuấn nhìn Tào Thanh Vân rồi mỉm cười và nói, nhà họ Tào các người bàn bạc, suy tính kỹ lưỡng thật định lợi dụng tôi để thay thế địa vị của nhà họ mã tào vinh thâm độc thật đấy tào thanh vân sững người cô không dám nói thêm câu nào thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi thực sự tôi cũng đang cần tìm một người đại diện phát ngôn trên đảo phú quốc nên tôi sẽ tham gia tiệc rượu với cô đường tuấn không quan tâm hay suy nghĩ đến điều đó cảm ơn ngài đường tào thanh vân cúi đầu và không dám nhìn thẳng đường tuấn Chương 1334, anh Tư Mã sẽ đến muộn. Khách sạn Long Dương thuộc sản nghiệp của nhà họ Mã là khách sạn lớn nhất và tốt nhất trên đảo Phú Quốc, tiệc rượu chiêu đãi thế hệ trẻ lần này sẽ được tổ chức tại đây. Bên ngoài khách sạn, những chiếc xe hơi sang trọng đều tập trung đông đúc, đối tượng ra vào nơi đây đều là các cậu ấm cô chiêu ăn mặc vô cùng thời thượng và lịch sự. Ở trung tâm của buổi tiệc rượu, vài người đàn ông và phụ nữ đang nói chuyện với nhau khiến vô số người chú ý đến họ. Những người này hoặc là các cậu ấm cô chiêu giàu có quyền lực nhất hoặc là những cao thủ thuật pháp tài ba nhất trên đảo Phú Quốc, những ai không có thân phận như họ thì dù chỉ đến nói chuyện với họ vài ba câu cũng chẳng có tư cách. Trong bữa tiệc rượu chiêu đãi tối nay, có khi những dòng họ giàu sụ và thế lực nhất trên đảo Phú Quốc đều được mời đến tham gia, anh mã quan hệ rộng thật đấy. Người đàn ông đang không ngớt lời khen ngợi và ngưỡng mộ kia là Dương Thiên Thành. Điều đó là tất nhiên rồi, anh hai của tôi là mã nhược long của đảo Phú Quốc. Là người đứng đầu trong danh sách thừa kế của nhà họ mã và cũng là con rể của Lữ Đại Sư. Một cô gái trẻ đắc y nói. Vài người vừa nói chuyện vừa hướng mắt vào một người đàn ông. Người này khoảng 30 tuổi, gương mặt trắng bệch, dù trông không đẹp trai cho lắm, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế muốn điều khiển mọi thứ. Dù nhóm người vây xung quanh anh ta đều là những cậu ấm cô chiêu giàu nứt đố đổ vách hay các vật pháp sư thiên tài trẻ tuổi cũng không tài nào che phủ tài năng và sự sắc xảo của anh ta người đàn ông này là mã nhược long người thừa kế của gia tộc họ mã và là con rể của lã kiến trung mã nhược long cười khẩy một tiếng rồi nói mấy chuyện này chẳng là gì anh ta nhìn dương thiên thành nói tiếp nhà họ dương các ông đứng ra hỗ trợ tô phi hùng xét về tư chất sau này tô phi hùng chắc chắn sẽ thành tài đến lúc đó nhà họ dương của ông cũng sẽ tiến lên hẳn một bậc cũng có khi tôi sẽ không gọi ông là cậu chủ dương nữa dương thiên thành cười gượng gạo nhưng không dám trả lời cô gái ban nãy vừa lên tiếng trợn mắt nói sao chưa thấy anh tư mã chẳng phải có người nói hôm nay anh ấy cũng sẽ tham gia sao mã nhược long vỗ nhẹ vào đầu cô gái đó rồi nói anh tư mã sẽ đến muộn nghe nói tư mã đại sư sẽ thách đấu với chu hoa kiện điều này có thật không có người hỏi mã nhược long gật đầu nói điều đó là thật chỉ cần đợi chu hoa kiện trở về từ con tum anh Tư Mã sẽ tìm đến và thách đấu với ông ta. Tất cả mọi người bỗng nhiên im bặt đến mức nghe được tiếng máy lạnh phát ra. Nếu Tư Mã Đại Sư đánh bại Chu Hoa Kiệt, thì lúc đấy giới thuật pháp tại đảo Phú Quốc sẽ thực sự được Lã Đại Sư coi trọng. Ai đó bỗng nghĩ đến cảnh thầy cho hai người họ mỗi người nắm giữ nửa bầu trời của giới thuật pháp đảo Phú Quốc. Tư Mã Đại Sư vô cùng tài giỏi và có phong thái của Lã Đại Sư. Thật không hoa khi nói rằng anh ta là người đứng đầu thế hệ trẻ của Việt Nam có người tâng bốc Tư Mã Ngọc Dương. Người đứng đầu thế hệ trẻ ở Việt Nam, chưa chắc các người quên mất đường đại sư trong trận đại chiến ở Bắc Giang sao. Có người đột nhiên nói, mọi người lại im lặng, tiếng máy lạnh của lần này kêu to hơn khi nãy. Dù chưa từng gặp đường đại sư nhưng họ biết rất rõ sự tích về anh, nói thật anh mạnh hơn Tư Mã Ngọc Dương rất nhiều. chương 1335, vậy anh định giải quyết như thế nào? Hứ, anh Tư Mã của tôi chắc chắn thắng, chắc chắn anh ấy sẽ đánh chết cái tên khốn nạn đường đại sư kia mã như uyển còn làm thái độ nhấn mạnh anh tư mã là số một thiên hạ là anh ta anh ta cũng dám đến đây ngay lúc này giọng nói chứa đầy sự căm hờn và oán trách của vài người vang lên trong đó có lãnh hùng có chuyện gì vậy mã nhược long cau mày vài người nhìn theo ánh mắt của lãnh hùng về phía cửa chỉ thấy có một nam một nữ đang bước vào hai người đó là đường tuấn và tào thanh vân lãnh hùng anh ta đã đánh bại anh sao?" Mã Nhược Long hỏi. Lãnh Hùng không cam tâm, nói: "Anh ta đã tập kích tôi." Mã Nhược Long vỗ vai Lãnh Hùng và nói: "Vì giữ thể diện cho tôi, nên hôm nay anh đừng gây rắc rối nữa." Lãnh Hùng gần giọng, "Chỉ cần anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh ta." Dù không hài lòng nhưng Mã Nhược Long vẫn gật đầu nói: "Quỳ xuống là được rồi, xem như giữ chút thể diện cho nhà họ Tào." nếu bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi anh trước mặt nhiều người như thế cũng đủ rồi. Còn về Tào Thanh Vân cứ giao cho tôi, ngoặc kép, tuy không cam tâm nhưng cuối cùng lãnh hùng cũng gật đầu đồng ý. Nhìn đám người trước mặt, khuôn mặt xinh xắn của Tào Thanh Vân hơi thay đổi. Tuy là cô chủ nhà họ Tào, nhưng thân phận và lai lịch của từng người trong số này đều hơn cô. Lãnh hùng, đệ tử của Lã Kiến Trung và là đại sư thuật Pháp đứng đầu đảo Phú Quốc. Dương Thiên Thành là người thừa kế của nhà họ Dương trên đảo Phú Quốc. Mã Như Uyển là cô chủ của nhà họ Mã và Mã Nhược Long đã được chỉ định là người thừa kế của nhà họ Mã, đồng thời là con rể của Lã Kiến Trung. Dù Mã Nhược Long mang thân phận nào cũng đủ khiến sự nghiệp của anh ta thuận buồm xuôi gió tại đảo Phú Quốc. Có thể nói Mã Nhược Long là nơi hội tụ hào quang của đứa con cưng được trời cao chiếu cố, dù không tu luyện thuật pháp, nhưng khi gặp anh ta rất nhiều đại sư thuật pháp trên đảo Phú Quốc luôn phải cúi người và gọi một tiếng, cậu chủ Mã. Dương Thiên Thành nhìn Tào Thanh Vân và Đường Tuấn rồi chế giễu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ồ, Thiên Thành, họ là bạn của anh sao? Mã Nhược Long hỏi. Dương Thiên Thành cười như không cười, rồi lắc đầu, tôi đâu có ý như thế, thật tiếc khi cô Tào không chấp nhận câu ngỏ lời làm bạn của tôi. Được rồi, cậu chủ Mã, hôm nay anh sẽ là người trung gian cho lãnh hùng nên chuyện của tôi hãy để sang hôm khác rồi nói cậu chủ mã ý của anh là gì tào thanh vân bình tĩnh nhìn mã nhược long thân phận của mã nhược long là thứ không thể nào xem thường được mã nhược long không quan tâm đến cô ta anh ta liếc nhìn đường tuấn rồi cười và nói nghe nói người anh em trai đang đứng bên cạnh cô có chút chuyện với lãnh hùng tôi muốn làm người trung gian giúp hai người họ giải quyết cô thấy như thế nào ngài đường tào thanh vân không dám quyết định nên quay qua hỏi đường tuấn thấy vậy, đồng tử của Mã Nhược Long hơi co lại. Đường Tuấn ngoác ngón tay rồi đáp, vậy anh định giải quyết như thế nào? Quỳ xuống, cúi lại sát đất để xin lỗi tôi. Mã Nhược Long chưa dứt lời, lãnh hùng đứng bên cạnh đã lên tiếng trước. Anh ta cười khẩy với ánh mắt đầy cợt nhã như thể anh ta là một con mèo đang vờn bắt một con chuột. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1336, vậy nếu tôi thắng thì sao? Thứ rác rưởi vô dụng như anh mà dám to tiếng quát mắng trước mặt tôi." Đường Tuấn liếc Lãnh Hùng rồi nhìn Mã Nhược Long và hỏi, "Ý của anh cũng là như vậy sao?" Lãnh Hùng vô cùng tức giận, anh ta định xông lên nhưng bị Mã Nhược Long cản lại, "Cậu em nhỏ ăn nói ngông cuồng kia, anh ăn nói cho cẩn thận." Mã Nhược Long nói tiếp, "Chỉ cần quỳ xuống và dập đầu lại là anh đã xin lỗi Lãnh Hùng và thừa nhận sai lầm của mình. Cách giải quyết của tôi là thế đấy, anh thấy sao?" Xin lỗi và nhận sai. Đường Tuấn khịt mũi, anh đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành rằng ai đúng ai sai chưa? Mã Nhược Long xứng lại, đúng là anh ta không hỏi lại cho rõ ràng mà chỉ nghe nói Lãnh Hùng có mâu thuẫn với người khác và bị người đó đánh bại bởi thuật pháp. Hơn nữa Lãnh Hùng cũng có quen biết với anh ta nên anh ta mới muốn ra mặt giải quyết chuyện này dùm. Đúng sai thế nào chưa biết mà đã bắt tôi cúi đầu xin lỗi và nhận sai à? Ha ha, Đường Tuấn cười lạnh lùng, Mã Nhược Long cau mày và gần giọng, tôi chẳng cần biết ai đúng ai sai, nhưng Lãnh Hùng là đệ tử của Lã Đại Sư, cũng là bạn của Mã Nhược Long tôi. Nếu anh ta bị mất mặt, tôi sẽ đòi lại giúp anh ta. Anh ta thay đổi giọng điệu và thách thức, tôi biết anh có thuật pháp, nhưng Mã Nhược Long tôi cũng đã gặp qua không chỉ các cao thủ về thuật pháp mà cả hàng trăm, hàng nghìn người có tí tài lẻ mà đã thùng rỗng kêu to, coi trời bằng vung như anh rồi. Những người như thế chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả, mong anh đừng bước theo vết xe đổ của họ nếu muốn giảng giải đạo lý và nói chuyện đúng sai với tôi anh cũng phải có tư cách và thực lực cao như thế mới ổn nghe anh ta nói thế tức có nghĩa nắm đấm là phương án cuối cùng để giải quyết chuyện này dù mã nhược long chỉ nói ngắn gọn vài câu nhưng như thế cũng đủ để diễn giải cái ý sâu xa mà anh ta muốn nói sau lưng tôi là nhà họ mã và lã đại sư nên anh lấy cái tư cách hay cái quyền gì để đứng đây giao giảng ba cái đạo lý đúng sai với tôi tôi nói thế nào, anh cứ làm y hệt như thế, nếu không kết cục của anh như thế nào, tôi không thể đảm bảo được. Mặc dù Mã Nhược Long không nói thẳng những lời này ra, nhưng chỉ cần là người thì đều có thể hiểu rất rõ ý của anh ta. Ngài đường, Tào Thanh Vân lo lắng đường Tuấn sẽ bị dọa đến sợ hãi. Cái sức ép khi gặp người có gia tộc danh môn và đại sư thuật pháp đứng đầu đảo Phú Quốc chống lưng như thế khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ và cúi đầu. Không lẽ đường Tuấn sẽ là một ngoại lệ sao? Nếu tôi từ chối thì sao?" Đường Tuấn đột nhiên nói. Mã Nhược Long cười lạnh lùng và có chút thương xót, chẳng lẽ anh Đường đây muốn cậy vào sức mạnh tu luyện thuật pháp sao? "Vậy thế này đi, tôi sẽ đánh cược với anh Đường. Nếu anh thua, anh sẽ phải nhận lỗi với Lãnh Hùng. Vậy nếu tôi thắng thì sao?" Đường Tuấn hỏi. "Ha ha, nếu anh thắng, tôi không những sẽ xóa sạch mọi ân oán, mà còn giới thiệu anh với Lã Đại sư và để ông ta chỉ dạy phương pháp tu hành cho anh." mặc dù không tin đường tuấn sẽ thắng nhưng mã nhược long vẫn đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế khiến đám đông ổ lên ngay lập tức tại đảo phú quốc này khi tu luyện thuật pháp có biết bao nhiêu người muốn lã kiến trung hướng dẫn cho mình nhưng đều không thể mà một khi mã nhược long nói thế chắc chắn anh ta sẽ trao cơ hội đó ra không ai nghi ngờ lời anh ta nói là thật hay giả vì anh ta là con rể của lã kiến trung quy tắc rất đơn giản tôi sẽ đứng yên ở đây chỉ cần anh có thể hạ gục tôi trong vòng 3 chiêu thì xem như anh thắng." Mã Nhược Long chắp hai tay ra sau lưng, trông anh ta bình thản như không. "Chương 1337, đúng là không biết tự lượng sức mình." Mã Nhược Long đắc ý nói, "Đúng vậy, đây là món quà mà Lã đại sư đã tặng cho tôi khi tôi kết hôn với Lã Thanh và nó có thể chặn được đạn nữa. Ngay cả một đại sư thuật pháp tài giỏi và có tiếng tăm như Tô Phi hùng cũng bị tôi sử dụng pháp khí này đánh bại chỉ trong 2 phút." chẳng lẽ anh mạnh hơn cả ông ta sao nghe thấy ngay cả đàn cũng chặn được đồng tử của tào thanh vân co lại lãnh hùng mỉa mai nếu không dám đánh cược thì hãy mau quỳ xuống và xin lỗi tôi chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà tác phẩm do chính lã kiến trung làm ra cũng bình thường thôi đường tuấn đột nhiên đấm mã nhược long một cái Len keng tiếng của chiếc chuông lớn vang lên một luồng khí vô hình bao phủ mã nhược long vẻ mặt của mã nhược long hơi thay đổi nhưng anh ta không lùi bước. Anh ta cười và nói, chiêu thứ nhất, thấy thế, mã như uyển nhẹ nhõm và đắc ý, cô ta hất cầm lên như đang chế nhạo đường tuấn vô dụng. Cái đồ ăn hại, đến cả pháp khí do sư phụ tôi luyện chế cũng không đánh vỡ được, vậy mà còn đòi thách đấu với thầy của tôi. Lãnh hùng khinh thường nói, ha ha, đường tuấn cười khẩy, cú đấm vừa rồi của anh chỉ là một phép thử mà thôi. Anh muốn kiểm tra vị trí điểm yếu của pháp khí này để tránh đánh chết mã nhược long đánh tiếp đi, tôi hy vọng anh sẽ giữ vững lời hứa của mình. Mã Nhược Long mỉm cười, cảm giác như anh ta đã cầm chắc tấm vé trúng thưởng trên tay. Đường Tuấn không nói năng gì, anh chỉ từ từ duỗi một ngón tay ra, sau đó tạo ra một viên đạn cách chỗ Mã Nhược Long đang đứng người tấc. Dầm, sang rác, chỉ trong vài giây im ắng ngắn ngủi, hàng loạt âm thanh đáng sợ vang lên. Cả người Mã Nhược Long bay ngược ra sau hơn chục phân rồi rơi xuống đất và không rõ sông chết. Loáng một cái, pháp khí vỡ tan tành. Đúng là không biết tự lượng sức mình, đường Tuấn thu ngón tay lại. Ngay cả pháp khí do lã kiến trung đích thân luyện chế cũng không trụ nổi hai chiêu của đường Tuấn, nhưng mã nhược long lại muốn dựa vào pháp khí ấy để chống lại ba chiêu của anh, nghe mà buồn cười. Anh dám làm anh trai tôi bị thương, mã như huyền căm uất. Anh dám khiến cậu chủ mã bị thương, anh chết chắc rồi. Lãnh hùng chỉ thẳng vào mặt đường Tuấn và quát các nhân viên an ninh xung quanh, bắt anh ta lại đưa anh ta lên núi thị vải, giao cho lã đại sư. Hành động vừa rồi của đường Tuấn cũng khiến anh ta hoảng sợ. Nếu lãnh chọn viên đạn ấy, nếu không chết thì anh ta cũng sẽ bị thương nặng, dẫu sao thì anh ta cũng không có pháp khí do chính lã kiến trung chế tạo nên. Tự tìm đến chỗ chết, đường Tuấn hét lên một tiếng rồi nắm lấy lãnh hùng. Lãnh hùng luôn gây rắc rối cho anh và anh đã muốn giết anh ta từ lâu. Dừng lại, ngay lúc đó, có tiếng hô truyền đến từ ngoài cửa. Đồng thời, một cây chùy khổng lồ từ trên không đập về phía đường Tuấn. Cây chùy khổng lồ ấy được tạo thành hoàn toàn từ nước và có thể nhìn thấy rõ những đường nét hoa văn của những bông hoa sen xanh đang nở rộ được in trên đó. Đây là một cao thủ thuật pháp chuyên về nước, dù làm bằng nước, nhưng cái chùy này không nặng và mạnh không thua kém gì cây chùy thực sự, chỉ cần dáng một đòn chắc chắn có thể giết chết một người. Anh Tư Mã, cứu em với, thấy cái chùy khổng lồ, lãnh hùng không khỏi hét lên. Người vừa ra tay là Tư Mã Ngọc Dương, đệ tử lớn nhất của Lã Kiến Trung cũng là người chủ trì cho bữa tiệc rượu tối nay. Trường 1338 mong anh hãy giết chết anh ta giúp em. Vừa vào trận, anh ta đã thể hiện sức mạnh tu luyện thuật pháp đầy mạnh mẽ và độc đoán. Cây trùy khổng lồ làm hoàn toàn bằng nước kia đang bao phủ không trung và mặt đất nơi đường Tuấn đang đứng nhầm đập chết đường Tuấn chỉ trong một lần đập. Đến đúng lúc lắm, đường Tuấn một tay túm chặt lãnh hùng, tay kia đấm vỡ cái trùy khổng lồ bằng nước bốp, rầm, Hai âm thanh mạnh yếu khác nhau vang lên cùng một lúc. M thanh yếu hơn, nhỏ hơn là tiếng đường tuấn đấm bẹp nửa khuôn mặt của lãnh hùng, còn âm thanh mạnh hơn, to hơn là tiếng cái chùy khổng lồ bị đập vỡ tan tành. Tiếng cái chùy bị đập vỡ vừa dứt, một cơn mưa nhỏ chút xuống đại sảnh khiến sương mù bao phủ khắp nơi. Xoạt, một người đàn ông từ cửa sông vào nhanh như quỷ quái yêu ma. Anh ta khoảng 30 tuổi, thân thể rất lực lưỡng, tướng mạo vô cùng tuấn tú nhưng không ẻo lạ, ngược lại khiến người khác cảm thấy đây là một người rất trưởng thành. Mẫu đàn ông này là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái trẻ. Anh ta là Tư Mã Ngọc Dương, là người đệ tử khiến Lã Kiến Trung tự hào nhất. Sức mạnh tu luyện của anh ta đã đạt tới cảnh giới thần hải, khí tức trên người huyền diệu và sâu sắc đến nỗi khó có thể giải thích được, như thể đã lĩnh hội được những cửa ải thần bí và những kiến thức thâm sâu nhất của đất trời. Nhược Long, Tư Mã Ngọc Dương nhấc người của Mã Nhược Long lên để xem xét tình trạng của vết thương. Anh Tư Mã, anh trai của em làm sao thế? Mã Như Huyền nhất thời không để ý đến vẻ ngoài đẹp trai của anh ta nữa mà vội vàng hỏi về tình trạng của anh trai mình. Tư Mã Ngọc Dương cau mày nói, phải mau chóng đưa Nhược Long lên núi thị vải để thầy chữa trị. Hai mắt Mã Như Huyền đỏ hoe, cô ta chỉ vào Đường Tuấn và nói, anh Tư Mã, chính anh ta đã khiến anh trai em ra nông nỗi này mong anh hãy giết chết anh ta giúp em sư huynh anh ta hung bạo làm người khác bị thương mong anh hãy giải quyết chuyện này cho tụi em lãnh hùng cố nén chịu cơn đau dữ dội vừa ôm chặt bên má bị đánh bầm dập vừa gào ầm lên được tư mã ngọc dương đứng dậy rồi nhìn đường tuấn anh hãy mau bó tay chịu trói rồi theo tôi trở về núi thị vải để nhận lệnh trừng phạt của thạch tôi trừng phạt tôi lã kiến trung xem bản thân ông ta là cái gì thế đường tuấn châm chọc từ mã ngọc dương cau mày nghiêm nghị nói dùng đạo thuật để làm hại người khác là tội đáng chết anh ta dậm chân hơi nước khuếch tán bàn nãy lập tức ngưng tụ lại thành cây kim tiêm bằng nước khí thức của cây kim tiêm sắc bén không gì so sánh được kia tỏa ra xung quanh chỉ cần một lần đâm thôi cũng đủ để chọc thủng vàng và sắt nước bắt đầu được bơm vào ống tiêm nếu anh dám chống lại tôi sẽ khiến anh trở nên tàn tật rồi đưa về núi thị vải Từ mã ngọc dương hét lên vút vù vù hàng trăm mũi kim nhắm thẳng vào đường Tuấn để biến anh thành tổ ong bắp cây. Tư mã Ngọc Dương không chỉ muốn biến đường Tuấn trở thành người tàn phế, mà còn muốn giết luôn đường Tuấn. Đường Tuấn đã khiến mã nhược long và lãnh hùng bị thương nặng, với anh ta, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tử hình, hơn hết anh ta phải rửa sạch nỗi ô nhục này cho thầy của mình. Thiên châm sát, lãnh hùng la lên, đây là đạo thuật do so lã kiến trung bí mật truyền dạy, ngay cả anh ta cũng chưa từng học qua, Chương 1339 miếng ngọc bội trên người anh ta vỡ tan tành. Theo đường kéo của Đường Tuấn, hàng trăm cây kim nước nổ tung và biến thành hơi nước ngay lập tức. Con người của Tư Mã Ngọc Dương đột nhiên co lại, anh ta thầm nói, không ổn rồi, sức mạnh thân thể của người này quá mạnh, nếu đến gần anh ta, mình sẽ chết không toàn thây. Vừa nghĩ như thế xong, anh ta lùi lại, nhưng đáng tiếc là mọi chuyện quá muộn. Một bóng đen vụt nhanh như điện xẹt qua mắt Tư Mã Ngọc Dương trong trước mắt anh ta cảm thấy có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào ấn đường của mình ngay sau đó bóng dáng của đường tuấn xuất hiện ngay sau lưng anh ta nhanh quá vừa nghĩ đến đây đôi mắt của tư mã ngọc dương đã đỏ như máu một lỗ thùng xuất hiện ngay tại ấn đường của tư mã ngọc dương máu tươi chảy ròng ròng khiến anh ta trông rất đáng sợ rác miếng ngọc bội trên người anh ta vỡ tan tành ngay cả pháp khí hộ thân do thầy đưa cho mình cũng không thể ngăn lại anh ta tư mã ngọc dương cười gượng gạo anh ta có thể cảm nhận được sinh mạng của anh ta đang dần dần biến mất. Anh rất mạnh, nhưng thầy của tôi sẽ báo thù cho tôi. Anh không thể tưởng tượng được thầy mạnh đến nhường nào đâu. Tư Mã Ngọc Dương cười khẩy một tiếng rồi ngã xuống đất và chết ngay tức khắc. Anh Tư Mã, Mã Như Uyển nhào về phía Tư Mã Ngọc Dương rồi khóc như mưa. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu ngước nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đầy thù hận, anh dám giết anh Tư Mã, tôi sẽ giết anh dù nói thế nhưng mã như huyền không dám ra tay sức mạnh mà đường tuấn vừa thể hiện quá đáng sợ lãnh hùng đứng ngay bên cạnh đang run lẩy bẩy và không nói nên lời đường tuấn thực sự quá mạnh và quá hung hãn các người có muốn ra tay nữa không đường tuấn liếc nhìn lãnh hùng dương thiên thành và các cậu ấm khác nhưng không ai dám nhìn thẳng vào anh đi thôi đường tuấn dừng tay quay sang nói với tào thanh vân tào thanh vân lái xe với đôi tay run cầm cập cảnh tượng ban nãy thật quá đáng sợ và khủng khiếp. Cô ta nhìn đường Tuấn đang nhắm mắt ngồi ở ghế sau rồi nói, ngài đường, có phải ngài hơi quá tay không? Mắt đường Tuấn mở he hé, hé, nói, nếu muốn họ đầu hàng khuất phục, phải khiến họ bị thương trước. Tại phòng luận đạo trên núi Thị Vải, hôm nay là ngày đầu tiên của Đại hội Giao lưu Thuật Pháp, các cao thủ thuật pháp đến từ các nước Đông Nam Á cũng đã tập trung đông đủ tại đây. Dù tên là Giao lưu, nhưng thực chất hội nghị được lập ra để đấu đá lẫn nhau nhằm tranh giành danh hiệu cao thủ thuật pháp số 1 Đông Nam Á. Mặc dù đã là các cao thủ thuật pháp siêu phàm, nhưng chẳng ai thoát khỏi sự trói buộc của những danh hiệu giả dối này. Người tu đạo xem trọng việc tu luyện tâm ý và tinh thần, không được để vạn vật quấy nhiễu, làm phiền. Nhưng hôm nay, những người tu luyện đạo thuật kiệt xuất nhất của Đông Nam Á đang ngồi trong phòng luận đạo lại không thể giữ vững tâm hồn thanh tịnh được. Tâm trạng ai nấy đều hỗn độn. Họ lo lắng nhìn về cái người đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Ông ta tuy trông chỉ mới 40 tuổi, nhưng đôi mắt sáng ngời đến khác thường như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng người khác. Người này không để lộ cảm xúc gì mà chỉ ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn như một người thầy giáo nghiêm khắc và bảo thủ. Nhưng khí chất toát ra từ ông ta khác hẳn một người thầy, nó xa cách, mạnh mẽ và lạnh như băng. Người này chính là Lã Kiến Trung, thuật pháp đại sư hàng đầu của đảo Phú Quốc. Trong tiệc rượu ngày hôm qua, từ mã Ngọc Dương, đệ tử lớn nhất của Lã Kiến Trung tôi đây đã bị người ta đánh chết, con rể của tôi là mã Nhược Long bị thương nặng, hiện vẫn chưa rõ sông chết. Thông tin về sự việc này đã lan ra khắp đảo Phú Quốc, ai nấy đều đang theo dõi thái độ của Lã Kiến Trung. Ông Lã, đó chỉ là một thằng quát con luyện võ mà thôi, nếu quả thật anh ta dám bén mảng đến đây, tôi đảm bảo sẽ khiến anh ta không bước ra được cái phòng này. Trường 1340 ông ta mà ra tay, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi sức mạnh võ thuật của thằng nhóc đấy không hề yếu rất có thể đã đạt tới cảnh giới thần hải ngọc dương vì không cảnh giác nên mới bị anh ta đến gần và giết chết hiện tại chúng ta nắm được nội tình của anh ta thì liệu chỉ một cao thủ võ thuật như anh ta có thể ngăn nổi một đoàn cao thủ thuật pháp đông đảo như chúng ta hay không chỉ cần một câu thuật pháp của mỗi người thôi cũng đã đủ biến anh ta thành mảnh vụn ông lã đã giao ước với anh ta chỉ đấu pháp chứ không đấu võ đến lúc ấy anh ta sẽ chỉ như con hổ bị nhổ bỏ những chiếc răng nanh sắc nhọn mà thôi, vì thế anh ta sẽ chẳng thể dọa được ai nữa. Nếu chỉ xét khả năng sử dụng đạo pháp thì ai trong chúng ta cũng có thể đánh bại anh ta một cách dễ dàng. Trong phòng họp, các đại sư thuật pháp của đảo Phú Quốc liên tục phát biểu. Ông lã, nếu ông không tiện ra tay, tôi có thể giết chết anh ta cho ông. Một người đột nhiên đứng lên nói. Tô Phi Hùng, chúng tôi không cần anh nhúng tay vào chuyện trên đảo Phú Quốc của chúng tôi một cao thủ thuật pháp ở đảo phú quốc nói tô phi hùng diễu cợt tư mã ngọc dương vốn là một cao thủ thuật pháp sức mạnh tu luyện đã vượt qua thần cảnh và sắp đạt đến hóa cảnh nhưng chỉ vì lơ là cảnh giác một chút mà đã bị một tên nhóc con luyện võ lại gần và giết chết chuyện này mà lan rộng ra ngoài sẽ khiến giới thuật pháp chúng ta mất mặt tô phi hùng anh vài cao thủ thuật pháp ở đảo phú quốc lần lượt đứng lên và tức giận nhìn tô phi hùng thôi đủ rồi tiếng hô vừa dứt Lã Kiến Trung cũng đứng dậy nhưng không nhìn Tô Phi Hùng mà nhìn ra ngoài phòng họp rồi to giọng nói, họ lã chào đón ngài đường. Em mờ thanh ấy vang vọng như sấm nổ rền trời, chỉ trong nháy mắt nó đã lan khắp núi thị vải. Anh ta đến rồi sao? Nghe Lã Kiến Trung hô như thế, hội trường xôn xao hẳn lên, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài phòng họp. Sắc mặt Tô Phi Hùng trông hơi khó coi, anh ta nói thầm, sức mạnh tu luyện của Lã Kiến Trung đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? mình vẫn chưa cảm nhận được chút khí tức nào. Trên đường đến núi Thị Vải, một bóng người thong thả như đang đi dạo trong sân, nhưng tốc độ của anh lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt anh đã đứng bên ngoài phòng luận đạo, hiển nhiên người này là Đường Tuấn. Trẻ thế cơ à! Tất cả những ai có mặt ở đây đều là cao nhân thuật pháp, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy rõ Đường Tuấn chắc chắn chưa quá 30 tuổi. Chưa đến 30 tuổi nhưng võ thuật đã đạt đến thần cảnh, kiểu tư chất này thật khiến người khác phải khiếp sợ nhưng cũng có nhóm người đang thở phào nhẹ nhóm, vì sức mạnh tu luyện thuật pháp khó lên cấp hơn võ thuật nhiều, đường tuấn còn trẻ như thế đã đạt tới thần cảnh thì thành tựu thuật pháp của anh chắc chắn có hạn, dù cố đến chết cũng chỉ đến cảnh giới của đại sư mà thôi, thậm chí còn cách rất xa đại chân nhân. Lã kiến trung, sức mạnh tu luyện của ông cao đấy, ông có đủ tư cách để bàn chuyện với tôi. Đường tuấn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt anh bình thản như không, anh cũng đang quan sát các vị đại sư trong phòng họp gần 10 người trong số họ là chân nhân, có vài người đang che giấu sức mạnh tu luyện như Tô Phi Hùng. Nhưng đáng tiếc là người thật sự để ý và xem trọng đường Tuấn chỉ có một mình lã kiến trung. Quát con kiêu ngạo ngông cuồng kia, ông lão muốn nói chuyện với anh chẳng qua là vì tôn trọng anh mà thôi. Lời nói của đường Tuấn đã khiến không ít đại sư thuật pháp của đảo Phú Quốc tức giận, trong đó có một ông lão dâu tóc bạc phơ đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mặt anh và mắng, nhan thạch tôi đã tu luyện 40 năm, hôm nay tôi sẽ thay mặt ông lã dạy cho anh một bài học. Được lắm, ông Nhan đứng thứ ba trong giới thuật pháp của đảo Phú Quốc chúng ta, chỉ kém ông lã và Chu Hoa Kiện mà thôi. Ông ta mà ra tay, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi. Trường 1341, anh ta định dùng cách này để chặn đòn truy tinh sao? Nhan Thạch tiến lên một bước, dâu tóc của ông ta hất lên như một tiên nhân độc nhất vô nhị đầy lẫm liệt và hào hùng. Truy tinh, Nhan Thạch nhỏ giọng kêu lên. Vô số viên đá trên núi ở bên ngoài phòng học bị một sức mạnh vô hình cuốn lại tạo thành một khối cầu cao hàng chục mét trên không trung. Quả cầu có kích thước bằng một nửa sân đá banh và tạo thành một cái bóng rất lớn, che lấp cả bầu trời. Thuật đạo rời núi của ông Nhan đã tiến bộ rất nhiều. Nghe nói khi tu luyện thuật đạo rời núi đến trình độ cực cao có thể rời núi lấp biển, có được sức mạnh của thần tiên thời thượng cổ. Đòn truy tinh này là kỹ năng xuất chúng của ông Nhan. Nó cao hàng chục mét uy lực của nó còn khủng khiếp hơn cả một tên lửa đạn đạo loại nhỏ. Thằng nhóc này tiêu đời rồi. Nhan Thạch cũng rất đắc ý, chính chiêu truy tinh này đã giúp ông ta đứng vững tại vị trí một trong ba người mạnh nhất của giới thuật pháp ở đảo Phú Quốc này. Nếu ông ta dùng toàn lực, thì ngay cả các cao thủ đã lĩnh hội những kiến thức huyền bí của đất trời cũng sẽ gặp bất chắc. Thằng quỷ nhỏ kia, anh tự tin quá rồi đấy, anh không nên để tôi hoàn thành pháp thuật này, giờ anh có quỷ xuống xin tôi tha thứ cũng vô dụng thôi rơi xuống, nhan thạch chế nhạo anh. Âm ầm trời đất như đang sụp đổ, quả cầu đá có kích thước bằng nửa sân bóng rơi về phía đường Tuấn trông giống như một ngôi sao rơi, quả thực y hệt với cái tên, truy tinh, của nó. Chuyện vật vãnh, đường Tuấn cười khẩy, không ai thấy rõ anh đã sử dụng phương pháp gì, chỉ thấy một cơn lốc xoáy đang nằm gọn trong tay anh. Vòi rồng này không lớn, chỉ to hơn cái tát một chút và không thể nào so sánh với một quả cầu đá có kích thước bằng nửa sân bóng đá kia anh vừa vẫy tay, cơn lốc xoáy bay vọt lên trời cao. Anh ta định dùng cách này để chặn đòn truy tinh sao? Thằng nhãi này hoảng loạn rồi. Đến cả các đồ đệ của tôi cũng biết loại thuật pháp tụ gió này, vậy mà anh ta dám dùng nó để chống lại đòn truy tinh của ông Nhan. Tôi còn nghĩ anh ta sẽ có chiêu gì bất ngờ, nhưng thực tế chẳng có cái quái gì. Quả nhiên, anh ta chỉ là một tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch và chỉ biết luyện võ thuật. Thấy đường Tuấn làm thế, một nhóm đại sư thuật pháp không khỏi cảm thấy buồn cười, những câu họ vừa thốt lên tràn ngập sự giễu cợt và khinh thường. Lã kiến trung nhíu mày, không biết ông ta đang nghĩ gì. Tô Phi Hùng cũng ngồi xuống, nếu thực lực của đường Tuấn chỉ đến đây thì không đủ tư cách để anh ta ra tay. Trong tích tắc, quả cầu đá và vòi rồng va vào nhau. Chúng rằng co trong giây lát rồi quả cầu đá rơi xuống và vỡ ra từng chút một. Vô số mảnh đá vụn rớt từ trên trời xuống như những mảnh thiên thạch rơi xuống mọi nơi trong núi thị vải may mắn thay, lúc này không có nhiều người trên núi thị vải nên không có thương vong. Không khí trong phòng họp vắng lặng như tờ. Mọi người rơi vào trạng thái chấn động tinh thần. Đường Tuấn thi triển thuật pháp trong lúc mọi người không chú ý tới, đám đệ tử vừa chạm tới cánh cửa thuật pháp đều có thể dễ dàng triển khai được thuật tụ phong. Mà truy tinh chính là sát chiêu mạnh nhất của Nhan Kha, thậm chí Nhan Kha còn có thể dựa vào chiêu này để tỉ thí với đại chân nhân có cảnh giới thần hải nhưng hiện tại cảnh tượng đường Tuấn bị nghiền ép trong suy nghĩ của bọn họ không hề xuất hiện, ngược lại là chiêu truy tinh của Nhan Kha dễ dàng bị đánh tan, hơn nữa còn chịu không nổi một đòn. Phốc Audio điện tử võ tấn bền chương 1342, Lã Kiến Trung mời cậu đường chỉ giáo Một kích truy tinh bị phá, tinh thần Nhan Kha cũng bị ảnh hưởng, anh ta phun ra một ngụm máu. Anh ta điên cuồng hét lên, trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nói, không thể nào, làm sao anh có thể phá chiêu truy tinh của tôi? Ghế dựa của Tô Phi Hùng đã bị ông ta đập nát, ông ta cũng vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Ông ta tự thấy bản thân cũng có thể phá truy tinh thuật nhưng tuyệt đối không thể làm được một cách dễ dàng như Đường Tuấn. Lẽ nào tu vi đạo thuật của cậu ta đã? Tô Phi Hùng không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ cảm thấy tính toán của mình đã có sai lầm nghiêm trọng. Còn ai muốn tới nữa? Đường Tuấn ngoác ngón tay một cái, nhìn lướt qua mọi người đám người không còn tư thế kiêu ngạo liều lĩnh như trước nữa bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn về phía tô phi hùng tô phi hùng không phải ông nói muốn ra tay thay cho ông lã sao hiện tại ông nên ra sân rồi có người trêu ngươi nói ra đầu tô phi hùng tê dại một lúc giọng điệu khó khăn nói chuyện này quân tử không cướp chỗ tốt của người khác nếu ông lã đã muốn giao lưu đạo thuật với cậu ta tôi là tiểu bối sao có thể làm thay được chứ Mọi người không khỏi trợn tròn mắt biểu thị sự khinh bỉ đối với dáng vẻ vô liêm sỉ của ông ta, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm. Đối với tu vi đạo thuật mà Đường Tuấn thể hiện, bây giờ ngoại trừ Lã Kiến Trung còn ai dám nói có thể áp chế loại cấp bậc này. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Lã Kiến Trung, lúc này cũng chỉ có thể nhìn Lã Kiến Trung mà thôi. Lã Kiến Trung ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Cậu Đường thật là bản lĩnh." Trận chiến ở Bắc Giang cậu đánh với Vu Môn cùng thế ra ẩn cư tôi không thể đi xem nhưng hôm nay nhìn cậu ra tay cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh ngày đó. Quả thật là thiếu niên xuất anh hùng, không hổ là song long Việt Nam. Lã Kiến Trung thấp giọng nói, thân thể mọi người lập tức chấn động sau đó dùng ánh mắt kính nể cùng với sợ hãi nhìn về phía đường Tuấn. Đây là anh đường người đã đại chiến với Vu Môn. Nghe nói một mình cậu ta giết cho thế ra ẩn cư kia không còn dám xuất hiện, đến bây giờ vu môn vẫn đang còn khóa núi không ra khỏi cửa tô phi hùng siết chặt nắm đấm ánh mắt chấp động là cậu ta tại sao lại có thể là cậu ta bỗng chốc ông ta nghĩ đến chuyện trước đây mình đã gợi ý cho dương thiên thành đi mua ngọc thạch suýt chút nữa trái tim đã ngừng đập với bản lĩnh sắp xỉ nhân tiên của đường tuấn sao có thể không biết kẻ đó là ông ta đường tuấn nói ồ xem ra ông biết tôi lã kiến trung cười khổ thiếu niên thành danh khắp thiên hạ hiện nay hai giới võ đạo cùng với thuật pháp việt nam có người nào không biết cậu đường đây chỉ là không nghĩ tới cậu đường tu luyện cả pháp và võ không chỉ là đại tông sư thông hiểu võ đạo mà còn là một vị đại chân nhân ông lữ nếu đã là anh đường vậy thì trận đấu pháp này có phải nên hủy bỏ hay không có người dè giặt hỏi đều là một bộ phận của giới thuật pháp việt nam mọi người thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng tương tàn phát sinh lã kiến trung lắc đầu nói đã giết chết đệ tử của tôi còn làm con rể tôi bị thương. Cho dù người đó là cậu Đường thì tôi đây xương cốt đã già nhưng cũng muốn tranh đấu một phen. Lã Kiến Trung mời cậu Đường chỉ giáo. Nói xong Lã Kiến Trung tiến lên một bước, khí phách hiên ngang kiên cường, giống như là tráng sĩ vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Dưới tình huống biết rõ thân phận cùng với thực lực của Đường Tuấn vậy mà Lã Kiến Trung vẫn kiên trì đấu pháp như cũ, niềm tin của ông ta thật sự là cường đại đến đáng sợ. Mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn tiến lên. Loại khí phách này thật khiến kẻ khác xúc động. Chương 1343, Bát phương lôi động. Được, Đường Tuấn chỉ trả lời một chữ ngắn gọn. Ứng chiến là sự tôn trọng lớn nhất đối với Lã Kiến Trung. Lã Kiến Trung duỗi một cánh tay ra. Kim, ông ta khẽ quát, búng tay một cái. Mộc, lại búng. Thủy, Hỏa, Thổ, niệm năm chữ ông ta búng năm lần. Đột nhiên không khí bắt đầu rung động giống như có cục đá ném vào mặt nước tạo ra từng vòng gợn sóng. 5 mét quanh người Đường Tuấn có 5 loại sóng pháp lực cùng nhau xuất hiện. Trong nháy mắt Đường Tuấn như bị phong tỏa trong một mảnh thiên địa đặc thù. Một cỗ lực lượng cường đại tuyệt luân đè xuống từ hư không. Ngũ hành khóa thiên địa. Cậu Đường, thuật pháp ngũ hành luyện ngục tôi tự nghĩ ra này đã từng đè chết đệ nhất pháp sư ngoại quốc nai vào 10 năm trước. Hôm nay tôi dùng đạo thuật pháp này đòi công đạo cho đệ tử cùng với con rể của tôi. Năm ngón tay của Lã Kiến Trung giống như một lao tù mà Đường Tuấn lại chính là chú chim tước ở bên trong chiếc lồng này. Ầm, uhm, mặt đất dưới chân Đường Tuấn đã bị dẫm nứt dưới áp lực cực lớn. 10 năm trước nay đã là đại chân nhân tiến vào thuật pháp cực cảnh vậy mà vẫn bị Lã Kiến Trung giết chết. Điều này không phải nói rõ Lã Kiến Trung đã tu thành thuật pháp đại chân nhân hơn 10 năm rồi sao? sắc mặt mọi người biến đổi kịch liệt. Nai là người đứng đầu giới thuật pháp ngoại quốc, từ lâu đã tiến vào cực cảnh, người trong giới thuật pháp không ai không biết. Chỉ là mấy năm qua giường như Nai đã mai danh ẩn tích, không nghĩ đến người này đã bị lã kiến chung giết chết từ 10 năm trước. Tâm niệm đường Tuấn vừa động, lập tức có mười mấy long quyền nhỏ xuất hiện quanh người. Lúc nãy một long quyền đã đánh nát truy tinh của Nhan Kha, vậy mười mấy quyền đủ để hủy diệt một ngọn núi nhỏ đáng tiếc mười mấy long quyền tựa như đánh vào một tấm bình chướng vô hình chỉ chốc lát đã tiêu tan cậu đường không cần phải phí công dẫy giụa ngũ hành luyện ngục là kiệt tác cả đời này của tôi cho dù cậu dùng đến võ công cũng không có khả năng tránh thoát lã kiến trung nhẹ giọng nói chỉ cần cậu ở chỗ này quỳ xuống nhận tội trước mộ của ngọc dương thủ mộ cho nó ba năm tôi sẽ giải trừ ngũ hành luyện ngục lã kiến trung quả là tôi đã coi thường ông đường tuấn than nhẹ một tiếng tu vi của lã kiến trung đã đạt đến cực cảnh, hơn nữa ngũ hành luyện ngục đã đạt đến mức độ ngũ hành tương sinh, lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Cậu đường cần gì phải kiên trì, lần này tôi thắng được cậu cũng coi như là may mắn. Qua thêm 10 năm nữa hẳn là tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Nếu cậu còn tiếp tục ngu xuẩn không lý trí vậy thì ngũ hành luyện ngục sẽ ép cậu đến tan xương nát thịt. Sọng điệu của lã kiến trung có chút đáng tiếc. Đè chết cậu ta, đè chết cậu ta, trong lòng Tô Phi Hùng gào thét, ông ta sợ sau khi đường tuấn thoát được thì sẽ tìm ông ta tính sổ hai đường tuấn thở dài lần thứ hai lã kiến trung ông thật sự rất lợi hại đáng tiếc năng lực của tôi là thứ ông không thể tưởng tượng đến bát phương lôi động đường tuấn lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó từ trên bầu trời xanh có mấy đạo kinh lôi đánh xuống kinh lôi tựa như thanh mâu của lôi thần hạ xuống quanh người đường tuấn chỉ trong một thời gian ngắn dường như đường tuấn đã hãm sâu vào trong biển lôi anh lơ lửng nổi lên giống như một vị thần linh đang thao túng lôi điện. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, năm đạo âm thanh sắc bén chói tai liên tục vang lên, ngũ hành luyện ngục bị lôi đình đánh nát. Đường Tuấn đạp hư không nhìn xuống lã kiến trung, âm thanh nhàn nhạt như vang tới từ trên 9 tầng mây, phá ngũ hành luyện ngục không cần tới 10 năm. Phụt, lã kiến trung phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, ông ta lập tức ngất xỉu. Chương 1344, cậu đường, hy vọng cậu suy nghĩ kỹ càng. Sau một hồi yên tĩnh, mấy tiếng kêu gào đầy tức giận bi thương kéo tinh thần của mọi người trở lại. Họ đường kia, mày giết chết sư phụ của bọn tao. Các sư đệ, chúng ta liều mạng với nó báo thù cho sư phụ. Mấy tên đệ tử của Lã Kiến Trung tức giận điên cuồng hét lên, trong vài người cũng có hai người tu luyện đến cảnh giới thần hải, còn lại đều đạt đến cảnh giới chân khí nếu như đặt ở bên ngoài cũng là một gỗ sức mạnh không thể khinh thường hư bọn họ đang định triển khai thuật pháp thì một tiếng hừ lạnh vang lên toàn bộ năm sáu người thất khiếu chảy máu ngã nhào xuống đất đường tuấn chậm rãi hạ xuống từ trên không trung con mắt híp lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm cậu đường làm người nên có lòng khoan dung và độ lượng lẽ nào cậu muốn làm cho núi thị vải nhất mạch từ nay về sau chấm dứt hay sao Tô Phi Hùng đứng dậy mang theo giọng điệu chỉ trích nói. Nếu như cậu thật sự muốn làm như thế, cho dù liều mạng Tô Mỗ cũng phải đấu với cậu một trận. Lời này của Tô Đại Sư nói hay lắm, cậu đường đã làm cho lá Đại Sư bị thương nặng, có lẽ cơn tức giận cũng nên nguôi rồi. Nếu như cậu thật sự muốn diệt núi thị vải vậy cũng phải bước qua thi thể của từ vũ tôi. Ngay sau đó một đại sư thuật pháp đứng dậy. Còn có trịnh khương tôi. Còn có tôi. Từng vị cao thủ thuật pháp đứng dậy, có tới mười mấy người. Ở Đông Nam Á đám người này ai nấy đều là kẻ hô mưa gọi gió, là đại sư nắm giữ thế lực thuật pháp một vùng, bây giờ liên hợp lại chỉ vì muốn ngăn cản một mình đường tuấn. Cậu đường, hy vọng cậu suy nghĩ kỹ càng. Khóe môi tô phi hùng cong cong cười như không cười nói. Điều khiến nhiều người tức giận là đường tuấn lại có tu vi thuật pháp cao siêu hơn bất cứ ai có mặt ở đây, nhưng nhiều người như vậy liên hợp lại anh còn dám làm càn sao. Tô Phi Hùng tự cảm thấy nước cờ này bản thân đi thật khéo. Dưới tình huống này nếu đường Tuấn lại nhắm vào ông ta thì chẳng khác nào đối địch cùng với mười mấy cao thủ thuật pháp. Ông ta thầm nhủ, một lũ ngu xuẩn, lã kiến chung sống hay chết, sự tồn vong của núi thị vải nhất mạch không có chút quan hệ nào với tao. Thằng nhóc họ đường này thực sự quá kinh khủng, chúng mày hãy làm bia đỡ đạn cho tao. Chỉ cần tao có thể sống sót rời khỏi đảo Phú Quốc thì sẽ lập tức báo tin cho sư phụ. Giữa lúc trong lòng Tô Phi Hùng đang cực kỳ đắc ý, âm thanh lạnh như băng của đường Tuấn vang lên. Tô Phi Hùng, ông cho rằng làm như vậy tôi sẽ không dám động đến ông sao? Ông vốn là kẻ xúi dục Dương Thiên thành động vào chuyện của tôi, tôi đã không định tính toán. Không nghĩ tới ở trước mặt tôi ông còn dám dùng loại thủ đoạn tâm lý này, ông chán sống rồi à? Âm thanh tràn ngập sát ý đột nhiên vang lên. Không ổn, cái thằng này vậy mà lại không sợ nhiều người nổi giật trong đầu Tô Phi Hùng đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Bực, ngón tay đường Tuấn búng ra, tốc độ nhanh hơn cả đạn lập tức xuyên thẳng qua giữa chán của Tô Phi Hùng, vậy mà ở nơi đó chỉ chảy ra một chút máu tươi. Với tu vi võ đạo của đường Tuấn bây giờ thì việc dốc toàn lực bắn ra một giọt nước kể cả là cao thủ võ đạo cảnh giới thần hải cũng sẽ bị trọng thương, huống hồ Tô Phi Hùng chỉ là một chân nhân thuật pháp thân thể gầy yếu. May, sâu trong ánh mắt của Tô Phi Hùng chứa đầy vẻ hoảng sợ cùng với không cam lòng. Từ khi bắt đầu đại hội giao lưu ông ta vẫn luôn giấu giếm thực lực, chờ đợi lúc ra tay sẽ là một kích khiến mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới đến chết vẫn không có được cơ hội đó. chương 1345, chẳng lẽ từ Vũ Đại Sư báo tin vui cho mình? Các người còn ai muốn chết cùng? Đường Tuấn búng búng ngón tay, mấy thuật pháp Đại Sư Tử Vũ, trịnh khương cả người run rẩy Giết người công khai, giờ phút này ở trong mắt bọn họ Đường Tuấn chính là ác ma giết người anh thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng với sự tàn nhẫn quả quyết làm cho một đám chân nhân thuật pháp kiêu ngạo này khuất phục anh đường giới thuật pháp ở đảo phú quốc cũng là một bộ phận của việt nam mong cậu thủ hạ lưu tình cuối cùng có một âm thanh già nua run rẩy nói đường tuấn liếc mắt nhìn ông ta cất lời tôi vốn không có ý định giết lã kiến trung và tiêu diệt núi thị vải mọi người không còn gì để nói lại nhìn về phía tô phi hùng nằm trên mặt đất người này chết vô ích rồi Đường Tuấn ngồi xuống ghế tựa nhấp ngụm trà nói, lã kiến trung chỉ bị thuật pháp phản phệ, với tu vi của ông ta nghỉ ngơi mấy ngày là đã có thể khỏe lại. Mấy ngày nay tôi sẽ ở lại núi thị vải, mọi người không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Vâng, anh đường có gì cứ dặn dò sai bảo là được. Mọi người do dự một chút nhanh chóng gật đầu, dù sao núi thị vải cũng không phải nhà của bọn họ, đại hội giao lưu thuật pháp vừa mới bắt đầu không lâu đã kết thúc với cách thức như vậy, cũng không ai dám có bất kỳ lời oán hận nào sau khi đám đại sư thuật pháp rời khỏi núi thị vải chuyện trên núi đã dùng tốc độ nhanh như chớp truyền khắp mọi nơi trong phạm vi đảo phú quốc tại nhà họ dương dương thiên thành đang ngồi uống trà ở phòng khách vài cô gái trẻ xinh đẹp đang xoa bóp khắp người ông ta vẻ mặt ông ta vô cùng hưởng thụ thời gian chắc cũng gần tới rồi dương thiên thành đứng dậy véo khuôn mặt non mềm của cô gái trẻ một chút rồi nhìn về phía núi thị vải hẳn là thằng đó đã chết rồi sau tiệc rượu tối qua cả đêm Dương Thiên Thành không dám chập mắt. Đường Tuấn đã trở thành cơn ác mộng của ông ta. Dẫu sao lúc đó ông ta cũng hợp tác với Tô Phi Hùng muốn đối phó với nhà họ Tào và Đường Tuấn trong bóng tối. Nghĩ đến bản lĩnh một chiêu giết chết tư mã Ngọc Dương của Đường Tuấn, Dương Thiên Thành lập tức đứng ngồi không yên. Dẫu sao thì cuối cùng cậu ta cũng chết rồi. Lã đại sư tự mình gửi thiệp mời cho cậu ta, đó chính là tấm thiệp đòi mạng. Đi cũng chết, không đi cũng chết, mình không có gì phải lo lắng nụ cười trên mặt Dương Thiên Thành ngày càng đậm, thời điểm ngồi xuống lần thứ hai chuẩn bị hưởng thụ mấy cô gái trẻ xoa bóp. Đúng lúc này điện thoại di động của ông ta vang lên. Ồ, là từ Vũ Đại Sư sao? Dương Thiên Thành đột nhiên ngồi dậy, từ Vũ là một trong số ít các đại sư ở trên đảo Phú Quốc, hơn nữa còn có chút giao tình với nhà họ Dương. Chẳng lẽ từ Vũ Đại Sư báo tin vui cho mình? Ha ha ha! Dương Thiên Thành ấn nhận điện thoại. Dương Thiên Thành nghe xong một lúc thì ý cười đột nhiên khựng lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1346, con muốn cậu ta nhất định phải chết. Dương Thiên Thành tát cô ta một cái. Không mở mắt ra mà nhìn, đó là Đường đại sư, cô nói bậy bạ cái gì đó. Dương Thiên Thành đang định đứng lên nhưng hai chân lại như nhũn ra, ông ta gọi lớn ra ngoài. Mau tới đây, lập tức chuẩn bị xe cho tôi tôi muốn đến núi thị vải nhận tội với đường đại sư. Tại nhà họ Mã, Mã Như Uyển toàn thân mặc đồ trắng gương mặt đầy bi thương, vị tiểu thư nhà họ Mã này thường ngày hoạt bát đáng yêu giờ lại giống như quá phụ không nói lời nào để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi. Như Uyển, dù sao con cũng chưa kết hôn cùng với tư Mã Ngọc Dương, không cần phải như vậy. Một người đàn ông trung niên khuyên nhủ, ông ta là Mã Vạn San cha của Mã Như Uyển. Vạn San ông cứ để con bé như vậy đi, thằng khốn họ đường kia không những giết chết tư mã Ngọc Dương mà còn làm Nhược Long trọng thương. Nếu không phải lã đại sư ra tay đúng lúc bảo vệ tính mạng của Nhược Long, chỉ sợ bây giờ chúng ta đã là người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Một người phụ nữ phú quý bức người lạnh lùng nói. Kẻ họ đường này có tội thì phải chịu, dám đắc tội lã đại sư cùng với nhà họ mã chúng ta thì cậu ta sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Con muốn cậu ta nhất định phải chết. Mã như uyển nắm chặt nắm đấm, thậm chí móng tay cào rách ra thịt cũng không để ý. Reng reng reng, điện thoại di động của Mã Vạn San vang lên. Sau một lúc Mã Vạn San nghe điện thoại xong, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Ông ta cúp điện thoại với vẻ mặt nghiêm nghị. Vạn San, có phải kẻ họ đường kia chết rồi? Người phụ nữ không nhịn được hỏi. Câm miệng, Mã Vạn San quát lên. Cho người trông chừng căn phòng này, khoảng thời gian này không có lệnh của tôi không cho phép nhị huyển ra ngoài giọng điệu cứng rắn nghiêm nghị của Mã Vạn San làm cho người phụ nữ sợ hãi một hồi. Sao vậy Vạn San? Trong lòng người phụ nữ này sinh ý nghĩ không ổn, vẻ mặt của Mã Vạn San âm trầm đến đáng sợ, nói ra từng chữ từng chữ. Lã đại sư thua, đảo Phú Quốc sắp đổi trời rồi. Vào thời điểm mà nhà họ Mã và nhà họ Dương đang rơi vào tình cảnh bi thảm thì nhà họ Tào lại vui vẻ chưa từng có. Mười mấy người do từ vũ, Trịnh Khương cầm đầu cùng đi tới nhà họ Tào. Địa vị của tất cả bọn họ không hề thấp hơn ông cụ nhà họ Tào là Tào Vinh. Thậm chí bình thường Tào Vinh nhìn thấy hai người Từ Vũ và Trịnh Khương thì đều phải khom người chào hỏi. Nhưng hôm nay Từ Vũ và Trịnh Khương lại không có thái độ kiêu căng như trước, sau khi nhìn thấy Tào Vinh thì lại tự động gọi ông ta là "anh Tào", đây chính là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Hai ông cháu Tào Thanh Vân và Tào Vinh hoảng hốt vì sự ưu ái bất ngờ này. Đến khi Từ Vũ đề cập tới chuyện trên núi thị vải, Tào Thanh Vân cùng Tào Vinh mới hiểu ra được phần nào, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. chương 1347, lời này là thật. Đường Tuấn đã đánh bại được Lã Kiến Trung rồi làm chủ núi thị vải. Anh ấy đã thật sự làm được việc đó, Tào Thanh Vân vẫn không thể tin được. Ông không nhìn lầm cậu ta, Tào Vinh vuốt dâu, có vẻ rất đắc ý. Anh Tào, hôm nay hai chúng tôi đến đây tìm anh là có việc muốn nhờ vả. Từ Vũ mở miệng nói, nhà họ Tào có qua lại với cậu đường, chúng tôi muốn mời anh và Thanh Vân lên núi thị vải nói giúp chúng tôi vài lời. Tuy đường Tuấn đã đồng ý là sẽ không xóa sổ núi thị vải, không giết lã kiến Trung nhưng mấy người từ Vũ vẫn cảm thấy lo lắng. Ồ, cậu đường là người nào chứ? Há có thể nghe lời tôi nói. Tào Vinh cười nói. Anh Tào, chỉ cần nhà họ Tào hầu hạ cậu đường thật tốt. Mấy người chúng ta có thể đứng ra đảm bảo, việc làm ăn của nhà họ Dương, nhà họ mã cùng các nhà khác sẽ chia cho nhà họ tào của anh một phần năm. Từ vũ trầm giọng nói. Đây là đang nịnh bợ bọn họ. Ánh mắt tào vinh sáng lên, ông mở miệng nói, lời này là thật. Nếu có thể lấy được một phần năm toàn bộ lợi nhuận của các đại thế gia, vậy thì nhà họ tào có thể nhảy vọt trở thành thế gia đỉnh cấp của đảo Phú Quốc sau nhà họ mã, thậm chí có thể vượt qua nhà họ mã cũng không phải không có khả năng. Từ vũ hỏi ngược lại, lời cam đoan của hơn 10 người chúng tôi còn chưa đủ hay sao? Tào Vinh cười ha hả đủ rồi. Đằng sau những gia tộc lớn ở đảo Phú Quốc đều được những cao thủ thuật pháp này chống đỡ, một câu nói của bọn họ còn có giá trị hơn tổng giám đốc tập đoàn hay chủ một gia tộc. Cháu gái, chúng ta lên núi Thị Vải nào? Nghe nói hoàng hôn ở núi Thị Vải vô cùng đẹp, lần này ông phải ngắm nhìn khung cảnh đó cho kỹ mới được. Giọng điệu của Tào Vinh vô cùng vang dội, càng nghe rõ sự vui vẻ ở trong đó. Đường Tuấn không quan tâm những chuyện này, ngay cả việc Dương Thiên Thành quỳ dưới núi thị vải hơn nửa ngày, anh cũng không chớp mắt lấy một cái. Lúc này, anh đang đứng trong một cái đỉnh ở trên đỉnh núi cao nhất núi thị vải, trước mắt là hoàng hôn cuối ngày đang chiếu rọi. Anh Đường, hoàng hôn trên núi thị vải là khung cảnh tuyệt đẹp có tiếng của đảo Phú Quốc, hàng năm đều có không ít người muốn leo lên đỉnh này để ngắm cảnh. Đáng tiếc mấy năm nay núi thị vải đã bị mặc định là vật tư nhân của lã đại sư cho nên có rất ít người dám lên. Tào Thanh Vân đứng bên cạnh cất lời đôi mắt xinh đẹp lóe lên vô cùng mê người trong lòng cô ta cũng dâng lên sự cảm thán nếu như không gặp được anh mình không những không thể đứng ở chỗ này nhàn nhã ngắm hoàng hôn chỉ sợ ngay cả nhà họ tào cũng không có chỗ cho mình sinh sống cuộc sống thật sự rất kỳ diệu cô ta nhìn đường tuấn trong lòng sinh ra một thứ tình cảm hết sức phức tạp có biết ơn có bội phục có ái mộ nếu có thể sát cách bên cạnh anh ấy cùng anh ngắm vạn dặm sơn hà ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn có lẽ cuộc sống sẽ là một màu sắc khác. Tào Thanh Vân không kiềm chế được mà nghĩ thầm, khuôn mặt ửng đỏ có thể so với ánh hoàng hôn. Có người đẹp đứng ở bên cạnh nhưng Đường Tuấn lại không hề có những suy nghĩ khác. Anh đang suy nghĩ về những gì mình thu hoạch được sau trận chiến với Lã Kiến Trung. Chương 1348, họ Lã tôi tâm phục khẩu phục. Đường Tuấn không tranh cãi, anh chỉ thẳng vào điểm giữa hai lông mày của Lã Kiến Trung một luồng khí tức nhàn nhạt tuôn ra từ đầu ngón tay, một cỗ chân khí mang theo chút lạnh lẽo thấm vào giữa hai đầu lông mày, sau đó khuếch tán ra toàn thân lã kiến chung. Một ngón tay có thể phân chia âm dương, cũng có thể quyết định sinh tử. Đường Tuấn đã dùng công pháp để dung hợp những tri thức về thuốc nam của mình hòa vào chiêu phân em dương này. Lã kiến trung càng thấy khiếp sợ, vết thương mà ông ta tưởng rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có cách nào khỏi lại được chữa trị nhanh chóng, từ thân thể tỏa ra sức sống. Chuyện Chuyện này, thân thể Lã Kiến Trung run rẩy, ông ta thật sự quá kích động. Nhưng ngay sau đó, ông ta phát hiện ra một điều khiến bản thân còn khiếp sợ hơn. Lúc này, Đường Tuấn mở rộng thức hải, Lã Kiến Trung có thể cảm nhận được tinh thần lực minh mông và mạnh mẽ của anh giống như một mặt biển rộng minh mông, thậm chí không kém hơn tinh thần lực mà ông ta đã tích góp hơn nửa cuộc đời, thứ ông ta vẫn luôn lấy làm tự hào. Điều thực sự khiến Lã kiến trung khiếp sợ chính là một chút hào quang sâu trong tinh thần của đường Tuấn, chút hào quang kia trong thức hải tinh thần khổng lồ có thể nói là không đáng kể. Nhưng thứ nằm trong ánh hào quang này lại là thuần dương chi lực chân chính, tựa như ánh lửa có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Hạt giống thuần dương, cậu có thể tu luyện ra hạt giống thuần dương, Lã kiến trung hét lên thất thanh, không còn sự thong dong bình tĩnh của Đại sư thuật Pháp số một đảo Phú Quốc nữa. Hạt giống thuần dương là cái gì? Tào Thanh Vân ngơ ngác như đang ở trong mộng. Thân thể mềm mại của Lã Thanh run rẩy, cô ta lẩm bẩm, anh ta luyện ra hạt giống thuần dương, vậy chẳng phải tương đương với việc anh ta chỉ cách tiên nhân trong truyền thuyết có một bước thôi sao? Từ nhỏ cô ta đã được nghe rất nhiều, cũng biết rất nhiều bí mật của giới thuật pháp. Muốn bước đến cảnh giới tiên nhân, trước tiên phải ngưng tụ được ánh sáng thuần dương trong thức hải tinh thần, còn gọi là hạt giống thuần dương. Chỉ cần ngưng tụ ra hạt giống thuần dương thì việc đạt tới vị trí tiên nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên bước này cũng là bước khó khăn nhất, còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần việc tu luyện đến đại chân nhân cực cảnh thành công. Cứ nhìn lá kiến trung thì biết, ông ta đã trở thành đại sư thuật pháp số một đảo phú quốc mười mấy năm, có được vô số tài nguyên nhưng cũng không thể ngưng tụ ra hạt giống thuần dương. Sự giác ngộ, tài nguyên, may mắn, thiếu một thứ cũng không thể thành công. Anh ta đã đạt tới bước này sao? cho dù mình có cực khổ tu luyện thêm 100 năm thì cũng không thể trở thành đối thủ ngang tầm với anh ta. Lúc trước Lã Thanh còn có ý nghĩ khác, vào giờ khắc này những suy nghĩ đó của cô đã hoàn toàn tan thành mây khói. Đối địch với một người sắp trở thành tiên, cô chán sống sao? "Tiên, anh Đường muốn thành tiên sao?" Tào Thanh Vân che miệng, trong đôi mắt xinh đẹp khó nén vẻ khiếp sợ. "Họ Lã tôi tâm phục khẩu phục." Sau khi Đường Tuấn thu hồi ngón tay, Lã Kiến Trung lập tức thở dài, Vết thương của ông ta đã khỏi hẳn, nhưng cuối cùng lại không còn sinh ra ý định đấu với Đường Tuấn nữa. Trừ khi tôi cũng ngừng tụ ra hạt giống thuần dương, bằng không tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu. Tự bản thân đã kiến trung rất rõ ràng thực lực của chính mình. Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết rốt cuộc thất tinh pháp trận của nhà họ Đường tôi là do ai bố trí rồi chứ? Đường Tuấn thở ra một hơi, nét mặt có vẻ uể oải chương 1349, cậu phải đề phòng sư phụ của Tô Phi Hùng. Lã Kiến Trung lộ ra một nụ cười chua chát nói, là sư phụ của tôi. Cha, chẳng phải đạo thuật của cha là tự học sao? Lã Thanh Nghi hoặc nói, cô đi theo Lã Kiến Trung từ nhỏ, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghe qua sư phụ của cha gì đó. Tự học, nụ cười của Lã Kiến Trung vô cùng chua sót, khi xưa Chu Hoa Kiện vì tiến thêm một bước trên con đường đạo thuật mà không tiếc giết vợ giết con, có thể thấy con đường cầu đạo khó khăn đến nhường nào. Cha cũng không tài năng hơn Chu Hoa Kiện bao nhiêu, làm sao có thể dựa vào tự học mà đi được tới bước này? Khuôn mặt ông ta trầm ngâm như đang lâm vào trong hồi ức, năm đó cha nhờ vào một đạo thư gia truyền không chọn vẹn là Ngũ Hành Pháp Quyết, chỉ mới từng ấy tuổi mà đã nổi danh trong giới thuật pháp của đảo Phú Quốc. Khi đó cha cho rằng đạo pháp cũng chỉ như thế mà thôi. Mãi tới khi cha may mắn gặp được sư phụ, ông không nổi tiếng trong giới thuật pháp ở đảo Phú Quốc thậm chí không có nhiều người biết đến tên của ông ấy, nhưng tu vi thuật pháp của ông ấy thì. Lã kiến trung thở dài, cho dù là cha của hiện tại cũng kém cạnh. Ông ta nhìn thật sâu vào đường Tuấn, khi đó sư phụ tôi cũng ngưng tụ được hạt giống thuần dương, tu vi thuật pháp còn mạnh hơn cậu bây giờ. Thất tinh pháp trận ở nhà họ đường của cậu là do sư phụ tôi đã bố trí vào năm đó. Sau khi bố trí xong pháp trận kia, sư phụ tôi cũng hoàn toàn mất tích. Trong ánh mắt lã kiến trung tràn đầy bi thương. Sư phụ ông tên gì? Vì sao phải bày ra loại pháp trận nghịch thiên này ở nhà họ Đường của tôi?" Sóng điệu của Đường Tuấn chuyển sang lạnh lùng. Thất Tinh pháp trận khiến Đường Tuấn vừa sinh ra đã có ưu thế không ai sánh kịp, nhưng cái giá phải trả lại là số mệnh của những người khác trong nhà họ Đường bắt đầu suy yếu. Nhà họ Đường rơi vào tình cảnh như bây giờ, Đường Tuấn suy đoán có liên quan đến Thất Tinh pháp trận. Số phận vận mệnh hư vô mờ ảo, nhưng có đôi khi lại tồn tại chân thật. Loại pháp trận thay đổi số mệnh này chính là một cách làm đi ngược với lẽ trời, thuật sĩ bố trí pháp trận cũng sẽ vì vậy mà bị trời phạt. Lúc ấy tuy tuổi tác đạo hạnh của tôi còn nông cạn, nhưng cũng biết loại pháp trận này sẽ làm loạn nhân quả. Tôi đã khuyên sư phụ nhưng ông ấy không nghe. Dường như biểu cảm trên mặt Lã Kiến Trung có vẻ khá kỳ lạ khi nhìn Đường Tuấn, ông ta nói tiếp, tôi vẫn luôn không nghĩ ra, nhưng hiện tại nhìn thấy cậu, tôi đã hiểu rồi. Sư phụ tôi tên là Vô Vọng Chân Nhân. Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ cái tên này. Nếu không có ông ấy thì cũng không có cậu của ngày hôm nay. Sư phụ ông đã đi đâu? Đường Tuấn cảm thấy những chuyện này thật sự rất kỳ lạ, có vài thứ phảng phất như đã bị sương mù bao phủ. Lá Kiến trùng dõi ánh mắt nhìn về phía xa nói, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng trước khi đi ông ấy có nói với tôi là hãy đi tìm cơ duyên để thành tiên. Cậu Đường, có một số việc tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Lã Kiến Trung bỗng nhiên nói, cậu phải đề phòng sư phụ của Tô Phi Hùng. Đường Tuấn nhíu mày. Lã Kiến Trung giải thích, sư thừa của Tô Phi Hùng thuộc một tôn giáo ở Đông Nam Á gọi là giáo Hắc Ma. Giáo phái này rất bí ẩn và thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Bọn họ thờ phụng thần Hắc Ma, âm thầm khống chế vài quốc gia ở Đông Nam Á, sư phụ của ông ta chính là giáo chủ của giáo Hắc Ma. Mấy năm trước khi tôi đi du lịch, tôi từng dùng tinh thần để so chiêu với ông ta một lần, Người này thực lực sâu không lường được, rất có thể đã luyện được hạt giống thuần dương, tu vi thuật pháp còn cao thâm hơn cả tôi. Hình như lúc ấy ông ta đang luyện một món pháp khí nên không thể dùng hết toàn lực, nhờ vậy tôi mới có thể chạy thoát. chương 1350, cơ hội đó là gì? Đúng vậy, ông quản gia cúi đầu nói. Trịnh Khương, năm đó ông đến núi Chứa Chan cầu đạo, Chứa Chan có tặng cho ông một quyển pháp quyết để tu luyện. Bây giờ ông lại muốn vòng ơn phụ nghĩa sao? Lúc này, một giọng nói trầm thấp chứa đầy áp lực vang lên ngoài cửa. Bịch bịch bịch, mấy vệ sĩ của nhà họ Trịnh bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất trông vô cùng thê thảm. Một người đàn ông cao lớn bước vào từ ngoài cửa, vóc người vạm vỡ của anh ta khiến người khác phải chú ý, cơ bắp trên cơ thể phản xạ ra ánh sáng kim loại lấp loáng. "Cậu là Hạng Thành?" Giọng nói của Trịnh Khương khẽ run rẩy. Đệ tử thân truyền của Lạc Quách Thiên là trưởng giáo núi chứa chan đồng thời cũng là một người đạt được hậu thiên đạo thể là tôi người đàn ông cao to kia nói khi anh ta nói chuyện âm thanh phát ra khiến không khí cũng phải chấn động giọng nói trầm thấp giống như tiếng sấm rền đạo thể của anh ta phải mạnh đến mức độ nào thì âm thanh mới có thể chấn động không khí đây trịnh khương âm thầm sợ hãi đối mặt với một cường giả võ đạo như hạng thành chỉ sợ ông ta chưa kịp thôi động pháp thuật thì đã bị vặn đầu đúng là thứ rác rưởi chứa chan bố thí cho ông Pháp quyết tu hành, vậy mà còn chưa tu luyện nổi cực cảnh. Hạng thành lộ ra vẻ châm chọc khi nhìn thấy tu vi của Trịnh Khương. Nhưng cũng không trách ông được, thế tục như vũng lầy bẩn thỉu nếu sư phụ không dặn dò thì tôi cũng không rời khỏi chứa chan. Ông có thể tu luyện đến tình trạng này đã là cực hạn rồi. Hạng thành đi vào, anh ta nhíu mày, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Khi anh ta nói chuyện thì vẫn luôn dùng giọng điệu trịch thường vinh váo, như vậy đi, tôi sẽ cho ông một cơ hội chỉ cần ông làm được tôi sẽ mang ông trở về chứa chan để tu vi của ông tiến thêm một bước trịnh khương không thích thái độ của hạng thành nhưng khi nghe anh ta nói ra mấy câu cuối cùng trên mặt ông ta lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên cơ hội đó là gì trịnh khương không nhịn được hỏi lại hạng thành chậm rãi nói đường tuấn làm cháu trai của trưởng giáo lạc thịnh bị thương sư phụ muốn tôi khiến anh ta phải trả đòn trong mắt anh ta lộ ra sát khí lạnh lùng Tôi là Hậu Thiên Đạo Thể, tên đó cũng là Hậu Thiên Đạo Thể. Đây là chuyện khiến tôi không thể nhịn được, thế giới này chỉ có thể có duy nhất một Hậu Thiên Đạo Thể, đó chính là tôi. Tôi muốn ông triệu tập tất cả các cao thủ võ đạo và cao thủ thuật pháp của Đảo Phú quốc lại, tận mắt nhìn xem tôi phế bỏ đạo thể của tên đó như thế nào. Sư phụ chỉ cho phép mình dạy cho tên đó một bài học. Hừ, như vậy thôi sao được, cùng là đạo thể, chỉ có một người được sống. Hạng Thành thầm nghĩ, chờ tao giết chết mày rồi chẳng lẽ sư phụ còn muốn trách cứ tao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách mày và tao đều là đạo thể. Hiển nhiên là Quách Thiên không nói cho hạng thành biết chuyện phục ma ngọc trụ. Bằng không thì hạng thành có 10.000 lá gan cũng không dám chơi trò cáo mượn oai hùng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1350